Cái gì, Diệp Thành lại tới Bắc Sở? Trong màn đêm yên tĩnh, Bắc Sở lại chấn động, mới im ắng chưa lâu, tên sát thần đó lại tới, không cần nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tiếng thôi đã khiến quá nhiều người phải run sợ rồi. Màn đêm vốn dĩ yên tĩnh thì lúc này các thế lực lớn ở Bắc Sở lần lượt triệu hồi các đệ tử gia tộc ở bên ngoài về, trụ sở của các thế lực lớn cũng được bao phủ bởi từng lớp kết giới hộ sơn, chuẩn bị đại chiến bất cứ lúc nào. Xem ra người ở Bắc Sở không chào đón chúng ta rồi. Trong một cổ thành, Diệp Thành không ngừng liếc mắt nhìn quanh, một cổ thành rộng lớn mà không có lấy một bóng người, chắc chắn đã ẩn náu rồi. Là do ngươi để lại ám ảnh đẫm máu ở Bắc Sở, Thái Hư Cổ Long lên tiếng, trận chiến khi đó quá chấn động, cả hàng chục triệu tu sĩ bị càn quét không còn mạng quay về, còn ai dám khiêu khích uy nghiêm của ngươi. Nhưng bọn chúng không biết ta đã không còn ở trạng thái không chết không nghỉ nữa rồi. Đi thôi, đừng ra vẻ nữa. Cả hai rời khỏi cổ thành, bước trên đại địa của Bắc Sở chẳng chút kiêng dè, trông thì giống như hai tên tử tế nhưng nhìn bóng lưng, dù có nhìn thế nào cũng rất giống hai tên lưu manh, và lại còn là hạng mặt dày. Dầm, màn đêm yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng động dữ dội. Tứ phương chấn động, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn về một hướng, đó là một linh sơn với từng đám mây lững lờ xung quanh, đó chính là trụ sở chính của Thôn Nguyên Thế Gia ở Bắc Sở. Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long đứng bên ngoài kết giới của Thôn Nguyên Thế Gia, vừa rồi cả hai còn tung một chưởng vào kết giới kiên cố đó, có ý muốn nói với Thôn Nguyên Thế Gia, chúng ta tới rồi. Nhìn Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long từ phía xa, những kẻ đưa tin đột nhiên tái nhợt mặt mày. Nhiều người run rẩy đứng không vững, trước kia cảnh tượng Huyết Linh Thế Gia bị diệt cả môn đột nhiên hiện về, nếu như Diệp Thành muốn khai chiến thì Thôn Nguyên Thế Gia chính là Huyết Linh Thế Gia thứ hai. Diệp Thành, người ức hiếp người quá đáng, lão tổ của Thôn Nguyên Thế Gia gần giọng khoác lên mình bộ áo giáp, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị huyết chiến. Ức hiếp người thì đã sao? Người định không chết không nghỉ sao? Thôn Nguyên lão tổ nạt nộ, đích thân điều khiển Hư Thiên Tuyệt Sát trận. Không đánh cũng được, giao Cửu Châu thần đồ ra đây, Diệp Thành lạnh lùng lên tiếng. Đêm nay hắn tới đây không phải muốn khai chiến thực thụ mà là muốn lấy về Cửu Chân thần đồ bị phân chia ở Bàn Long Hải vực. Đương nhiên nếu như Thôn Nguyên Thế Gia không hợp tác thì hắn và Thái Hư Cổ Long cũng không ngại làm loạn cả Thôn Nguyên Thế Gia, có điều tới lúc đó thì không phải rắc rối nữa mà cứ thế khai chiến, lấy đồ của lão tử đây thì chất cũng phải ói ra. Thôn Nguyên Thế Gia không cầm Cửu Châu thần đồ mà ngươi cần, Thôn Nguyên lão tổ hắng giọng lạnh lùng, ông ta tức đến mức muốn nổ phổi. Sỉ nhục, đúng là sự sỉ nhục vô cùng, đường đường một Thôn Nguyên Thế Gia tồn tại vài chục nghìn năm, hôm nay lại bị hai tên này đến đòi lại đồ hiên ngang như vậy, đây không phải là sỉ nhục thì còn là gì. Sau ngày hôm nay Thôn Nguyên Thế Gia nhất định sẽ trở thành trò cười của cả Bắc Sở. Xem ra ông thật sự muốn khai chiến, Diệp Thành vặn cổ, hắn cười tôi độc, khả năng chiến đấu đỉnh phong xuất hiện, một đạo thần quang màu vàng kim bay vút lên trời tạo ra một lỗ hổng lớn trên hư thiên. Dầm, Thái Hư Cổ Long cũng vặn cổ, hắn dùng tới sức chiến đấu đỉnh phong, long ảnh khổng lồ bao quanh, sức chiến đấu của hắn còn hơn cả Diệp Thành khiến Thôn Nguyên lão tổ và những kẻ tới đây thăm dò tin tức suýt chút nữa tiểu ra quần. Đó là ai? Sao sức chiến đấu của hắn còn mạnh hơn cả Diệp Thành? Có người ngỡ ngàng lên tiếng. Đó là Thái Hư Cổ Long. Hôm đó một mình Diệp Thành đã dẹp bằng cả Huyết Linh Thế Gia, còn rất cả hàng chục triệu tu sĩ không còn mạng mà quay. Về, hôm nay lại thêm tên Thái Hư Cổ Long này, cả Bắc Sở còn ai có thể địch lại nổi. Thái Hư Cổ Long, sắc mặt của Thôn Nguyên lão tổ thay đổi, một tên Diệp Thành đã đủ khiến ông ta kinh hãi huống hồ còn một tên Thái Hư Cổ Long mạnh hơn cả Diệp Thành, ông ta thừa biết sức mạnh của hai tên này thế nào, cái gọi là kết giới hộ sơn trước mặt bọn họ về cơ bản chỉ là trang trí. Lão tổ, đưa cho bọn họ thôi ạ, gia chủ của Thôn Nguyên Thế Gia run rẩy, nói với Thôn Nguyên lão tổ bằng giọng cầu khẩn. Đừng đi theo vết xe đổ của Huyết Linh Thế Gia mà, lão tổ. Cửu Chân thần đồ mà chúng ta có chẳng qua chỉ là 1% mà thôi, đừng vì nó mà chôn vùi cả gia tộc. Không chỉ Thôn Nguyên gai chủ mà đến cả người trong Thôn Nguyên Thế Gia cũng nhất loạt quỳ xuống đất nói. Ôn ao, Thôn Nguyên lão tổ hắn giọng, mặt mày tôi độc đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Giao hay không, Diệp Thành lại lần nữa lên tiếng, nếu không giao ra thì hai chúng ta sẽ vào trong lấy, có điều ta cũng phải nói trước tính khí của ta thì tốt nhưng vị bên cạnh ta đây thì không dễ nói đâu, tới lúc đó nếu làm người của Thôn Nguyên Thế Gia bị thương hoặc không chú ý mà diệt Thiên Tông Thế Gia thì tiền bối tới bên kia thế giới đừng trách vãn bối nhé. Ngươi, Thôn Nguyên lão tổ mặt lạnh băng, ông ta suýt chút nữa thì ói ra máu vì câu nói vừa rồi của Diệp Thành. Đừng phí lời với lão ta, rớt đi, không để sót một tên, Thái Hư Cổ Long lên tiếng, lật tay lấy ra Thái Hư Long kiếm. Cầm lấy, thấy Thái Hư Cổ Long ra tay, Thôn Nguyên lão tổ hắng giọng sau đó giao ra phần Cửu Châu thần đồ. Vậy mới phải chứ, Diệp Thành phất tay nắm lấy Cửu Châu thần đồ trong tay, quả thực chỉ là một phần, không bằng 1% của Cửu Châu thần đồ nhưng không sao, đi thêm ở Bắc Sở này chắc chắn sẽ thu thập đủ. Còn không đi, Thôn Nguyên lão tổ gần giọng, tính khí cũng không vừa nhỉ, Thái Hư Cổ Long bĩu môi, nếu như là trước đây thì với tính cách của ta đã cho ông một đạp mà khỏi phải thương lượng rồi. Ngươi, Thôn Nguyên lão tổ bị mắng tới mức tím tái mặt, lần này ông ta ói ra máu, cứ thế phun ra cả miệng máu cao hơn 3 trượng, suýt chút nữa thì ngất đi. Đi thôi, bên ngoài kết giới hộ sơn, Diệp Thành xua tay, hắn đã biến mất trong bóng tối với Thái Hư Cổ Long.
phù, nhìn bọn họ rời đi, người của thôn Nguyên Thế Gia lúc này mới thở phào. Vài ngày nữa chúng ta lại tới, khi tất cả mọi người thở phào thì từ trong bóng tối phía xa lại vang lên giọng nói của Diệp Thành khiến ai nấy đều vội nắm chặt thần binh của gia tộc. Chậc, chậc, nhìn Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long rời đi, những kẻ dò la tin tức mới tặc lưỡi. Đây mới chỉ là hai người nhưng lại đã khiến cả gia tộc không dám ra khỏi cửa rồi, mười mấy trận thế bên ngoài cũng không vừa nhưng không ai dám manh động, mợ kiếp, đó chính là uy thế. Phía Diệp Thành rời đi sau đó tiến tới gia tộc tiếp theo, phía sau hắn còn có cả một toán người đau tim. Không mất thời gian với các ngươi, giao ra đây. Diệp Thành thể hiện rất khí thế, quan trọng là hắn không có thời gian mà lãng phí, bao nhiêu gia tộc phải đi, cần phải đặt hiệu quả lên đầu, nên biết rằng hắn còn phải tới Đông Lăng của Uyên để chiến đấu nữa. Gia tộc lần này làm việc nhanh gọn dứt khoát, không nói thêm lời nào, cứ thế giao ra. Vậy mới phải chứ, vài ngày nữa chúng ta lại đến. Diệp Thành cầm Cửu Châu Thần Đồ cùng Thái Hư Cổ Long rời đi nhưng lại bỏ lại một câu khiến người ta phải lo lắng. Rầm, rầm, tiếp đó, Bắc Sở về đêm không hề yên tĩnh, chỉ cần là nơi mà Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long đi qua thì đều vang lên hai âm thanh chấn động. Tiếp đó chính là màn lấy đồ trắng trợn, thế nhưng cách làm của chúng lại rất hữu dụng, rất nhiều gia tộc ở Bắc Sở phối hợp, không phải gia tộc nào cũng ngang ngược tung hoành như Thị Huyết Điện, uy thế và sự bá đạo của Diệp Thành thế nào bọn họ đã từng chứng kiến, hậu quả của việc không giao ra rất nghiêm trọng. Ta thật sự không có Cửu Châu Thần Đồ, lại là một gia tộc khác, và lại còn là một gia tộc tầm trung, Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long vừa tung một trưởng vào kết giới hộ sơn, lão tổ của gia tộc kia đã sợ mất mật, chân mềm nhũn. Bọn họ không thể so với thôn Nguyên Thế Gia, càng không thể bì với Thị Huyết Điện, thực lực của bọn họ còn kém xa, nếu như Diệp Thành muốn xông vào thì sẽ kết thúc chiến đấu nhanh thôi. Không có, Diệp Thành nhướng mày, dám lừa dối ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy, Diệp Thành nói rồi lôi ra một quyển cổ thư từ trong ngực áo, bên trên còn liệt kê vài cái tên gia tộc. Những gia tộc này từng phân chia Cửu Châu Thần Đồ ở Bàn Long Hải Vực. Có điều hắn tìm một lượt, quả thực không có tên của gia tộc này khiến hắn chợt ngỡ ngàng. Đúng là không có, Diệp Thành ho hắng, có điều ta đã tới đây rồi thì không thể để chúng ta tay không trở về nhỉ. Ôi trời, nghe câu nói đó của hắn, những kẻ tới đây mê chuyện bất giác giật giật khóe miệng, không phải đến để lấy đồ sao? Sao lại thay đổi ý rồi? Đây đây là đang dọa nạt vơ vét tài sản giữa ban ngày sao, có người thay đổi vẻ mặt một cách nhanh chóng. Ta thấy tên Diệp Thành đó rõ ràng là cố ý. Nói dễ nghe thì là đến lấy đồ của mình, nhưng thực ra là tới để vơ vét tài sản. Đương nhiên không thể để hai vị tay không đi về rồi, cả gia tộc kia mặt mày tái mét. Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo người ta mạnh hơn mình. Ai bảo trước kia chúng ta vây rất hắn, đó chính là báo ứng, đưa cho chút tiền thì xong thôi, nếu để hắn ta đánh tới đây thì mới là đại họa. Nói rồi, gia chủ kia ném ra một túi đựng đồ, Diệp Thành nhanh tay bắt lấy. Mở túi đựng đồ ra, Diệp Thành liếc nhìn vào bên trong, sau đó hắn thản nhiên nhét vào ngực áo. Long gia. Hôm nay vẫn may không tồi, Diệp Thành cất túi đựng đồ đi rồi liếc nhìn vào bầu trời sao. Ta cũng thấy thế, cảnh hôm nay đẹp quá, hay là làm chén. Vậy thì làm chén, chúng ta có, gia chủ của gia tộc kia lại ném ra một cái túi đựng đồ cỡ to. Đến tên ngốc cũng có thể nhìn ra hai tên kia chê ít. Để cho chúng uống rượu ở ngay cửa gia tộc thì bọn họ sao dám ngủ. Hẹn gặp lại, lấy đi túi đựng đồ, Diệp Thành xua tay quay người rời đi. Nhìn bộ dạng hai tên đê tiện này, những kẻ tới đây hóng chuyện hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Hai tên này cũng biết nhiều lắm, một tên là Thái Hư Cổ Long, một tên là Thánh Chủ Thiên Đình, đúng là mặt dày. Mở kiếp, ở một vùng núi hẻo lánh, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, Gia Cát Phũ, Ngưu Thập Tam, Ngô Tam Pháo, Man Sơn đứng đó, người nào người nấy tặc lưỡi. Chúng ta đều phải lén lút đi chói người còn người ta quang minh chính đại ăn cướp. Theo lão phu thấy thì hai tên đó cũng biết ra vẻ lắm. Rầm, đoàng, Bắc Sở Minh Mang cứ chốc chốc lại vang lên tiếng động ầm vang, mỗi lần có tiếng động vang lên thì đều khiến người ta lo sợ. Nhìn từ xa luôn thấy có hai bóng người di chuyển, cả chặng đường gây chuyện, cho tới từng cửa vào của các gia tộc vẫn còn nói cười cười. Những gia tộc kia rất hiểu chuyện, không cần Diệp Thành phải lên tiếng đã lập tức giao ra Cửu Châu Thần Đồ, gia tộc nào không có Cửu Châu Thần Đồ thì tặng tiền, bảo bối. Và hai tên này lại coi như chẳng có gì xảy ra, đi hết gia tộc nọ tới gia tộc kia giống như lão tăng đang hóa duyên rồi lại giống như du côn đang thu phí bảo hộ, mỗi nơi chúng đi qua đều có thu hoạch. Cứ thế, chúng lấy đồ thuộc về mình nhưng lại có vẻ như biến thành kẻ du côn thu phí bảo hộ. Điều đáng nói đó là các thế lực lớn ở Bắc Sở thực sự rất hợp tác. Suy cho cùng thì bọn họ vẫn chưa đủ đoàn kết, không dám làm mồi, từ trước tới giờ bọn họ vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau, thế lực đan xen hỗn loạn, ân oán hình thành từ lâu, sao có thể hợp tác một cách thực thụ được, cũng đúng như Diệp Thành nói, thế cục ở Bắc Sở hợp lâu rồi sẽ phải tan, cho dù hắn không đến thì nơi này nhất định sẽ rơi vào cục diện phân tranh. Phía sau hai tên là từng toán người bày ra vẻ mặt xót xa. Thế nào gọi là thành công, mở kiếp, thành công là đây chứ đâu nữa. Lừa lọc hiên ngang như vậy mà không cần lên tiếng còn người ta thì phải cống đồ ra, làm người mà đạt tới đẳng cấp thế này thì quá thành công rồi, cả chặng đường ăn chặn của hai tên này đủ tiền để có thể tự trang bị cho mình một đội quân tu sĩ hùng hậu.
có quá nhiều người đang nghĩ rằng người ta có thể thì mình cũng có thể. Xin lỗi, đó là điều không thể. Người ta tới Bắc Sở thu phí bảo hộ, lừa lọc Huyên Hàng như vây, nhưng các người có dám tới Nam Sở làm ra trò này không? Đáp án chắc chắn là không, và lại chưa nói tới việc người có dám bước vào Nam Thiên Môn hay không, cho dù vào được thì cũng sẽ không ra khỏi đó được, mà kể cả người ta cho người ra ngoài thì cũng sẽ kiêng người ra, lúc đó sẽ là trạng thái người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chúng ta thật sự tới đây để lấy đồ của mình sao? Diệp Thành nói với vẻ mặt đầy ý tứ. Là bọn họ tự đưa chứ, chúng ta đâu có đòi, Thái Hư Cổ Long cũng lắc đầu theo. Nói rồi, cả hai tên tới bên ngoài một linh sơn. Linh sơn này giống như thôn nguyên thế gia, trước sau trái phải hay trên dưới đều được bảo vệ bởi kết giới hộ sơn chắc chắn, đừng nói là người, cho dù là một con ruồi cũng không thể vào nổi. Được đấy, cả hai tên dừng chân ở đây, không đòi đồ từ người ở bên trong mà đứng đó nói chuyện. Chúng cứ thế nói chuyện rồi một cái túi đựng đồ bay từ trong ra ngoài. Ấy, không tồi, có đồ kìa. Diệp Thành nhanh chóng bắt lấy túi đựng đồ, hắn liếc mắt nhìn vào bên trong, cảm thấy cũng hòm hòm thì liền quay người, nếu cảm giác chưa được nặng tay thì tiếp tục đứng ở cửa nhà người ta nói chuyện với Thái Hư Cổ Long. Chúng cứ thế nói chuyện rồi lại có túi đựng đồ bay ra ngoài. Ấy, vận may thật là tốt, lại nhặt được đồ rồi. Diệp Thành vẫn rất nhanh tay, hắn coi như không có chuyện gì xảy ra, cầm lên rồi đi vừa nói chuyện. Với dụng ý như vậy, cả hai tên áp dụng đối với tất cả các gia tộc, và lại lần nào cũng gặp may, nói mà có thể lấy về được bảo bối. Chúng hành động rất chuyên nghiệp, nói từ tối tới sáng, từ sáng sớm tới tận đêm khuya, rồi lại từ đêm nói tới rạng sáng hôm sau, đến cả người xem cũng phải ngáp dài mà cả hai tên vẫn không ngừng nghỉ. Bên trong đại điện của Thị Huyết Điện, Thị Huyết Diêm La đứng đó, sắc mặt tái mét. 3 ngày 2 đêm, thông tin mà ông ta nhận được nhiều nhất chính là màn lừa bịp hiên ngang của Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long, nói không chừng lát nữa chúng lại chạy tới Thị Huyết Điện đòi phí bảo hộ cũng nên. Sỉ nhục, đúng là sự sỉ nhục khôn cùng. Cái gì mà Thị Huyết Điện hùng bá Bắc Sở, tất cả chẳng khác gì trò cười, người ta tung hoành không kiêng dè như vậy còn ngươi thì không dám bước ra khỏi cửa. Vì chúng bị sát phạt sợ đến mất mật rồi, ám ảnh trước kia cho tới bây giờ vẫn còn hiện rõ rệt trong đầu chúng không khác gì cơn ác mộng, cả hàng chục triệu tu sĩ bị đánh tới mức không còn đường về thì Thị Huyết Diêm La còn có thể nói gì nữa. Ngươi còn đợi gì nữa, Phệ Hồn Vương lại xuất hiện, ông ta nhìn chằm chằm vào Thị Huyết Diêm La với đôi mắt u ám. Muốn đi thì ông đi đi, Thị Huyết Diêm La hắng giọng lạnh lùng. Ngươi, Bắc Sở rộng lớn như vậy mà lại để một tên dọa cho kinh hồn bạt vía, đúng là nực cười, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp đại điện. Giọng nói còn chưa dứt thì một người mặc áo bào tím xuất hiện, cơ thể như ẩn như hiện, lúc thực lúc ảo, đôi mắt hỗn độn mang theo uy lực kinh thế khiến đại điện rung chuyển. Người này không phải ai khác mà chính là người thần bí xuất hiện ở Bắc Sở. Hắn từ quả trứng đi ra, cũng chính là tu sĩ ở cảnh giới chuẩn. Đến, chỉ vì bị đại sở trấn áp nên tu vi mới giáng xuống cảnh giới chuẩn thiên. Nếu không phải bị Sở Huyên và Hồng Trần liên thủ truy sát thì cũng sẽ không ẩn náu ở Thị Huyết Điện. Người này cũng giống với kẻ mặc hắc bào xuất hiện ở Nam Sở, bọn họ đến từ cùng một nơi, còn đến từ nơi nào thì lại không rõ. Các hạ, Thị Huyết Điện có lòng cho các hạ nương thân thì cũng không nên chỉ biết nói những lời vô dụng. Thị Huyết Diêm La nhìn kẻ mặc y phục tím với ánh mắt lạnh lùng, nếu còn dám xuất ngôn ngông cuồng thì bản tôn không ngại mời ngươi ra khỏi Thị Huyết Điện đâu. Ngươi sẽ không đuổi ta đi đâu, kẻ mặc y phục tím bật cười để lộ ra hàm răng trắng bóc. Các hạ cũng tự tin thật đấy. Phệ Hồn Vương bật cười, ông ta nhìn kẻ mặc y phục tím với ánh mắt lóe lên u quang giống như thể có thể nhìn thấu mọi thứ từ người này. Nhưng điều kỳ lạ là trên người hắn ta có một sức mạnh dị thường có thể che đi thời cơ, cho dù là ông ta thì cũng không thể nhìn thấu. Đây cũng chính là nguyên do mà Thị Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương cho tới giờ vẫn giữ thái độ khách khí với người này. Theo như bọn họ thấy thì kẻ trước mặt mình thâm sâu khó dò, chí ít cũng cùng đẳng cấp với chư vương. Sự tồn tại thế này là hiếm hoi ở đại sở, nếu như hai bên có thể thương lượng được với nhau thì hắn ta sẽ trở thành bên hỗ trợ đắc lực cho Thị Huyết Điện. Các ngươi có biết vì sao trước kia tu vi của Diệp Thành có thể rớt cả hàng chục triệu tu sĩ không còn đường về không? Kẻ mặc y phục tím tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn nhã ngả người nhìn Phệ Hồn Vương và Thị Huyết Diêm La. Vì sao? Phệ Hồn Vương và Thị Huyết Diêm La nheo mắt. Lúc đó hắn ở trạng thái không chất không bị thương, kẻ mặc y phục tím cười cợt nhả. Trạng thái không chất không bị thương, Phệ Hồn Vương và Thị Huyết Diêm La nhìn nhau cau mày. Chẳng trách, Phệ Hồn Vương hắng giọng lạnh lùng, chẳng trách mà rất thế nào cũng không khiến hắn chất được. Trạng thái không chất không bị thương trong lời mà ngươi nói là chỉ điều gì? Một loại bí thuật, Thị Huyết Diêm La nhìn thẳng vào kẻ mặc y phục tím. Là gì không quan trọng, kẻ mặc y phục tím cười u ám, quan trọng là trạng thái đó có thể mở được một lần chưa chắc đã có thể mở được lần thứ hai, không có trạng thái đó thì sao hắn có thể rớt được bao nhiêu tu sĩ như vậy? Hình như ngươi rất hiểu hắn, Phệ Hồn Vương nhìn kẻ mặc y phục tím. Không hẳn là hiểu, hắn ta cười tôi độc. Chỉ là bản tôn sống lâu hơn các ngươi một chút nên biết nhiều hơn chút thôi. Vậy ngươi rốt cục là ai? Ta là ai không quan trọng, kẻ mặc phục tím càng tỏ ra bí hiểm, quan trọng đó là bản tôn có thể giúp các ngươi diệt Diệp Thành, nếu như chư vị đồng ý thì diệt Thiên Đình ở Nam Sở cũng không phải không thể. Khẩu khí cũng không vừa, trong mắt Thị Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
thánh tử của sát thủ thần triều sẽ đấu với hắn ở Đông Lăng Cổ Uyên, đó chính là mộ phần của hắn, kẻ mặc y phục tím càng tỏ ra tường tận, cái đầu của hắn chính là món quà mà bản tôn tặng các ngươi. Vì sao ngươi lại giúp chúng ta, thì huyết diêm la lên tiếng hỏi. Không vì sao cả, kẻ mặc y phục tím nói rồi toàn thân trở nên hư ảo, sau đó biến mất, bản tôn thích thiên địa phân tranh, màu sắc đẫm màu đó tuyệt đẹp làm sao. Đêm khuya, Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long đứng trên một đỉnh núi. Không sai, cả hai đi mất vài ngày, các thế lực lớn ở đại sở ngoài thị huyết điện và liệt đại chư vương ra thì về cơ bản chúng đều đã đi một vòng, và lại mỗi nơi chúng đi qua đều bội thu. Thu hoạch ngoài mong đợi, Diệp Thành cười đắc ý. Ngày mai chính là ngày cửu dương, ngươi ổn định trạng thái đi, Thái Hư Cổ Long ngồi phịch xuống đất. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, Diệp Thành mỉm cười, hắn phất tay lấy ra từng tấm cửu châu thần đồ. Tiếp đó, hắn đem vài trăm miếng cửu châu thần đồ lơ lửng giữa không gian, dùng sức mạnh đạo tắc của mình dung hợp lại. Diệp Thành đã thu về được một nửa cửu châu thần đồ ở Nam Sở, còn lại về cơ bản đều ở chỗ thị huyết điện. Hắn và Thái Hư Cổ Long đương nhiên không dám ngông cuồng tới thị huyết điện, nơi đó không thể so với thế gia tu luyện được. Còn không chuẩn bị thu lại lục đạo tiên luân nhãn sao, Thái Hư Cổ Long lên tiếng. Đương nhiên sẽ thu lại rồi, Diệp Thành mỉm cười, hắn vừa tu sửa lại cửu châu thần đồ vừa đáp lời. Vẫn là câu nói đó, cẩn thận phi lôi thần quyết của hắn. Ta biết chừng mực, nói thực thì ta vẫn luôn ó một dự cảm chẳng lành, Thái Hư Cổ Long lấy ra một vò rượu, giọng nói đầy ý tứ. Ngươi sợ ngày mai chúng sẽ gài bẫy, Diệp Thành nhìn Thái Hư Cổ Long. Cấm chế dù mạnh thế nào cũng không trói buộc được ngươi đâu, Thái Hư Cổ Long chút rượu vào miệng, hắn tĩnh lặng quan sát bầu trời mênh mang, ta nói về dự cảm chẳng lành không phải là chỉ đại chiến vào ngày mai, ta vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt lạnh băng đang nhìn vào vùng đất rộng lớn này. Ngươi cũng có dự cảm này, Diệp Thành cau mày, tới cấp bậc như chúng ta thì dự cảm 8-9 phần là linh nghiệm. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, ký ức của ta không hoàn chỉnh nhưng có những cảnh tượng vụn vỡ chốc chốc lại xuất hiện, ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, Diệp Thành xứng người, một phần tàn hồn từng là chí tôn mà cảm thấy sợ hãi thì đó phải là việc đáng sợ thế nào. Từ trên người kẻ mặc hắc bào đó, ta nắm bắt được luồng khí thức quen thuộc lạ thường, Thái Hư Cổ Long nhấp ngụm rượu, là một loại khí thức ác độc và tàn bạo. Đến ngươi còn như vậy thì lai lịch của bọn họ nhất định không đơn giản. Sau ngày mai chúng ta tới Thập Vạn Đại Sơn, ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn thì sẽ điều binh thống nhất đại sở, không thể chậm trễ hơn nữa. Ta hy vọng trong thời gian ngắn nhất ngươi có thể trở thành vị hoàng thứ 10 của đại sở, như vậy thì ngươi có thể có tư cách tới Thiên Huyền Môn làm rõ mọi bí mật liên quan đến đại sở, những điều bí ẩn thế này khiến ta cảm thấy bất an. Vị hoàng thứ 10, Diệp Thành ho hắng, ta còn cách cảnh giới kỳ diệu đó 2 bước nữa, còn ngươi và Đao Hoàng tiền bối chỉ còn cách 1 bước, muốn phong vị hoàng thì mọi người làm mới phải. Đây không phải là chuyện mua bán, không cần phải ai đến trước được trước, Thái Hư Cổ Long cười nói, giống như thần vương Thần Huyền Phong và Sở Hoàng cùng một thời đại, năm xưa chuẩn đế viên mãn nhưng chẳng phải bị các hậu bối như Viêm Hoàng và Phía Nguyệt Hoàng vượt qua sao. Muốn làm được việc này cần cơ duyên, còn ta là một phần tàn hồn chí tôn, cuối cùng cũng sẽ bị kiểm soát bởi lạc ấn đế đạo của chí tôn, ở đại sở này ta không thể vượt trội, tới chư thiên vạn vực cũng không có duyên với phong vị đại đế. Nhưng hiện giờ ta còn chưa chạm được tới phần mép của chuẩn thiên viên mãn, Diệp Thành lắc đầu bất lực, đừng nói là cảnh giới thiên. Việc đều do con người, tu đạo không đủ 10 năm mà ngươi đã có thành tựu như hiện tại, đây đã là vượt trội rồi. Được một người của tộc chí tôn ngợi khen, ta cảm thấy thật vinh hạnh, Diệp Thành cười nói. Ta rất thích bản tính mặt dày này của ngươi, Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thành rồi ngả người trên vách đá ở bên, chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Thành ho hắng, hắn không nói gì, tiếp tục tu sửa cửu châu thần đồ biết đâu ngày mai cần dùng đến. Ngọc nữ phong của Hằng Nhạc Tông, Sở Huyên nằm trên giường băng ngọc ngủ rất ngon lành. Một cơn gió khẽ thổi qua khiến vẻ mặt cô chợt trở nên đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Trên người cô chợt có thay đổi, có thần quang 7 màu bao quanh như ẩn như hiện, đến cả mái tóc cũng nhuốm thần hà 7 màu, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng kiếm vang lên vút vút. Sất Diệp tinh thần, Sất Diệp tinh thần, trong hư không như có một giọng nói thế này vang lên, vang vọng trong đầu Sở Huyên giống như ma chú không dứt. Không lâu sau đó, Sở Huyên ngồi bật dậy, cô ôm đầu đau đớn rít lên. Sất Diệp Thành, Sất Diệp Thành, vẫn là giọng nói đó, không hề có chút tình cảm, như ma chú lạc ấn trong linh hồn Sở Huyên. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra tất cả rồi, Sở Huyên đang thầm gào thét, khóe mắt cô có đôi dòng lệ tuôn rơi, là ngươi khiến ta bỏ lỡ hết 3 năm này tới 3 năm khác, là ngươi khiến ta chịu dày vò không đáng có, ngươi rốt cục muốn rất bao nhiêu người, vì sao ngươi là không bỏ qua cho hắn? Là hắn không bỏ qua cho ta trước, giọng nói đó lại vang lên, và lại còn mang theo hàn ý lạnh lùng. Chấm, Bắc Sở về đêm vì sự quấy nhiễu của Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long mà trở nên không hề yên bình. Nếu như có ai đó nhìn từ trên cao xuống thì sẽ trông thấy từng bóng người như dòng nước lũ đang di chuyển về phía biên giới của Bắc Sở, Đông Lăng Cổ Uyên. Diệp Thành và thánh tử của sát thủ thần triều đang đối đầu với nhau ở Đông Lăng Cổ Uyên, việc này như được chắp thêm đôi cánh lan truyền khắp đại sở, còn người ở các phương về cơ bản đều tới Đông Lăng Cổ Uyên trước để đợi quan sát trận chiến. Động tĩnh lần này còn hơn cả lần Diệp Thành đấu với Doãn Chí Bình.
trận đại chiến này là trận quyết đấu đỉnh cao nhất của thế hệ Thanh Tự ở Đại Sở. Nghĩ vậy, rất nhiều người bất giác nghĩ tới đối thủ từ trước tới nay của Diệp Thành, khi ở trận so tài Tam Tông, hắn đánh bại Cơ Tuyết Băng, ở vùng đất Huyền Cổ đánh bại ký chủ Lã Hậu với độ hòa hợp 5 phần, ở vùng đất Loạn Cổ đánh bại ký chủ Doãn Chí Bình với độ hòa hợp 9 phần, hạ gục Thái Dương chi thể Hoắc Tôn. Hiện giờ thánh tử của sát thủ thần triều đích thân ra mặt, trận chiến này nhất định còn đặc sắc hơn cả trận chiến với Doãn Chí Bình nhiều. Lần này phải cho hắn một đi không trở lại, ở Thị Huyết Điện, Thị Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương lần lượt bay ra ngoài, sau đó là đại quân của Thị Huyết Điện, trận thế khủng khiếp. Không thể để hắn trốn thoát lần nữa, Quỷ Vương, Huyết Vương, Yêu Vương, Phu Chú Vương, U Minh Diêm La Vương cũng cầm quân tiến về Đông Lăng Cổ Uyên. Còn Ma Vương lần này cũng đích thân cầm đại quân ma vực ra trận. Thần Vương khoanh chân ngồi trong thần điện không rời đi mà độ 9 phần sức chiến đấu cho đạo thân của mình, đó chính là thánh tử của sát thủ thần triều nổi danh Đại Sở. Thái Hư Cổ Long và Diệp Thành đoán không sai, thánh tử của sát thủ thần triều chính là đạo thân của Thần Vương Thần Huyền Phong và đó cũng là đạo thân duy nhất của ông ta, khả năng chiến đấu ngang ngửa Cơ Tuyết Băng từ lâu. Khi ông ta còn ở cảnh giới Linh Hư thì đã có vài lần gần như có thể chảm diệt Trung Ly ở cảnh giới Chuẩn Thiên, chiến tích của ông ta mặc dù không bằng trạng thái đó của Diệp Thành nhưng cũng không hề vừa, quan trọng nhất đó là hắn ta được nhờ sức mạnh từ bản thể. Ở Đông Lăng Cổ Uyên, Chu Thiên Giật đứng trên đỉnh núi tĩnh lặng nhìn hư thiên. Nơi này chính là tổ địa của Đông Hoàng Thái Phủ Thần Triều, bên cạnh hắn, con gái của Sở Hoàng Đại Sở Hoàng Yên, con gái của Nguyệt Hoàng Thiên Thương Nguyệt, con trai của Thiên Táng Hoàng Long Đằng, con trai của Chiến Vương Tiêu Thần, con gái của Huyền Hoàng Nam Minh Ngọc Thu cũng có mặt. Đây là một sự mặc định, nếu như Liệt Đại Chư Vương manh động bọn họ cũng sẽ ra tay, sự tồn tại của bọn họ chính là để khắc chế Liệt Đại Chư Vương cho tới khi vị Hoàng thứ 10 hiện thế. Trận thế cũng lớn đấy, Long Đằng hít vào một hơi thật sâu. Diệp Thành trưởng thành nhanh quá, đê dây có lẽ là cơ hội duy nhất của bọn họ, Tiêu Thần trầm giọng lên tiếng. Nếu làm không tốt thì lần này chính là đại chiến, Đại Sở Hoàng Yên cũng hít vào một hơi thật sâu. Ta không trụ được lâu nữa, khai chiến trước cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, giọng đế phản khàn khàn. Mai phục bao nhiêu nơi như vậy ta đã quên mất trải qua bao nhiêu năm. Tháng rồi, Thiên Thương Nguyệt cười với nụ cười mỏi mệt. Ta bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của việc Phụ Hoàng phong ấn ta tới thời đại này rồi, Nam Minh Ngọc Thu nãy giờ vẻ mặt đờ đẫn thì lúc này cũng lên tiếng. Hắn là Viêm Hoàng Thánh Chủ, là người kế thừa Đại Sở Huyền Tông của Thần Hoàng, hắn là người phụng mệnh trời, hộ đạo cho hắn chính là tạo hy vọng cho mảnh đất này, Chu Thiên Giật mỉm cười nói. Đây là một vùng thương nguyên trải dài vô tận, Đại Sở đặt tên là Đông Lăng Thương Nguyên. Đông Lăng Thương Nguyên có lai lịch rất lớn, năm xưa Đông Hoàng phong vị cảnh giới thiên, trở thành hoàng đế của Đại Sở tại chính nơi này. Ngoài ra còn là nơi diễn ra trận đại chiến mà Đại Sở truyền tụng đã lâu. Năm xưa, Đao Trung Chi Hoàng Toại Phong nổi danh từ một trận chiến ở đây, một mình ông đã sát phạt 9 vị thái thượng trưởng lão của Thị Huyết Điện chấn động Đại Sở. Vẫn còn rất nhiều truyền thuyết về Đông Lăng Thương Nguyên, hầu hết đều có từ trước thời Đông Hoàng, vì đã quá lâu nên rất nhiều truyền thuyết đến giờ không thể chứng thực, nhưng điều đáng nói là vùng đất này thật sự rất phi thường. Lúc này, trời còn chưa sáng mà Đông Lăng Thương Nguyên đã đông đúc người. Trên mặt đất, trên hư không, đâu đâu cũng thấy có người hoặc có tán tu, cũng có những thế lực lớn ở Bắc Sở. Mục đích họ tới đây rất rõ ràng, đó là để xem trận quyết chiến giữa Thánh Chủ Thiên Đình và Thánh Tử Sát Thủ Thần Triều. Các ngươi nói xem trận chiến này ai sẽ là người thắng, còn chưa thấy hai nhân vật chính mà tứ phương đã xôn xao bàn tán. Đương nhiên là Thánh Chủ Thiên Đình rồi, có người lập tức nói ngay, hắn là ma thần vô song đã rớt cả chục triệu tu sĩ, chiến tích này trước đây chưa từng có, vượt qua cả Sở Hải Thần Binh năm xưa, Thánh Tử Sát Thủ Thần Triều kia có làm được như vậy không? Cũng chưa biết được, có vị lão bối tu sĩ vuốt râu bảo, Thánh Tử Sát Thủ Thần Triều là con trai ruột của Thần Vương. Truyền thuyết về Thần Vương rất nhiều, ông ấy giỏi một chiêu tuyệt sát, năm xưa số cảnh giới chuẩn thiên chất trong tay ông ấy không tới 1000 thì cũng có 800. Trận quyết chiến đỉnh cao thế này, thắng thua thế nào chưa thể biết được. Diệp Thành đến rồi, trong lúc thảo luận bỗng dưng có người hét lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người về một phía. Ở đó, Diệp Thành bay từ trên trời tới, bước đi chậm rãi nhịp nhàng, có lẽ là thân thể nặng như núi nên mỗi bước đi của hắn đều khiến hư thiên rung lên, uy thế của hắn khiến mọi người đều khiếp sợ. Thật náo nhiệt. Nhìn bóng người khắp nơi, Diệp Thành khẽ mỉm cười, khi nhìn về một vài nơi trên hư thiên, khóe miệng hắn lại hiện lên tia giễu cợt, dường như có thể thấy nhóm Thị Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương. Sự xuất hiện của hắn khiến cho người xem ở khắp nơi đều vô thức lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào bóng dáng của Diệp Thành. Đối với những điều này, Diệp Thành không quan tâm, hắn lẳng lặng đứng trên hư thiên như một pho tượng đá, đứng yên bất động chờ Thánh Tử Sát Thủ Thần Triều tới. Bùm, đùng, đoàng, bốn phương ở hư thiên đều vang lên tiếng nổ lớn. Nhìn từ xa, đại quân Thị Huyết Điện và Phệ Hồn tộc đang ùn ùn kéo đến, sát khí ngút trời khiến người xem đều phải kinh hãi. Sau đó có tiếng yêu long gầm thét, yêu vương từ trên trời bay tới, biển yêu khí cuồn cuộn kéo theo cả đại quân yêu tộc. Tiếp đến là Quỷ Vương, Phù Chú Vương, Huyết Vương lần lượt có mặt, dẫn theo đại quân của nhà mình tới đứng chật kín hư thiên. Cuối cùng là U Minh Diêm La Vương, ông ta như một xác chết, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng, làn khí lạnh lẽo khiến người ta thấy rét lạnh tận xương,
sau lưng ông ta là quân binh địa phủ đang xếp hàng, số lượng đông đến mức khiến da đầu mọi người tê dại. Ma vương cũng tới, nhưng ông ta chỉ tới một mình tựa như quân lâm cửu thiên, lẳng lặng nhìn đám phệ hồn vương một lần. Rồi lại nhìn Diệp Thành đang đứng trên hư thiên, trong mắt lóe lên tia sáng cảm thán. Sau ma vương lại có vô số cao thủ đến từ khắp nơi, đều là thái thượng lão tổ của các thế gia lớn ở Bắc Sở, mà thôn nguyên lão tổ cũng nằm trong số đó, vẻ mặt ông ta cực kỳ điên cuồng. Mấy ngày nay bọn họ bị Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long bắt chẹt đủ kiểu, nhưng vì không đoàn kết nên không dám một mình chống lại nhóm Diệp Thành. Nhưng đêm qua chư vương các đời, thị huyết điện, các thế gia lớn ở Bắc Sở lại liên minh với nhau, vì lần này là cơ hội cuối cùng để rớt Diệp Thành, bọn họ cũng đành liều thôi. Bùm, đùng, đoàng, sấm sét lại nổi lên trên hư thiên, hậu duệ của các hoàng đế cũng xuất hiện, thế trận không hề yếu hơn các vương. Bùm, bùm, thiên địa hỗn loạn, người cực kỳ đông, có đến gần 30 triệu tu sĩ, chèn ép khiến thiên địa rung chuyển ầm ầm. SSS, nhìn bóng người đứng chật kín hư thiên, đầu đầu cũng có sát khí, người xem bốn phương tám hướng đều hít vào một hơi khí lạnh. Chiến trận lớn như vậy cảm giác như chuẩn bị đánh nhau đến nơi, nếu trận chiến này bắt đầu thì toàn bộ Đông Lăng Thương Nguyên sẽ thay chất thành núi, máu chảy thành sông, độ khốc liệt của nó không hề kém trận chiến của Diệp Thành năm xưa. Thánh tử thần triều đến, trong những tiếng kinh ngạc, không biết là ai hô lên câu này. Lập tức, ánh mắt mọi người lại bị thu hút, tất cả đều hướng về một phía. Nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng thánh tử thần triều, đến khi mọi người sững sờ thì một bóng đen đã đứng đối diện Diệp Thành trên hư thiên. Đúng vậy, chỉ là một bóng đen, dù là những tu sĩ lớn tuổi cũng không giải thích được những điều đó, thủ đoạn của thánh tử thần triều quá quái dị, rõ ràng là người nhưng nhìn thế nào cũng thấy là một bóng đen, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm ấy lạnh lẽo lạ thường. Dặn dò hậu sự hết rồi chứ, thánh tử thần triều cười nhạt, giọng nói hư ảo, không tìm thấy nơi phát ra. Ông rất tự tin nhỉ, Diệp Thành hơi mở mắt ra, giọng nói cũng cực kỳ hư ảo. Một câu đối thoại đơn giản khiến ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Có lẽ vì quá tập trung nên họ không phát hiện nơi xa có cánh hoa đào bay tới, nhìn như bình thường nhưng lại là đạo ẩn khó tả đối với con người. Cánh hoa đào dập dần, cuối cùng bay tới chỗ Diệp Thành, dừng lại ở bên mắt trái của hắn. Giây tiếp theo, con người của Diệp Thành thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ấn ký tiên luân được khắc họa ra, từ từ xoay chuyển. Lục đạo tiên luân nhãn, mọi người đều sửng sốt, không phải họ chưa thấy lục đạo tiên luân nhãn của Diệp Thành bao giờ, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là không ngờ Diệp Thành lại phong ấn tiên nhãn bản nguyên ở giữa những cánh hoa. Mở kiếp, người không sợ bị trộm mất à, trong đám người, Thái Hư Cổ Long với bộ dạng biến ảo thầm mắng. Đã vứt lục đạo tiên luân nhãn, bây giờ lại lấy dùng à, hậu duệ của các hoàng đế và chư vương các đời đều hơi nheo mắt. Giữa tiếng bàn tán, những cánh hoa ấy hóa thành cho bay, tiên luân bản nguyên bị phong ấn ở trong cũng được Diệp Thành lấy lại. Hắn cần năng lực của lục đạo tiên luân nhãn để đối phó với tất cả những thay đổi của ngày hôm nay. Mà sau khi lục đạo tiên luân nhãn quay về, thánh tử thần triều trong mắt hắn cũng không còn quá bí ẩn nữa. Dưới tiên luân nhãn, mọi thứ hư vọng trên thế gian đều không có chỗ che giấu, dù thân thể thánh tử thần triều như bóng đen nhưng cũng không thoát khỏi lục đạo tiên luân nhãn. Có thể bắt đầu được chưa, thánh tử thần triều cười giễu cợt, giọng nói lạnh lùng âm u. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, Diệp Thành thản nhiên nhún vai. Ta sẽ tự chặt đầu ngươi, thánh tử thần triều khẽ cười một tiếng. Cơ thể như bóng đen của ông ta lập tức biến mất. Ai cho ông tự tin đó vậy, Diệp Thành? Cười khẩy, đột nhiên xoay người tung một quyền xuyên qua không gian hư vô. Khi người xem nhìn qua thì thấy Thánh tử Thần Triều đã đứng sau lưng Diệp Thành, nhưng vẫn bị Diệp Thành nhìn thấu rồi bị một quyền cường thế của hắn hất ra. Đúng là ta đã coi thường ngươi, Thánh tử Thần Triều lại biến mất như màn sương, không còn thấy bóng dáng ông ta trong thiên địa nữa. Thấy vậy, Diệp Thành đột nhiên bước qua, nhưng vẫn quá muộn. Trên vai hắn bị chớm một đường thật sâu, chỗ vết thương còn có tia sáng u tối do sát khí ngưng tụ thành, hòa tan tinh khí của hắn khiến cho vết thương chẳng những không thể nhanh chóng hồi phục mà còn lan rộng sang nơi khác. Tịch diệt thần thể quả nhiên là khắc tinh của thánh thể, Diệp Thành hơi nheo mắt, cảm thấy sức mạnh huyết mạch thánh thể và thánh huyết cũng bị luồng sát khí đó hòa tan. Lòng thầm nghĩ vậy, hắn lại quay đầu tránh được một kiếm tuyệt sát cực kỳ nguy hiểm của thánh tử thần triều. Diệp Thành bước lên phía trước, hàng long kết hợp chín đạo bát hoang trảm nghiền ép khiến một khoảng hư thiên sụp đổ. Thánh tử thần triều bị hất ra, nhưng thoáng chốc lại biến mất. Diệp Thành đứng trên hư thiên với vẻ mặt lãnh đạm, tuy thánh tử thần triều biến mất nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của ông ta. Diệp Thành bước ra, lùi về sau trong nháy mắt, nhưng thanh sát kiếm đó như hình với bóng, tựa như không đâm xuyên đầu hắn thì không dừng lại, mũi kiếm cách đầu mày Diệp Thành 5 tấc nhưng đầu mày của hắn đã bị một luồng sát khí lạnh lẽo cứa rách, máu vàng bắt đầu chảy ra. Tịch diệt thần thông cứ thế khóa ta lại luôn sao? Vẻ mặt Diệp Thành bình tĩnh, hắn vừa lùi lại vừa tự lẩm bẩm. Để xem thiên chiếu của ngươi nhanh hay phi lôi thần của ta nhanh, giọng nói âm u, hư ảo vang lên từ sau lưng Diệp Thành, thanh sát kiếm đen kịt thứ hai xuất hiện, bay thẳng về sau gáy hắn với uy lực hủy diệt. Diệp Thành, để xem thiên chiếu của ngươi nhanh hay phi lôi thần của ta nhanh. Giọng nói hư ảo mà lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời, tất cả mọi người đang xem chiến đều ngây ra một lúc, nhất thời ngơ ngẩn xuất thần,
vì Diệp Thành và Thánh Tử Thần Triều vẫn còn đang đứng trên hư thiên, chưa hề di chuyển. Chuyện gì xảy ra lúc trước vậy, có người ngơ ngác hỏi. Họ chiến đấu bằng ý niệm, có người tu vi cao thâm thong dong nói, điều khiến ta ngạc nhiên là trận chiến ý niệm của họ mà cũng để chúng ta nhìn thấy, tu vi của hai người họ vượt xa sức tưởng tượng của ta. Hai người đều đang dò xét lẫn nhau, nhưng trận chiến ý niệm khi nãy có vẻ Diệp Thành đã rơi vào thế bất lợi, có người suy tư, trước và sau đều phải đối mặt với đòn tuyệt sát, khả năng cao hắn không tránh được. Người coi thường Thánh chủ Thiên Đình quá đấy. Màn khởi động đến đây là kết thúc, giữa những tiếng bàn luận, Thánh Tử Thần Triều cười nhạt, đôi mắt tĩnh lặng chớp chóc ánh lên tia nham hiểm, âm u. Vẽ vời thêm chuyện, Diệp Thành thờ ơ lên tiếng, một bước xúc địa thành thốn lập tức vọt tới trước mặt Thánh Tử Thần Triều, hắn giơ tay vung ra một đạo đại ấn nặng như núi, còn chưa hạ xuống mà một khoảng hư thiên đã sụp đổ. Trong mắt Thánh Tử Thần Triều đầy vẻ nhạo báng, ông ta biến mất rồi lại xuất hiện, tung một kiếm tuyệt sát từ sau lưng Diệp Thành. Vẻ mặt Diệp Thành ung dung, hắn di chuyển một bước, trở tay tung trưởng đánh về phía sau, tuy không đánh trúng Thánh Tử Thần Triều nhưng cũng khiến ông ta bị đẩy lùi ra sau, rồi trong nháy mắt ông ta lại biến mất. Như hình với bóng, Đại Sở Hoàng Yên đứng trên hư thiên trầm ngâm lên tiếng, nếu so sánh thân pháp thì Diệp Thành yếu hơn một chút. Nhưng nếu dốc toàn lực thì Thánh Tử Thần Triều còn kém xa lắm, Long Đằng nhẹ giọng cất lời, đây là nhược điểm của sát thủ, bị bắt một lần, một đòn cũng đủ khiến ông ta bị thương nặng, thậm chí là bị rớt ngay tại chỗ. Các, người có phát hiện Thánh Tử Thần Triều rất giống Thần Huyền Phong không? Là cha con đương nhiên sẽ có nhiều điểm giống nhau, Tiêu Thần khẽ nói. Không phải giống kiểu đó, Chu Thiên giật ngẫm nghĩ, ta có một cảm giác kỳ quái đó là Thánh Tử Thần Triều giống Thần Vương Thần Huyền Phong đến mức vượt giới hạn cho phép. Dầm, khi mấy người đang thầm nói chuyện với nhau thì khoảng hư thiên đó sụp đổ toàn bộ, trở thành một nơi hỗn loạn giống như vết nứt không gian. Lại nhìn đến Diệp Thành, hắn đã đứng trên hư thiên bất động như một bức tượng. Giữa đất trời không thấy bóng dáng Thánh Tử Thần Triều, ngoài một số người ở đây, chẳng ai có thể thấy được bóng dáng của ông ta. Bất biến ứng vạn biến sao? Trong đám người, Thái Hư Cổ Long nhìn Thánh Tử Thần Triều đang liên tục thay đổi vị trí, sau đó lại nhìn Diệp Thành. Keng, hắn ta vừa dứt lời, Thánh Tử Thần Triều đã sát phạt tới sau lưng Diệp Thành như một bóng ma, một kiếm chớm thẳng về phía đầu hắn. Diệp Thành hơi xoay người sang một bên, né được một kiếm tuyệt sát cận kề gang tấc ấy. Thánh Tử Thần Triều lại biến mất như một bóng ma, mỗi lần biến mất đều rất khó tìm được dấu vết của ông ta. Bí thuật này của Thánh Tử Thần Triều khiến rất nhiều người có tu vi cao thâm đang xem trận chiến đều cảm thấy lạnh sống lưng, sát thủ là kẻ khiến người ta đau đầu nhất, kiểu đánh từ phía sau của ông ta càng khiến người ta khó đề phòng hơn, chỉ dựa vào thân pháp thông thiên này thôi họ đã không thể chống đỡ được. Đường đường là Thánh Chủ Thiên Đình mà lại bị ép đứng yên tại chỗ phòng ngự sao, có người lên tiếng cảm thán. Bí thuật tuyệt sát như hình với bóng này khiến Diệp Thành phải dĩ bất biến ứng vạn biến. Đại Sở ngày nay chẳng ai có thể khiến hắn bị buộc phải phòng ngự như vậy, Thánh Tử Thần Triều cũng coi như có thể kiêu ngạo giữa đám đông rồi. Diệp Thành, đây không phải tác phong của ngươi, giữa đất trời lại vang lên tiếng cười nhàn nhạt của Thánh Tử Thần Triều, giọng nói hư ảo lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc khiến người ta không tìm được nguồn phát ra âm thanh. Ta muốn xem tên hề như ông còn có thể nhảy nhót được bao lâu nữa, giọng Diệp Thành vẫn đều đều, hờ hững. Muốn chất như vậy thì ta cho ngươi được như ý muốn, Thánh Tử Thần Triều lại cười. Keng, lời còn chưa dứt, tiếng kiếm ngân đã vang lên. Một thanh sát kiếm đen như mực xuất hiện không hề báo trước, phóng tới gần đầu mày của Diệp Thành. Diệp Thành đứng trên hư thiên như một tấm bia đá, bất động không nhúc nhích. Keng, tiếng sát kiếm rung càng lớn hơn, mũi kiếm còn có u mang bao quanh. Ba trượng, hai trượng, một trượng, chín tấc, sáu tấc. Dưới sự chú ý của mọi người, thanh kiếm của Thánh Tử Thần Triều càng lúc càng tới gần đầu mày của Diệp Thành. Diệp Thành không tránh sao? Thấy Diệp Thành không né tránh, khán giả đều kinh hãi thót tim. Keng, tất cả chỉ trong chớp nhoáng. Một kiếm của Thánh Tử Thần Triều đâm thẳng vào đầu mày của Diệp Thành không lệch chút nào. Tuy nhiên điều khiến mọi người kinh ngạc là nhát kiếm tuyệt sát bá đạo của Thánh Tử Thần Triều lại không phá được phòng ngự của Diệp Thành, mũi kiếm chỉ đâm được vào đầu mày của Diệp Thành hơn nửa tấc rồi không thể đâm thêm được nữa. SSS, cảnh này khiến những người theo dõi trận chiến đều hít vào một hơi khí lạnh. Giờ phút này họ mới thực sự hiểu được vì sao Diệp Thành không tránh đi, bởi vì hắn đã biết Thánh Tử Thần Triều không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Người ngạc nhiên nhất chính là Thánh Tử Thần Triều. Trong mắt là vẻ khó tin, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một kiếm tuyệt sát của mình lại chẳng là gì trong mắt Diệp Thành như thế, đến phòng ngự của hắn cũng chưa từng bị phá vỡ. Không mượn sức mạnh của bản thể Thần Huyền Phong thì ông còn kém xa lắm, Diệp Thành lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm bóng đen do Thánh Tử Thần Triều hình thành, nói. Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào đôi mắt u tịch chớp chóc của ông ta. Nghe được lời này, hai mắt Thánh Tử Thần Triều chợt nheo lại. Lời này của Diệp Thành mang quá nhiều ý nghĩa sâu xa, một câu, bản thể Thần Huyền Phong đã tiết lộ rất nhiều bí mật. Hắn đã biết mình là đạo thân của Thần Vương từ trước rồi sao, Thánh Tử Thần Triều nhíu mày, đây là điều ông ta chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng thế, lần trước khi tới Nam Sở tuyên chiến với Diệp Thành là ông ta đang có 9 phần sức chiến đấu của Thần Huyền Phong. Mà lần này cho tới bây giờ ông ta vẫn chưa mượn sức mạnh của bản thể, nếu không một kiếm lúc trước đã đủ đâm xuyên đầu Diệp Thành rồi. Mọi thứ vẫn diễn ra nhanh chóng,
hư thiên trong bán kính 1000m bỗng chốc sụp đổ. Ngoại đạo pháp tướng hỗn độn thế giới của Diệp Thành xuất hiện trong thoáng chốc, nghiền ép hư thiên, lại hất văng Thánh Tử Thần Triều một lần nữa. Rầm, 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 Thánh Tử Thần Triều bị đẩy lùi, mỗi bước lùi lại đều khiến hư thiên rung lên. Mà lúc này người ông ta không còn giống bóng đen nữa mà là một bóng người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ đen, toàn thân có khí màu đen bao quanh, trong mỗi làn khí đen dường như có tia chớp ẩn hiện. Muốn xem thiên chiếu của ta, chút sức chiến đấu này của ông vẫn chưa đủ, Diệp Thành từng bước tiến tới, nhìn thẳng vào Thánh Tử Thần Triều. Diệp Thành, người rất mạnh, Thánh Tử Thần Triều chế nhạo. Sao, không mượn sức mạnh của ông ấy thì không dùng được Phi Lôi Thần Quyết à? Diệp Thành ung dung cất bước, vẻ mặt bình thản, nói chính xác hơn là hắn không hề đề cao Thánh Tử Thần Triều, đây chính là sự tự tin mạnh mẽ của hắn. Người khiến ta rất ngạc nhiên đấy, mắt Thánh Tử Thần Triều gần như híp thành một đường, ông ta chắc chắn Diệp Thành đã biết bí mật của mình. Đột nhiên một đạo u mang thô cứng phóng ra từ trên đỉnh đầu ông ta, đập vào hư thiên tạo thành một cái hố lớn. Bùm, đùng, đoàng, Đông Lăng Thương Nguyên hỗn loạn, mây đen giăng kín trời, sấm vang chớp giật, một luồng uy áp vô song khiến thiên địa run sợ bộc phát ra từ cơ thể Thánh Tử Thần Triều. Toàn thân có đạo tắc được hình thành từ phù văn sấm sét, đó là sát khí vang dội cổ kim, xuất hiện dưới hình dáng này. Thoáng chốc, đất trời kết thành băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí không khí cũng bị đóng băng. Khí tức này thần huyền phong, trong mắt chư vương các đời và hậu duệ của các hoàng đế đồng thời lóe lên một tia thần mang sắc bén, như thể đã nhìn thấu thứ gì đó. Thì ra là vậy, Ma Vương Quỳ Vũ Cương dán mắt vào Thánh Tử Thần Triều, truyền sức mạnh cho nhau, hắn là đạo thân. Hay lắm thần huyền phong, đến chúng ta cũng bị lừa, Yêu Vương lạnh lùng nói. Thật sự khiến ta bất ngờ, Đại Sở Hoàng Yên hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ rằng Thánh Tử Thần Triều lại là đạo thân của thần vương thần huyền phong chứ, Long Đằng thở dài. Sát sát khí mạnh quá, người xem tứ phía tái mặt, hai chân run run, vô thức lui về phía sau, cho dù cách rất xa họ cũng vẫn bị luồng sát khí đó làm cho hít thở không thông. Chín phần sức chiến đấu của thần vương, Diệp Thành đi trên không, dừng lại ở nơi cách Thánh Tử Thần Triều 300 trượng, khoảng cách này là khoảng cách cực hạn của Phi Lôi Thần, đồng thời cũng là khoảng cách cực hạn của Thiên Chiếu. Sức chiến đấu hiện tại của ta đã đủ chưa? Thánh Tử Thần Triều tiến lên một bước rồi lặng lẽ biến mất. Diệp Thành giật mình, đột nhiên xoay người sang một bên. Chỉ thấy một tia sấm sét màu đen đột ngột xuất hiện, lóe lên bên cạnh hắn, đó chính là Thánh Tử Thần Triều. Phụt, mấu vàng bắn tung tóe, cánh tay của Diệp Thành đã bị chớm mất. Phi Lôi Thần Quyết, thấy thần thông nghịch thiên mà Thánh Tử Thần Triều thi triển, vẻ mặt của hậu duệ các hoàng đế đều nặng nề. Mà chư vương các đời lại thấy sống lưng lạnh toát, trong số họ có ai chưa từng bị thương nặng bởi thần thông nghịch thiên này? Đây là nỗi ám ảnh hằn sâu trong linh hồn họ, chỉ một thoáng bất cẩn sẽ bị tuyệt sát ngay. Chín phần sức chiến đấu của thần vương thật đáng sợ, còn có Phi Lôi Thần Quyết nữa, Đại Sở Hoàng Yên lẩm bẩm, phụ hoàng, đây là kẻ thù khi xưa của người sao? Phi Lôi Thần Quyết, Thiên Thương Nguyệt cũng lẩm nhẩm, vẻ mặt cô hơi phức tạp, năm xưa Nguyệt Hoàng suýt chút nữa bị thần thông nghịch thiên này rớt chất, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in. Đối thủ mà cửu hoàng Đại Sở dè chừng nhất, chỉ một đạo thân thôi cũng nghịch thiên thế này rồi sao? Các hậu duệ hoàng đế trầm ngâm. Đến giờ phút này họ mới biết trận chiến trước lúc phong vị của phụ thân mình khó khăn đến nhường nào. Phụt, trên hư thiên, mấu vàng lại bắn ra lần nữa, cực kỳ chói mắt, cánh tay còn lại của Diệp Thành cũng bị chớm mất, nếu không phải lúc nào hắn cũng sử dụng bí thuật Thái Hư Na Di thì không phải cánh tay bị chớm mà là đầu hắn bị chớm. Phi Lôi Thần Quyết quả nhiên bá đạo vô song, Diệp Thành vận dụng Thái Hư Na Di, cố gắng hết sức tránh đi những nơi chí mạng, thân hình như bóng ma, lẩn trốn giữa đất trời. Diệp Thành bắt đầu thực sự hiểu được lời nói của Thái Hư Cổ Long ngày đó. Có loại thần thông này mà không có sức chiến đấu tuyệt đối để áp chế thì có thể bị chớm bất cứ lúc nào, thần thông nghịch thiên này đã vượt ngoài phạm vi có thể hiểu của con người. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh đạo tắc dao động giống như thiên chiếu, đó là sức mạnh cấm kỵ giữa thời không và bán thời không từ sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian đan xen. Keng, keng, tiếng kiếm ngân vang lên không ngớt, Thánh Tử Thần Triều thật sự như hình với bóng, hắn trốn đến đâu cũng bị phát hiện ngay lập tức, không thể đề phòng. Phụt, phụt. Phụt, mỗi lần Thánh Tử Thần Triều xuất hiện đều để lại một vết cứa sâu trên thánh thể của hắn, có vài lần đến đầu hắn cũng suýt bị chớm, đường đường là thánh chủ thiên đình mà lại bị đuổi chạy khắp trời. Tốc độ này nhanh thật đấy, người xem từ mọi hướng đều kinh ngạc chố mắt. Với tu vi và cảnh giới của họ hoàn toàn không thấy được bóng dáng của Thánh Tử Thần Triều, chỉ thấy từng tia sấm sét lóe lên bên cạnh Diệp Thành, mà mỗi lần nó lóe lên, trên người Diệp Thành sẽ có thêm một vết thương. Mọi người đều biết những tia sấm sét ấy là Thánh Tử Thần Triều, vì sai lệch thời không và bán thời không nên rất khó nhìn ra được hình dạng thật. Trên đời còn có bí thuật không gian huyền diệu đến vậy sao? Có vị tu sĩ lớn tuổi ngạc nhiên thốt lên. Bí thuật không gian, Thái Hư Cổ Long trong đám đông cười khẩy chế nhạo, thầm nói đám người này thật thiếu hiểu biết, trình độ của Phi Lôi Thần Quyết vượt xa bí thuật không gian, đó là thần thông cấm kỵ, có thể so với đế đạo chi thuật. Diệp Thành, tuyệt vọng chưa? Khi mọi người đều đang sững sờ thì giọng nói lãnh đạm của Thánh Tử Thần Triều vang vọng khắp đất trời. Giọng của ông ta lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, hoàn toàn không tìm ra nơi phát ra âm thanh,
nhưng dù âm thanh phát ra từ đâu thì luôn có một vài khoảnh khắc ông ta có thể lập tức vọt tới trước mặt Diệp Thành, không hề có dấu hiệu báo trước nào. Đối với lời của Thánh tử Thần Triều, Diệp Thành hoàn toàn phớt lờ. Lục đạo tiên luân nhãn của hắn nhìn quanh bốn hướng trên hư thiên, có thể nhìn thấy rất rõ dấu vết của Thánh tử Thần Triều, mỗi lần ông ta xuất hiện đều sẽ để lại một đạo lạc ấn trong thiên địa. Mà đạo lạc ấn đó được dung hợp bởi ấn ký tương tự ấn ký thời không, Thánh tử Thần Triều sử dụng các ấn ký thời không đó làm điểm nút, đi xuyên qua nó, nhẩm niệm là có thể tới nơi ngay lập tức. Ấn ký thời không, Diệp Thành thầm lẩm nhẩm, đây là sự huyền diệu của Phi Lôi Thần sao? Hắn lẳng lặng nhìn ấn ký thời không thấp thoáng trước ngực mình, sở dĩ mỗi lần Thánh tử Thần Triều đều tới trước mặt hắn mà không chút dấu hiệu báo trước nào đều là nhờ ấn ký thời không này. Hắn thậm chí còn không biết Thánh tử Thần Triều lạc ấn ký thời không lên ngực mình từ bao giờ. Nhưng một điều có thể khẳng định là có ấn ký thời không ở trước ngực thì trong phạm vi 300 trượng, Thánh tử Thần Triều có thể vụt tới trước mặt hắn bất cứ lúc nào. Chẳng trách đến Thánh thể đại thành cũng bị tuyệt sát, thần thông nghịch thiên này chính là sự tồn tại giống như cấm kỵ. Diệp Thành nói xong, tiên luân nhãn xoay chuyển, đảo qua ấn ký thời không trước ngực. Keng, sát kiếm ngân lên, Thánh tử Thần Triều lại vọt tới như một tia sấm sét. Ngoại đạo pháp tướng, mở. Diệp Thành khẽ hô một tiếng, gọi ngoại đạo pháp tướng hỗn độn thế giới ra. Hư thiên trong bán kính nghìn trượng lại một lần nữa sụp đổ vì sự xuất hiện của hỗn độn thế giới, mà những ấn ký thời không bị lạc ấn giữa đất trời cũng bị nghiền nát thành cho bụi. Từng ấn ký thời không bị phá hủy, còn Thánh tử Thần Triều đang bay qua bay lại trong không gian thì bị đẩy ra ngay lập tức. Thánh tử Thần Triều dừng lại, trốn tới nơi cách đó cả nghìn trượng, bởi vì ngoại đạo pháp tướng của Diệp Thành quá mạnh, bao phủ phạm vi bán kính hàng nghìn trượng, ở trong đó ông ta sẽ phải chịu áp chế cực hạn. Điều quan trọng nhất không phải những thứ này, mà là Diệp Thành đã xóa đi những ấn ký thời không mà ông ta để lại trong hư thiên, không còn những ấn ký đó ông ta không thể đi qua đi lại bên trong được, nói thẳng ra thì không có những ấn ký thời không đó, ông ta không thể sử dụng Phi Lôi Thần Quyết để thoải mái đi lại nữa. Thánh tử Thần Triều nhíu mày, ông ta biết rõ nhược điểm của Phi Lôi Thần, khoảng cách chỉ là một trong số đó. Còn có một khuyết điểm khác là một khi ấn ký thời không bị nhìn thấu hay bị xóa đi thì không thể thi triển Phi Lôi Thần Quyết nữa. Và lại, ấn ký thời không không phải thứ có thể tùy ý lạc ấn, nó tiêu hao năng lực tu vi, mà Phi Lôi Thần Quyết cũng không thể tùy tiện thi triển, mỗi lần đi qua đi lại trong thời không và bán thời không, cơ thể đều bị thời không và bán thời không xé rách, cái giá cực kỳ lớn. Diệp Thành cũng đã nhìn thấy rõ nhược điểm của Thiên Chiếu, ngoại trừ nhược điểm về khoảng cách thì còn có tốc độ. Mặc dù Thiên Chiếu bá đạo nhưng không thể theo kịp tốc độ của Phi Lôi Thần. Giống như Phi Lôi Thần, Thiên Chiếu bá đạo cũng không thể tùy tiện thi triển, nó tiêu hao tuổi thọ, mà mỗi lần lại càng tiêu hao nhiều hơn. Từ lần đầu tiên hắn thi triển Thiên Chiếu đến giờ đã là rất nhiều lần, số lần sử dụng càng nhiều thì thọ nguyên tiêu hao cũng càng nhiều, còn át chủ bài này nếu chưa tới lúc đường cùng, hắn sẽ không sử dụng nó. Sự thật chứng minh dù là Phi Lôi Thần Quyết hay Tiên Luân Thiên Chiếu đều là thần thông cực kỳ bá đạo, thần thông bá đạo đương nhiên cũng có phản phệ bá đạo, điểm này Diệp Thành và Thánh tử Thần Triều đều biết rõ. Cũng chính vì biết rõ nên họ cần một đòn tuyệt sát, vì họ không chịu nổi sự tiêu hao của hai loại thần thông này. Tuy nhiên Diệp Thành rất thông minh, hắn tế ra ngoại đạo pháp tướng, bao phủ thế giới trong bán kính nghìn trượng. Thánh tử Thần Triều muốn thi triển Phi Lôi Thần Quyết để rớt hắn thì phải thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết lớn, đó là trong khoảng cách 300 trượng và ấn ký thời không. Bây giờ hắn đã tế ra ngoại đạo pháp tướng, hơn nữa còn bao phủ khoảng cách cả nghìn trượng, Thánh tử Thần Triều muốn rớt hắn trong phạm vi 300 trượng thì sẽ bị ngoại đạo pháp tướng áp chế, mà ông ta muốn lạc ấn ký thời không trong phạm vi ngoại đạo pháp tướng bao phủ là điều không thể. Không chỉ ngươi có ngoại đạo pháp tướng đâu, Thánh tử Thần Triều hừ lạnh, cũng có dị tượng khổng lồ bao phủ quanh thân, đó là một tòa thần điện to lớn, tuy là hư ảo nhưng lại lạnh lùng uy nghiêm, hư thiên. Bị nghiền ép dung chuyển kịch liệt, ông chỉ là đạo thân của ông ấy, còn kém xa lắm, Diệp Thành khẽ nói, một bước thúc địa thành thốn thoáng chốc tiến vào hư thiên nơi Thánh tử Thần Triều đang đứng. Dầm, vì Diệp Thành đột nhiên đáp xuống và lại còn cùng lúc khiến cho thế giới hỗn độn cũng thị chèn ép theo nên bầu hư thiên lập tức bị nứt ra từng tấc một. Rắc, không lâu sau đó, thần điện của Thánh tử Thần Triều cũng sụp đổ. Đúng như Diệp Thành nói, Thánh tử Thần Triều chỉ là đạo thân không phải là thần vương bản thể, mặc dù nhờ được 9 phần sức mạnh từ thần vương nhưng dù sao cũng chỉ là ngoại lực. Nếu như thần vương xuất hiện thì có lẽ Diệp Thành sẽ phải kiêng dè nhưng chỉ là một đạo thân thì hắn lại chẳng có gì phải sợ, ngoại đạo pháp tướng của đạo thân Thánh tử Thần Triều còn kém xa so với thế giới hỗn độn của hắn. Phụt, Thánh tử Thần Triều phun ra máu, thân là sát thủ, ông ta giỏi về tuyệt sát chứ không phải đối đầu trực diện, Phi Lôi Thần cũng đã bị phá. So với đấu cận chiến với Diệp Thành vô địch kia thì ông ta phải chịu áp bức. Còn có chỗ dựa nào nữa, Diệp Thành từng bước đi tới, hai bên tay bị chảm lìa cũng mọc ra. Mở cho ta, Thánh tử Thần Triều gần giọng, thiêu đốt tinh nguyên ngưng tụ ra một kiếm, chảm thiên diệt địa mở ra ngoại đạo pháp tướng của Diệp Thành. Thái hư long cấm, Diệp Thành dùng một tay để kết ấn, lồng thái hư xuất hiện nhốt Thánh tử bên trong. Mở, Thánh tử Thần Triều lại lần nữa vung kiếm mở ra lồng thái hư xông ra ngoài, trong mắt ông ta có hai đạo điện mang, cứ thế ép về phía chân thân linh hồn của Diệp Thành. Thần thương, Diệp Thành hắng giọng, phần trán liên tiếp có thần mang màu vàng kim bắn ra phá tan hai đạo điện mang kia.
không có phi lôi thần, ta vẫn chạm tiếp. Giọng nói của thánh tử u tịch mà lạnh lẽo, toàn thân có lôi điện màu đen bao quanh khiến thiên địa rung chuyển, trông ông ta không khác gì thần vương giáng xuống. Ta từng nói ông còn kém xa lắm. Diệp Thành bước vào hư thiên, bàn tay che trời giáng xuống. Phá, thánh tử thần triều nghịch thiên chạm ra một kiếm, đánh tan bàn tay che trời kia, ông ta há miệng phun ra 9 cây cờ chiến, cắm vào 9 vị trí trên hư thiên làm khuấy động bản nguyên của thiên địa, hình thành nên một đại trận tuyệt sát. Diệp Thành không nói gì, hắn nhanh chóng công pháp hồi ứng với tốc độ mạnh nhất, kiếm xích tiêu trong tay liên tục chớm ra, một kiếm chạm một cái cờ chiến sau đó xông ra ngoài từ vị trí hổng đó. Dầm, đoàng, trận đại chiến nổ ra, thánh tử thần triều vẫn sử dụng chiêu đánh lén không đổi, nhờ được 9 phần sức chiến đấu của thần vương nên khi đối kháng với Diệp Thành mặc dù chỉ là một đạo thân nhưng ông ta lại giống như thần vương vậy. So với ông ta mà nói thì Diệp Thành lại bá đạo mạnh mẽ hơn, toàn thân có kim mang bắn ra, thánh thể giống như được đúc ra từ vàng, thần huy rực rỡ choán mắt giống như một vị chiến thần, khí thế thôn thiên, sức mạnh trấn áp bát hoang. Đúng là trận chiến kinh thế, người xem xung quanh đều choáng ngợp, nhìn không chớp mắt. Trận chiến hôm nay chính là chủ đề nói chuyện chính của bọn họ với hậu bối. Dầm, trong tiếng thét kinh hãi, một đòn kinh thế đối kháng được tung ra. Diệp Thành và thánh tử thần triều người nào người nấy đều lùi về sau khiến một phần hư thiên hoang tàn. Chết đi, thánh tử thần triều mặt mày tôi độc, trong chớp mắt đã biến mất. Diệp Thành nheo mắt nhìn trên vai mình, không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một đạo ấn ký thời không. Phút, chỉ trong một phần 3 phút, thánh tử thần triều đã sát phạt tới, một kiếm với uy lực đâm xuyên có thể chảm diệt thiên địa. Thấy cảnh này, trong mắt những người quan sát trận chiến đều lần lượt hiện lên thần quang, họ mới nhận ra được mục đích của việc thánh tử thần triều đối kháng trực diện với Diệp Thành, đó là vì lén chạm vào ấn ký thời. Không lạc ấn trên cơ thể hắn, thế nhưng cảnh tượng đầu Diệp Thành bị chạm lìa lại không hề xuất hiện, Diệp Thành biến mất, một kiếm chạm vào không gian. Bát hoang, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Thành đã xuất hiện, hắn tung một chưởng mạnh mẽ vào phía sau thánh tử thần triều, có lẽ vì lực đấm quá mạnh nên một nửa cơ thể của thánh tử nhơ nhuốc máu. Đầu tiên, hắn dùng tới thiên đạo, sau đó nhanh chóng tiến vào hố đen không gian rồi lại xông ra ngoài, sau đó mới hoàn thành cú đánh úp. Và lại cảnh tượng đánh úp này cũng thật lộ liễu. Ông ta tưởng rằng Diệp Thành không biết ông ta lạc ấn ký thời không trên cánh tay hắn sao. Đáp án là không, Diệp Thành biết cho nên hắn mới tương kế tự kế, và lại hắn nắm bắt thời gian cũng rất chuẩn xác. Thời gian tuyệt sát của thánh tử thần triều chính là khoảng thời gian hắn đánh úp, không phải hắn mưu cao mà vì thánh tử quá tự đại. Dầm, đại địa rung chuyển, thánh tử thần triều đánh ra một lỗ hổng lớn rồi bay ra ngoài, sau khi chịu một đòn tấn công đỉnh phong, ông ta cũng theo đó mà bị trọng thương. Phụt, thánh tử thần triều thân hình thảm hại, mặt mày tôi độc, ông ta không thể ngờ đòn tuyệt sát hoàn mỹ mà mình mưu đồ lại bị Diệp Thành nhận ra, và lại còn khiến mình trọng thương. Vù, hư thiên rung chuyển, một cây chiến mâu màu đen đã bay từ trên trời xuống. Còn chưa hết, thánh tử thần triều lập tức biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa thì ông ta đã đứng ở khoảng cách đó cả trăm trượng, đó là ấn ký thời không trước đó ông ta lén lạc ấn, mục đích là để vào thời khắc then chốt có thể né qua chiêu tuyệt sát của Diệp Thành. Ở một hướng khác, Diệp Thành đã sát phạt tới như ma quỷ. Thấy vậy, thánh tử thần triều đột nhiên quay người, ông ta muốn nhanh chóng giữ khoảng cách Diệp Thành 300 trượng. Cấm, ông ta vừa di chuyển thì liền nghe thấy giọng nói vừa uy nghiêm lại lạnh lùng, một sức mạnh mạnh mẽ trói buộc cấm cố hành động của ông ta, cơ thể ông ta cũng theo đó mà khựng lại. Trong giây lát, vẻ mặt ông ta thay đổi rõ rệt, ông ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Mở cho ta, thánh tử thần triều điên cuồng thiêu đốt sức mạnh tu vi, ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình, chớm nứt sự ràng buộc rồi dịch chuyển. Thiên chiếu, giọng nói lạnh băng của Diệp Thành vang lên. Ngay sau đó, trên vai của thánh tử thần triều lập tức có ngọn lửa màu đen rực cháy, cũng may ông ta né được từ sớm nếu không thì một khi chúng chiêu sẽ khiến phần đầu bị hủy hoại. Vút, thánh tử thần triều vung kiếm, một kiếm chớm vào vai mình rồi nhanh chóng lùi ra cách đó 300 trượng. Trong đám người, Thái Hư Cổ Long lại lần nữa bật cười. Hắn ta nhìn rất rõ ràng, hai loại thần thông nghịch thiên này đã chạm tới lĩnh vực thời không, thế nhưng thánh tử thần triều lại yếu thế hơn không có nghĩa là phi lôi kiếm quyết không bằng tiên luân thiên chiếu. Đầu tiên, thánh tử thần triều dùng tới phi lôi thần còn chưa thể tuyệt sát Diệp Thành, Diệp Thành cũng vậy, hắn dùng tới thiên chiếu mà vẫn chưa thể tuyệt sát thánh tử thần triều, theo như hắn thấy thì thần thông dù có nghịch thiên thế nào cũng phải xem do ai dùng. Nếu như người dùng tới phi lôi thần là thần vương thần huyền phong thì lúc này chưa chắc Diệp Thành đã còn tồn tại. Nếu người dùng thiên chiếu là Hồng Trần thì có khả năng thánh tử thần triều đã bị rớt rồi. Cho nên thế gian này không phải không có thần thông vô địch, cũng không phải không có người vô địch. Cũng có lẽ chỉ khi đạt tới cảnh giới đại đế thì mới có thể nhìn thiên địa này từ trên cao xuống, và đó chính là chủ nhân thực sự của trời đất này. Dầm, dầm, khi Thái Hư Cổ Long cảm khái thì trên hư thiên, Diệp Thành và Thánh Tử Thần Triều đã đấu kinh thiên động địa. Có thể thấy Thánh Tử Thần Triều đã bị kiểm soát hoàn toàn, hình thái thê thảm, thần. Thông tuyệt sát của hắn nghịch thiên nhưng khả năng hồi phục còn kém xa, cánh tay bị chạm kia cho tới bây giờ vẫn chưa thể ngưng tụ ra. Còn Diệp Thành bá đạo càng chiến lại càng hăng, đòn công kích càng lúc càng mãnh liệt, mỗi lần thánh tử thần triều lạc ấn ký thời không đều bị hắn nhanh chóng nắm bắt.
còn hắn không dùng đến thiên chiếu nữa vì nó tiêu hao quá lớn. Bỏ đi hai thần thông nghịch thiên là phi lôi thần và thiên chiếu thì khả năng chiến đấu của thánh tử thần triều vẫn còn kém hắn xa. Diệp Thành ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong có thể đấu ngang bằng với thần vương ở trạng thái chuẩn thiên viên mãn. Còn thánh tử chỉ là một đạo thân của thần vương, mặc dù có được 9 phần sức chiến đấu của ông ta nhưng vẫn chỉ là ngoại lực. Không có phi lôi thần trợ chiến, tốc độ Diệp Thành không hề yếu hơn ông ta, sức mạnh còn vượt trội hơn, khả năng phục hồi cũng hơn hẳn, khả năng thực chiến đương nhiên mạnh hơn, trận đại chiến này đánh cho tới bây giờ đã phân được thắng bại rồi. Nhìn hai người đấu long trời lở đất, những người xem trận chiến bắt đầu tặc lưỡi. Trước đó, Diệp Thành vài lần suýt thì có thể tuyệt sát, tất cả mọi người đều tưởng rằng Diệp Thành sẽ bại nhưng càng đánh thì hắn lại càng thể hiện sức bật mạnh mẽ với từng đòn đánh tuyệt đẹp. Thấy thánh tử thân hình máu me như nhuốc, rất nhiều người đều cảm thán. Thánh tử thần triều bại rồi, một khi ông ta bại thì trong thế hệ lớp thanh tự, Diệp Thành chính là vị vương thực thụ, huyền linh chi thể bại, thái âm chi thể bại, hai ký chủ bại, thử còn ai có thể địch lại hắn. Chuẩn bị tuyệt sát, ở một hướng trong hư thiên, truyền âm của thị huyết Diêm La đã vang lên bên tai rất nhiều người. Ông ta tương rằng thánh tử có thể rớt chất Diệp Thành nhưng kết cục lại ngược lại, Diệp Thành không những không bị tuyệt sát mà dần dần phản công lại, nếu cứ để như vậy thì thánh tử nhất định sẽ thất bại. Vậy thì mục đích bọn họ tới đây chính là rớt Diệp Thành, thánh tử thần triều không thể rớt được hắn thì để bọn họ rớt. Không cần ông ta lên tiếng thì huyết vương, phệ hồn vương, yêu vương, phu chú vương và u minh Diêm La vương đã chuẩn bị rớt Diệp Thành bất cứ lúc nào. Cũng giống như bọn họ, phía hậu duệ của các vị hoàng cũng đã lần lượt đứng ở tứ phương, chuẩn bị khai chiến. Trận đối kháng giữa liệt đại chư vương và hậu duệ của các vị hoàng khiến rất nhiều tu sĩ lão bối cảm nhận được mùi máu tanh sực lên, người thông minh thì đã lui đi từ lâu, hôm nay ở Đông Lăng của Uyên chắc chắn sẽ có màn hỗn chiến kinh thế diễn ra. Cũng chỉ có những tu sĩ đầu óc không tỉnh táo sáng suốt mới háo hức xem mà không cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí lúc này. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, thánh tử thần triều điên cuồng gào thét. Hiện giờ ông ta đã không còn là hình người nữa, sức chiến đấu mà thần vương độ cho ông ta đã bị Diệp Thành đánh tan. Không còn sức mạnh của thần vương, khoảng cách giữa ông ta và Diệp Thành lại càng lớn, ông ta đã mất đi tư cách có thể ngang hàng với Diệp Thành, dù hiện giờ cho ông ta phi thần quyết thì ông ta cũng không thể nào có thể tuyệt sát Diệp Thành, đây là sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh. Vạn kiếm quy nhất, Diệp Thành hắng giọng, một kiếm hóa vạn kiếm hợp thành một đạo, uy lực có thể hủy diệt thiên địa. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, thánh tử thần triều với thân hình thảm hại bị một kiếm đâm xuyên. Ta không tin, thánh tử thần triều mặt mày hung tợn thậm chí là có phần điên cuồng, sức mạnh tu vi và sức mạnh đạo tắc đan xen, hợp thành một thanh thần kiếm tuyệt thế chảm diệt thiên địa. Diệp Thành cầm kiếm đi tới, sức mạnh tu vi bao quanh kiếm xích tiêu, một kiếm quét ngang hư thiên, chớm rời thần kiếm tuyệt thế kia sau đó hắn tung một chưởng vào hư thiên khiến cơ thể của thánh tử thần triều tan nát. Chu sát cho, ta, thánh tử rít lên, phần trán có từng đạo thần mang bay vào hư không, đó chính là những sát kiếm lạnh băng, ngưng tụ thành kiếm trận bay về phía Diệp Thành. Vạn kiếm triều tông, Diệp Thành vung kiếm, sát trận dập trời. Bang, bang, bang. Sát kiếm đối đầu với sát kiếm, tiếng kiếm va chạm vào nhau vang lên âm thanh chói tai, từng đốm lửa tóe ra trông vô cùng đẹp mắt. Thánh tử thần triều vẫn ở thế yếu, cơ thể không ngừng bị đâm xuyên ngã khỏi hư thiên. Rắc, sau khi ông ta ngã xuống, lớp mặt nạ mà ông ta mang theo cũng nứt lìa, khuôn mặt góc cạnh hiện lên trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đây, nhìn thấy khuôn mặt của thánh tử thần triều, liệt đại chư vương, hậu duệ của các vị hoàng, Thái Hư Cổ Long và cả Diệp Thành đều thẫn thờ. Dầm, thánh tử thần triều ngã xuống, tạo ra một lỗ hổng lớn trên đại địa. Thế nhưng thiên địa lại chìm vào bầu không khí u tịch đến chất chóc. Tất cả mọi người nhìn khuôn mặt của thánh tử mà thẫn thờ, hồi lâu không phản ứng lại. Hiện trường lúc này chỉ có một người vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên, đó chính là Thiên Thương Nguyệt. Ở đại sở này, từ thời Sở Hoàng cho tới bây, người từng nhìn thấy chân dung thật của thần Huyền Phong cũng chỉ có một mình cô ta, đến cả Sở Hoàng, Nguyệt Hoàng, liệt đại các vị hoàng của đại sở, liệt đại chư vương của đại sở cũng chưa từng biết đến. Thánh tử thần triều đã là đạo thân của thần Huyền Phong, đương nhiên trông cũng giống hệt với thần Huyền Phong. Về điểm này thì cô đã biết thánh tử thần triều chính là đạo thân của thần Huyền Phong từ lâu rồi. Thần Huyền Phong cái thế mà trông thế này sao? Ma vương Quỷ Vũ Cương là người đầu tiên phản ứng lại, ông ta ngỡ ngàng nhìn thánh tử, đôi mắt ma ấy lại quay sang nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó tin. Không chỉ ông ta mà những người khác như yêu vương, huyết vương cũng vậy, đến cả U Minh Diêm La Vương với đôi mắt sâu thẳm ấy mà cũng phải thẫn thờ vặn cổ, tất cả đều đổ dồn mắt nhìn Diệp Thành. Vẻ mặt của bọn họ rất kỳ quái. Thần vương thần Huyền Phong chính là đại địch mà bọn họ công nhận, bọn họ không biết đã đấu trí bao năm tháng nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chân dung thực sự của thần Huyền Phong. Không ngờ đạo thân của ông ta lại trông giống hệt với thánh chủ thiên đình Diệp Thành. Chuyện gì đây, khi tất cả phản ứng lại thì mặt mày ai nấy đều vô cùng ngỡ ngàng. Mở kiếp, loạn thật rồi, Thái Hư Cổ Long day chán, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Nếu nói về người có vẻ mặt đặc sắc nhất thì phải kể đến Diệp Thành. Nếu không phải mặt nạ mà thánh tử thần triều mang bị vỡ thì hắn cũng không biết trên đời còn có chuyện thế này, khuôn mặt giống y hệt nhau, sao lại có thể như thế được? Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người,
cơ thể của thánh tử thần triều hóa thành tàn cho bay đi. Sau khi ông ta bay đi thì ánh mắt của những người xung quanh nhất loạt nhìn Diệp Thành. Thiên địa im ắng đến lạ thường, đến cả những lão bối tu sĩ trước đó rời đi cũng lập tức quay lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Diệp Thành. Diệp Thành đứng giữa hư thiên, bị tất cả mọi người nhìn như vậy hắn thực sự cảm thấy không được tự nhiên, Hồng Trần và hắn trông y hệt nhau, Thần Huyền Phong và hắn cũng y hệt nhau, khuôn mặt của hắn phổ thông và được ưa chuộng vậy sao? Cẩn thận, đất trời im ắng thì lúc này cuối cùng cũng bị giọng nói của Thái Hư Cổ Long phá vỡ. Diệp Thành được nhắc nhở thì chợt cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn vào hư không. Không chỉ hắn mà những người quan sát ở tứ phía cũng vô thức ngẩng đầu. Ập vào mắt tất cả mọi người chính là lớp mây đen hỗn độn che lấp cả thiên địa khiến trời đất tối tăm. Trong hư vô hỗn độn chợt có bàn tay vươn ra với phù văn chằng chịt, có uy lực diệt thế, nó vừa xuất hiện, hư thiên rung chuyển, còn chưa giáng xuống thì đại địa đã nứt lìa. Đó là gì? Những người dưới bầu trời mặt mày tái mét, bọn họ bị chèn ép đến mức đôi chân run rẩy. Đây chính là thần thông của kẻ mặc y phục tím đó, ở một nơi trong hư thiên, thì huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương nhìn nhau, bọn họ có thể nhìn ra được vẻ thản nhiên trong mắt đối phương. Hoang cổ thánh thể, trời cao phải diệt ngươi, khi tất cả mọi người ngỡ ngàng thì một giọng nói vang vọng khắp thiên địa, giống như trời xanh đang tuyên phán với uy nghiêm và sự lạnh lùng. Nghe vậy, ai nấy đều vỡ lẽ ra, bàn tay giáng từ trên trời xuống kia chính là đang nhằm vào Diệp Thành. Ta là kẻ mà ngươi muốn diệt là diệt được sao? Diệp Thành lãnh đạm lên tiếng. Hắn đứng giữa hư thiên, lạnh lùng nhìn bàn tay giáng từ trên trời xuống. Hắn có lục đạo tiên luân nhãn, có thể nhìn thấy hư vọng của thế gian, đó đâu phải là bàn tay của trời cao, rõ ràng là thần thông của kẻ nào đó thi triển. Huống hồ, cho dù là trời cao thì đã sao? Hắn đã tuyên chiến với trời cao, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu thiên khiển, trời cao muốn diệt hắn. Nực cười, bát hoang, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Thành đã nghịch thiên xông lên, chín đạo bát hoang quyền hợp thành một chưởng đánh vào bàn tay đầy triện văn kia. Thế nhưng một trường đỉnh phong của hắn sao có thể khiến bàn tay kia bị ảnh hưởng, trường đó cũng không thể nào ngăn lại bàn tay kia giáng xuống. Bát hoang chảm, Diệp Thành lại lần nữa vung bá long đao, nghịch thiên chớm ra đao mang cái thế. Bang, âm thanh của tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai, một đao đỉnh phong của Diệp Thành hoàn toàn thất bại, đao mang kia tan vỡ, đến cả hắn cũng bị ngã giữa hư thiên. Thiên chiếu, Diệp Thành hắng giọng lạnh lùng, tiên luân nhãn bên mắt trái mở ra. Đột nhiên, bàn tay đang giáng xuống kia có ngọn lửa màu đen bùng lên. Thế nhưng điều khiến Diệp Thành phải bất ngờ đó là thiên chiếu hỏa diệm kéo dài không tới 3 giây đã tắt ngúm. Thần thông mạnh quá, Thái Hư Cổ Long nheo mắt nhìn tứ phương, hy vọng có thể tìm thấy người thi triển thuật. Hoang cổ thánh thể, trời cao phải diệt ngươi, trong hư vô tiếp tục vang lên giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng này. Lòng bàn tay đang giáng xuống kia còn có vòng xoáy hỗn độn xuất hiện với sức thôn tính mạnh mẽ giống như thể muốn nuốt chửng mọi vật trên thế gian, bất cứ sinh linh nào trước mặt nó đều như thể không có sức chống lại. Không lâu sau đó, tiếng thét khủng khiếp hình thành nên cả làn sóng. Rất nhiều tu sĩ còn đang ngỡ ngàng đã bị hút vào vòng xoáy, cơ thể còn chưa bị hút vào trong nhưng đã hóa thành tàn tro. Trốn đi, thấy vậy, rất nhiều người bỏ chạy tán loạn, bàn tay kia quá dị thường, vòng xoáy hỗn độn trong lòng bàn tay ấy thật sự khiến người ta phải sợ hãi. Giả thần giả quỷ, Diệp Thành hắng giọng, hắn không lùi mà tiến, giống như một đạo kim mang cái thế xuyên vào vân tiêu, không cần vòng xoáy hỗn độn kia hút vào mà hắn tự sát phạt vào trong. Sau khi Diệp Thành sát phạt vào trong, vòng xoáy hỗn độn trong lòng bàn tay kia mới khép lại. Bàn tay giáng từ trên trời xuống như hoàn thành sứ mệnh, không ngừng thu về hư thiên. Chết đi, thấy bàn tay kia thu về, thì huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương cùng Yêu Vương, huyết vương mặt mày tôi độc thấy rõ, những kẻ có thủ oán với Diệp Thành đều cười như ác ma. Dầm, thế nhưng khi bọn họ đang bật cười thì trong bàn tay kia lại vang lên tiếng động dữ dội. Dầm, đoàng, tiếp đó, tiếng động này liên tiếp vang lên hết sức chói tai, bàn ta kia mặc dù nuốt chửng Diệp Thành nhưng bên trong đó lại không ngừng vang lên tiếng động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Mặc dù Diệp Thành sát phạt vào trong nhưng rõ ràng hắn vẫn còn sống để ra ngoài, lúc này hắn đang làm loạn trong đó, xem ra động tĩnh cũng không vừa. Mở cho ta, Diệp Thành hằn lên như tiếng sấm rền vang chấn động đất trời. Hắn quả thực đang làm loạn bên trong bàn tay kia, từng trường đánh ra tạo thành lỗ hổng trong bàn tay đó. Mở kiếp, đúng là hung hãn. Nhìn cảnh tượng này, Thái Hư Cổ Long tặc lưỡi, hắn có thể nhìn ra sự bất phàm của bàn tay kia, đến hắn khi gặp phải cũng sẽ gặp biến cố, Diệp Thành đúng là sinh khí dồi dào. Mở cho ta, lại là tiếng gằn giọng chất động đất trời, bàn tay kia nứt ra, Diệp Thành giống như mãnh thú hồng hoang sát phạt ra ngoài. Diệp Thành xông ra ngoài sau đó lập tức huyễn hóa ra hai bàn tay màu vàng kim to chừng cả trăm trượng, cứ thế nắm chặt lấy bàn tay dị thường đã bị hắn tàn phá. Xuống cho ta, Diệp Thành khí huyết sục sôi, hắn ngự động hai bàn tay màu vàng kim cứ thế bạt tới khiến bàn tay đang giáng từ hư không xuống cứ thế bị túm chặt khiến cả hư không nứt lìa. SSSS, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đã né đi rất xa, lần lượt hít vào một hơi khí lạnh, mở kiếp. Tên này mới hung hãn làm sao? Phụt, lúc này, bên trong một dãng núi sâu ở một phương, kẻ mặc y phục tím phun ra cả ngụm máu. Hình thái của hắn rất dị thường,
vốn là đôi mắt hỗn độn, trong đó còn có một con mắt biến thành hố đen, vì để bắt được Diệp Thành mà con mắt đó phải trả giá thảm khốc. Hoang cổ thánh thể, đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, kẻ mặc y phục tím mặt mày hung tợn như ác ma. Trong lúc này, Diệp Thành cau mày nhìn về một hướng. Nơi đó, kẻ mặc y phục tím với vầng sáng bao quanh, ngưng tụ thành một bóng người, cô ta giống như một nữ vương cái thế, phong hoa tuyệt đại, có lúc lại giống như thần nữ hạ phàm, không nhuốm bụi trần. Thân thể cô ta lúc ẩn lúc hiện, giống như người bước ra từ mộng ảo khiến người ta chỉ có thể mong chờ mà không thể với tới. Nếu nhìn kỹ thì đó chẳng phải là hình nộm tử huyên của Diệp Thành sao? Ồ không đúng, nói chính xác hơn thì cô ta chính là một phần tàn hồn của nữ đế Đông Hoa. Đúng là âm quỷ không tan, kẻ mặc y phục tím nghiến răng, đứng phát dậy bay ra khỏi ngọn núi. Dầm, hắn vừa ra khỏi ngọn núi thì dạng núi này liền bị một trưởng của tử huyên dẹp bằng. Phía trước kẻ mặc y phục tím có một người huyền hóa ra, chắn trước mặt hắn. Khuôn mặt đeo thêm lớp mặt nạ màu đen, tay cầm sát kiếm màu đỏ, thần thái đờ đẫn, đôi mắt vô hồn. Nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Hồng Trần sao? Dầm, trên Đông Lăng Thương Nguyên, Diệp Thành hung hãn khiến bàn tay khổng lồ kia hóa thành hư vô. Rớt cho ta, ở một hướng trong hư không có hàng trăm sát trận tuyệt sát xuất hiện, trong lúc này phục hồi uy lực mạnh mẽ, nhất loạt hướng về phía Diệp Thành. Muốn khai chiến thì chiến. Diệp Thành hắng giọng lạnh lùng, hắn lập tức mở ra ma đạo, chân bước trên biển ma sát, thần đao huyết linh bên tay trái, ma kiếm xích tiêu bên tay phải. Đầu lơ lửng bầu trời đầu sao, thế giới hỗn độn của ngoại đạo pháp tướng choán lấp cả bầu trời và mặt đất. Rầm, rầm, vài trăm hư thiên tuyệt sát trận rung lên dẹp bằng thần mang cái thế, trong chốc lát làm chấn động cả hư thiên. Thế nhưng trong lúc này, Diệp Thành trên hư thiên đột nhiên lại biến mất. Hắn biến mất không thấy bóng dáng đâu, còn phần hư thiên mà hắn đứng trước đó lại có thêm rất nhiều bóng người dày đặc, có người của Thí Huyết Điện, người của Vu Hồn tộc, người của Huyết tộc, người của Yêu tộc, người của Vu Chú tộc, người của U Minh địa phủ cũng như các thế gia ở Bắc Sở. Đây những người này không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, rõ ràng trước đó bọn họ không hề đứng đây. Dịch Thiên Hoán Địa, hậu duệ của các vị hoàng thẫn thờ, mặc dù chưa từng thấy nhưng bọn họ lại đã từng nghe nói tới, đây chính là đại thần thông khiến Diệp Thành và những người kia đổi vị trí cho nhau và đó là thần thông nghịch thiên. À, đột nhiên, ở một hướng trong hư không chợt vang lên tiếng gào thét, Diệp Thành biến mất, những người khác lại đứng vào vị trí của hắn. Vài trăm đòn công kích mà hư thiên tuyệt sát trận đánh ra không vì sự dịch chuyển vị trí của bọn họ mà dừng lại. Thế rồi làn sóng đại chiêu dội tới, cả bầu trời và mặt đất trở nên trống trải đi nhiều, số lượng người không phải ít, từng toán người dày đắc đen kịt, cũng phải cả hàng chục nghìn người, ấy vậy mà bị hư thiên tuyệt sát trận của chính mình rất chất. Đây, Thị Huyết Diêm La, Phệ Hồn Vương mặt mày khói coi thấy rõ, mở kiếp, nào ai có thể ngờ tới còn có cả trò này. Trốn đi, Yêu Vương gằn giọng, thế nhưng lời nói của ông ta lại hơi muộn, không gian đã bị dịch chuyển. Diệp Thành xuất hiện trong liên quân của bọn họ, lúc này hắn đang vung huyết linh thần đao, một đao dẹp bằng cả đám người, cũng phải có đến cả nghìn người thương vong. Rớt cho ta, Thị Huyết Diêm La điên cuồng gào thét, ông ta vung sát kiếm. Ngay sau đó, đại quân choán ngợp đất trời xông về phía Diệp Thành, nào thần thông, binh khí, sát trận bay vào hư không, cứ thế tạo ra cả khoảng không hỗn loạn. Rớt, hậu duệ của các vị hoàng cũng di chuyển, không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi bọn họ luôn giữ thế kiểm soát khắc chế, trận đại chiến thực thụ cuối cùng cũng nổ ra rồi. Dầm, đoàng, trận đại chiến nổ ra, cảnh tượng hết sức hùng tráng. Nhìn từ trên cao xuống, bán kính cả nghìn trượng đều có bóng người đang đại chiến, trên hư thiên, trên đại địa nhuốm đỏ máu, liên tục có người ngã khỏi hư thiên và liên tục có người xông vào hư thiên. Trận đại chiến quá khốc liệt, mạng người như cỏ rác, đến cả tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên cũng không thể tự lo cho bản thân mình. Nhìn trận hỗn chiến dữ dội đó, những người quan sát xung quanh không ngừng lùi về sau, vài trăm nghìn tu sĩ với quy mô thế này quả là ngàn năm mới gặp. Cũng chỉ có thể thấy quy mô này ở thời đại các vị hoàng thống nhất đại sở trước kia. Rất nhiều người cảm khái và cũng có rất nhiều người kinh ngạc. Trận đại chiến này vì Diệp Thành mà dấy lên hỗn chiến. Bọn họ không biết cuối cùng sau trận đại chiến này thì ai mới là người thắng nhưng bọn họ biết trận hỗn chiến kinh thế này cho dù là ai thắng ai bại thì vùng đất này được định sẵn là núi thây biển mấu. Sự thực chứng minh thần thông của ta rất phù hợp để hỗ trợ, bên ngoài trận đại chiến, Thái Hư Cổ Long đứng đó, trước đó hắn chính là người thi triển bí thuật Dịch Thiên Hoán Địa. Một thần thông nhưng lại là cái hố chôn mạng của hàng chục nghìn tu sĩ. Tộc của Thái Hư Cổ Long quả nhiên tinh thông mọi thứ, Ma Vương Quỷ Vũ Cương cũng đang quan sát trận chiến lúc này nheo mắt nhìn Thái Hư Cổ Long, có thể thấy trong mắt ông ta rõ vẻ kiêng dè. Ma Vương, ông có hứng thú gia nhập vào thiên đình của ta không? Thái Hư Cổ Long nhìn Quỷ Vũ Cương nói. Gia nhập thiên đình, nực cười, nói thực thì ta đánh giá ông rất cao, Thái Hư Cổ Long mỉm cười, ông và bọn họ khác nhau. Được Thái Hư Cổ Long tán thưởng, ta rất vinh hạnh, Quỷ Vũ Cương lãnh đạm nói. Lời nói của ta luôn đáng tin, Thái Hư Cổ Long mỉm cười, hắn nhấc nhân tiến vào chiến trường khốc liệt, sau đó còn truyền âm lại, không làm được hoàng đế thì có thể suy nghĩ làm một người hộ đạo cho hoàng đế. Nghe vậy, Quỷ Vũ Cương chợt cau mày, lời nói của Thái Hư Cổ Long mang theo nhiều ý tứ, có nghĩa là bảo ông ta hỗ trợ Diệp Thành chứ không phải đối đầu với Diệp Thành. Phụt,
Phụt, ở trung tâm của chiến trường, Diệp Thành giống như vị chiến thần, bí thuật thúc địa thành thốn được thi triển hết sức kỳ diệu, mỗi nơi hắn đi qua đều có kẻ bại dưới huyết linh thần đao. Còn phía thị huyết Diêm La thì đã tức mà ói ra máu từ lâu. Thân pháp của Diệp Thành quá dị thường, đại trận tuyệt sát hư thiên không theo kịp tốc độ của hắn, lại thêm đại quân của hậu duệ các vị hoàng vô cùng hung hãn, trận đại chiến này trông giống như trận quyết chiến hơn. Thế nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn hết sức khó coi vì đại quân Thiên Đình ở Nam Sở vẫn chưa gia nhập vào, một khi gia nhập vào thì chính là trận quyết chiến. Tốc chiến tốc thắng, Phệ Hồn Vương là người đầu tiên sát phạt vào chiến trường, ông ta sát phạt tới trước ngực Diệp Thành, tung ra một chưởng khiến Diệp Thành bị đẩy lùi về sau. Vút, Diệp Thành vừa dừng chân thì phía sau liền có một thanh thần kiếm huyết sắc chấm tới, nếu nhìn kỹ thì chính là Huyết Vương. Không chỉ Phệ Hồn Vương và Huyết Vương, đến cả Yêu Vương, Quỷ Vương, Phu Chú Vương và Thị Huyết Diêm La Vương cũng sát phạt từ tứ phương tới, bọn họ muốn liên thủ tiêu diệt Diệp Thành. Trời ơi, ta nhìn thấy gì rồi? Từ xa có người nhìn về phía này, sáu vị vương cái thế bao vây quanh Diệp Thành. Xem ra không nể mặt nhau rồi, một người sát phạt vào, chính là Đại Sở Hoàng Huyền của Đại Sở Hoàng Tộc, vừa sát phạt vào đã ép Yêu Vương ra. Sự cao ngạo của các người đâu, sau Đại Sở Hoàng Huyền, một bóng hình vững chãi gia nhập vào vòng chiến thay Diệp Thành chặn lại Vu Chú Vương, và đó chính là thần tướng đệ nhất của Thánh Điện Mạc Uyên, ông ta và Vu Chú Vương có thể coi là đối thủ lâu năm của nhau. Phệ Hồn Vương, Huyết Vương, Quỷ Vương, U Minh Diêm La Vương sẽ không quan tâm tới Đại Sở Hoàng Huyền và Mạc Uyên mà vẫn sẽ nhằm tới Diệp Thành. Coi thiên đình của ta không có ai địch lại được sao? Thái Hư Cổ Long sát phạt đến, tung ra một chưởng khiến U Minh Diêm La Vương bị đánh bay ra ngoài. Phía sau hắn ta lại có thêm mười mấy bóng hình như thần mang sát phạt vào chiến trường, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đó là Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Thượng Quan Huyền Tông, người nào người nấy đều ở cảnh giới chuẩn thiên, mặt mày tôi độc. Đao Hoàng tay cầm kim đao, khí thế bá đạo, chặn lại Huyết Vương với đòn cái thế. Độc Cô Ngạo và Thiên Tông Lão Tổ hợp lực liên thủ lại với nhau chặn Phệ Hồn Vương. Còn Quỷ Vương lại bị một lão già kìm chân, ông ta đầu tóc bạc phơ, đôi mắt vẫn đục giống như một lão già gần đất xa trời, đó chính là Âu Dương Vương thần binh của Sở Hải. Âu Dương Thế Tôn, Quỷ Vương rít lên, giọng nói như sấm rền, người có tu vi yếu lập tức bị ép đến mức hóa thành huyết phụ. Ông ta phẫn nộ, ông ta không cam lòng, lại là Âu Dương Thế Tôn, lại là Âu Dương Vương, lại là thần binh Sở Hải, năm xưa chính vì ông ta kiềm chân đại quân quỷ tộc nên mới tranh thủ được thời gian cho Thiên Táng Hoàng đột phá, chỉ một giây phút lơ là mà ông ta đã bỏ lỡ cả hàng chục nghìn năm. Hiện giờ người cản đường ông ta năm xưa xuất hiện, bảo ông ta không phẫn nộ sao được. Âu Dương Vương vẫn thản nhiên chắn trước mặt Quỷ Vương. A, Quỷ Vương gào thét như thể muốn phá giải phong ấn nào đó khiến uy lực chiến đấu mạnh mẽ xuất hiện, ông ta muốn chảm diệt Âu Dương Vương trước mặt tất cả mọi người. Âu Dương Vương không còn ở trạng thái đỉnh phong, còn ông ta lại có người tương trợ, chính là con cháu của Thiên Táng Hoàng Đế Phạn. Cả hai cùng chiến với Quỷ Dương, đánh tới mức kinh thiên động địa, khiến từng đám người hóa thành tàn tro. Âu Dương Thế Tôn, những người xem chiến cũng nghe thấy tiếng gằn của Quỷ Vương, rất nhiều người ngơ ngác gãi đầu, sao cái tên này lại quen thế nhỉ? Trời ơi, nghĩ một lúc, đám người kia chợt thốt lên, nhìn chằm chằm vào lão già đang đại chiến với Quỷ Vương, ông ta là Âu Dương Vương. Âu Dương Vương còn sống sao? Thật không ngờ, rất nhiều tu sĩ lão bối nước mắt giàn giụa. Trong những năm tháng còn sống mà có thể gặp thần binh Sở Hải năm xưa, đúng là phúc phần. Bùm, đùng, đoàng, trận chiến kinh thiên động địa long trời lở đất. Nhìn ra xa, trong vòng 1.000 trượng đều thấy có bóng người đang đại chiến. Vốn là trận quyết đấu giữa Diệp Thành và Thánh Tử Thần Triều, nhưng lại biến thành một trận hỗn chiến kinh thiên động địa, đây là điều mọi người đều không ngờ. Tới, càng không ngờ tới là thế trận lại lớn thế này. Sắp thay đổi rồi, những khán giả theo dõi trận hỗn chiến kinh hoàng từ xa đều không khỏi thảng thốt lẩm bẩm. Ma Vương Quỷ Vũ Cương vẫn đứng bên ngoài chiến trường, lặng lặng nhìn trận chiến chấn động này. Từ đây, hội tụ nhãn lực để nhìn gần có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường. Ông ta hơi thất thần, nhìn thấy quá nhiều bóng dáng quen thuộc, chư vương các đời, con trai con gái của các hoàng đế, thần tướng dưới trướng hoàng đế các triều đại đều không phải người của thời đại này nhưng lại tự phong ấn đến thời đại này, kéo dài trận đại chiến từ muôn đời trước. Ông ta đang quan sát trận chiến, nhưng không chỉ một người theo dõi ông ta. Thi thoảng các khán giả lại nhìn vị vương cái thế này, nhưng không thấy đại quân ma vực phía sau ông ta. Phụt, 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 trên chiến trường, ánh sáng vàng của Diệp Thành tỏa sáng như ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời. Sức chiến đấu của hắn sánh ngang với chư vương các đời, toàn bộ chiến trường ngoại trừ một số người có hạn ra thì không ai có thể so sánh được với hắn, đi tới ngày hôm nay, sau lưng hắn thật sự đã chất đầy núi thây biển mấu. Chết đi, thần tướng số một của Vu Chú tộc lao tới, một đao lăng thiên giáng xuống, đao mang vô song chia cắt thiên địa. Đây là một người có vóc dáng uy nghiêm, khí huyết dồi dào như biển, tựa như một vị thần vương, đó là vị thần tướng số một dưới trướng Phệ Hồn Vương, năm xưa theo Vu Chú Vương giành lấy thiên hạ, lập nên chiến công hiển hách để lại truyền thuyết bất hủ. Tuy nhiên, Thái Vương quật khởi mạnh mẽ đàn áp Vu Chú tộc, năm xưa họ thất bại nên lựa chọn tự phong ấn, nhưng sức chiến đấu của thần tướng số 1 Vu Chú thậm chí còn mạnh hơn năm đó, có thể sánh ngang với Vu Chú Vương. Bang,
Diệp Thành lảo đảo một hồi, suýt chút nữa là rơi khỏi hư thiên. Thần tướng số một vu chú vụt tới trong tích tắc, một trường che trời, giữa bàn tay và ngón tay có vu văn lưu chuyển, một trường nặng tựa như núi. Phá, Diệp Thành bay lên trời, một trường đấm xuyên đại ấn ấy, sau đó hắn lại giáng một đao chớm cho thần tướng số một nửa quỳ dưới đất. A, à, thần tướng số một vu chú phẫn nộ hét lên, đột ngột đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo lôi mang màu máu, muốn chớm chất linh hồn chân thân của Diệp Thành. Diệp Thành không nói gì, một trường nghiền nát hai đạo lôi mang đó. Vu Thiên Huyết Tế, thần tướng số một vu chú sử dụng thần thông cường đại, một tay nâng bầu trời lên, dựng ra tế đàn màu máu, trên đó có vô số oán linh bị nhốt, tế đàn này có phần giống với huyết đồ sát trận của huyết linh thế gia. Chân áp, tế đàn màu máu từ trên trời hạ xuống, từng làn khí tức tràn ra đều nặng như núi. Mở, Diệp Thành một trường đánh ra thần long màu vàng, xuyên qua tế đàn màu máu, đến thần tướng số một vu chú cũng gặp phản phệ, loạng choạng lùi về sau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, thanh niên trước mắt ông ta quá cường đại. Vạn kiếm phong thần, một bước xúc địa thành thốn, Diệp Thành tới ngay trong nháy mắt, phong thần quyết và vạn kiếm quy nhất cực kỳ phù hợp, một kiếm có sức mạnh huyết mạch và đạo tắc bao quanh cùng uy lực hủy diệt có thể phá được vạn vật trên thế gian, không gì sánh được. Phụt, ngực vị thần tướng số một vu chú bị đâm xuyên ngay tức khắc. A, à, ông ta hét lên, há miệng phun ra một thanh sát kiếm màu máu. Gầm, đầu mày của Diệp Thành có đan tổ long hồn nhào ra, nuốt lấy sát kiếm màu máu đó, thần thương bắn thẳng vào thần hải của thần tướng. Phụt, thần tướng số một vu chú bị thương nặng, đầu óc quay cuồng như muốn vỡ tung, đến khi tỉnh táo lại thì một thanh chiến mâu màu đen đã ngay sát phía trước, phóng to vô tận trong mắt, ông ta đã bị ghim trên hư thiên. Khốn kiếp, cảm nhận được thần tướng số một bị rớt, vu chú vương nóng giận quát lên, đang định xông tới thì bị Mạc Uyên thần tướng số một của Thánh Điện chặn lại ở một phía của hư thiên. Rớt cho ta, trên chiến trường có 9 bóng người lao tới từ tứ phía, đó là cửu đại thần tướng dưới trường huyết vương, hợp lực tế ra một chiếc cờ chiến màu đỏ. Hự. Diệp Thành vừa mới rớt được thần tướng số một vu chú thì bị cờ chiến màu đỏ ấy đè xuống khỏi hư thiên. Mở kiếp, Diệp Thành thầm mắng chửi, đường đường là cửu đại thần tướng của huyết tộc mà lại hợp lực đối phó một mình hắn, nghĩ đến là hắn lại bốc hỏa. Vạn kiếm triều tông, hắn đột nhiên vung sát kiếm lên, vạn đạo kiếm mang tề tụ, phóng thẳng lên hư thiên. U, cờ chiến màu đỏ phấp phới, quét ra cả một biển máu, vạn đạo kiếm mang lần lượt bị nghiền thành cho bụi. Cửu Châu thần đồ, hiện. Diệp Thành quát lên một tiếng gọi Cửu Châu thần đồ ra, đến huyết linh thần đao cũng bay vào hư thiên, chân áp cờ chiến màu đỏ trên trời. Mà hắn thì bước lên trời, 9 đạo bát hoang quyền lập tức hợp thành một, một trường đánh cho thần tướng thứ 9 của huyết tộc Mấu Xương bay khắp trời, ông ta còn chưa kịp định hình thì đã bị hắn chớm đầu lìa khỏi cổ. Nhưng vì vậy mà hắn cũng phải trả giá, bát đại thần tướng còn lại của huyết tộc đồng thời tấn công, nếu không phải thánh thể của hắn cường đại, khả năng phục hồi mạnh mẽ thì có lẽ đã bị đánh nổ tung tại chỗ. Rớt, Diệp Thành sử dụng thúc địa thành thốn, sát phạt tới trước mặt thần tướng thứ 6 của huyết tộc, kiếm xích tiêu dung lên rớt chất kẻ đó. Một chiêu rớt được một vị thần tướng của huyết tộc, sự cường đại của hắn khiến cho Quỳ Vũ Cương ở ngoài chiến trường cũng phải giật mình. Ngươi đáng chết, thần tướng thứ 3 của huyết tộc gầm thét, di chuyển tiến lên một bước nhưng lại tình cờ va phải ngoại đạo pháp tướng hỗn độn thế giới của Diệp Thành, còn chưa gọi thần thông ra đã bị chèn ép lảo đảo một hồi, còn chưa đứng vững đã bị Diệp Thành vung một kiếm tuyệt sát. SSS, những người theo dõi trận chiến hít vào một hơi khí lạnh, đó là thần tướng thứ 3 dưới trướng huyết vương đó. Tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên, cao thủ vô song uy danh lừng lẫy bát hoang từ mấy nghìn năm trước mà lại không chịu nổi một đòn trước mặt Diệp Thành như thế. Tới đây đi, toàn thân Diệp Thành đầy máu, hắn lao tới rất điên cuồng, một mình đấu với 6 vị thần tướng còn lại, nhưng càng đánh càng dũng mãnh hơn. Rớt cho ta, lại có người xông vào, mang theo thái âm thần hải tới giống như một vị thần vương, nhìn kỹ lại thì thấy là Hoắc Tôn thái âm chân thể, mặt mũi hắn ta dữ tợn, gớm ghiếc, nơi nào hắn ta đi qua đều chất thành núi thây biển máu. Nhưng lúc này một bóng dáng xinh đẹp lao tới từ bên hông, chặn đường hắn ta. Huyền Linh Chi Thể, người xem chiến vừa nhìn là nhận ra chính là Cơ Tuyết Băng Huyền Linh Chi Thể. Hiện giờ chính là trưởng giáo của Chính Dương Tông ở Thiên Đình Nam Sở. Bây giờ thì thú vị rồi, mắt các khán giả sáng lên, họ nhìn chằm chằm vào Cơ Tuyết Băng và Hoắc Tôn. Trong quá khứ, hai người họ là kẻ thù không đội trời chung đã chiến đấu không chỉ một trận, thực lực không phân cao thấp, nhưng khi liên thủ với nhau trong hố thần lại bị Diệp Thành lúc đó đẩy lùi. Nói đến sức chiến đấu thì họ ngang nhau, nói đến huyết mạch thì Hoắc Tôn lại hơn Cơ Tuyết Băng một chút. Ta chờ muội rất lâu rồi đấy. Diệp Thành bước tới sát cánh cùng Cơ Tuyết Băng, hai người họ một người như chiến thần Hoàng Kim, một người như nữ vương Cửu Tiêu, trở thành hai ngôi sao chói sáng nhất trên chiến trường, thu hút sự chú ý của tất cả khán giả. Rớt, 6 vị thần tướng lao đến từ mọi hướng, mỗi người đều đốt cháy tinh nguyên, sức chiến đấu tăng vọt. Chiến, Diệp Thành xông lên đầu tiên, một mình đấu lại 6 vị thần tướng. Cơ Tuyết Băng sát phạt về phía Hoắc Tôn. Tiếp tục trận đại chiến năm xưa, cô đã tiến đến cảnh giới chuẩn thiên từ lâu, bây giờ đã ngang hàng với Diệp Thành, có sức chiến đấu giống Diệp Thành, có. Thể rớt được Hoắc Tôn, dầm, bùm, chiến trường vẫn được mọi người chú ý, trong bán kính mấy nghìn trượng chỉ có 9 người bọn họ, không ai dám tới gần,
bởi vì dư âm từ trận chiến của họ quá mạnh, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào ngay. Ở một nơi khác, Tiêu Thần cầm chiến vương kích đối mặt với ba đại thần tướng của yêu tộc, chiến đấu trên hư thiên, trận chiến kinh thiên động địa. Phía Long Đằng cũng vậy, đối thủ của họ đều là những kẻ mạnh, hoặc là thần tướng dưới trướng liệt đại chư vương, hoặc là lão tổ các thế lực lớn. Họ là hậu duệ của các hoàng đế, sức chiến đấu không hề yếu hơn Diệp Thành, mỗi trận chiến đều rất đặc sắc, thể hiện rõ uy danh hiển hách của hậu duệ các hoàng đế, họ là những ngôi sao chói lọi nhất trên toàn chiến trường. Bùm, đùng, đoàng, trận hỗn chiến kinh thiên động địa diễn ra vô cùng oanh liệt, cả đất trời đều nhuốm máu, mọi người nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Có thể thấy Diệp Thành và hậu duệ các hoàng đế vẫn đang ở thế bất lợi. Đây là Đông Lăng Cổ Uyên, nhưng cũng là Bắc Sở, mà Bắc Sở là thiên hạ của Thị Huyết Điệt, hơn 9 phần thế lực của Bắc Sở đều tham gia vào cuộc chiến. Sức chiến đấu tổng thể của chúng mạnh hơn hậu duệ các hoàng đế nhiều. Đây là trận đại quyết chiến à, có người há hốc miệng hỏi. Vừa nãy không phải, bây giờ thì đúng, một vị tu sĩ lớn tuổi lãnh đạm nói, nhìn lên bầu trời hư ảo. Ở đó có tiếng sấm rền vang, đất rung núi chuyển, người đông nghịt bao phủ cả bầu trời, người ngự kiếm, người cưỡi mây đạp gió, người ngồi trên linh thủ, sát khí ngút trời, đi thẳng đến bên này. Từ xa, người xem đã nhìn thấy có chiến cao vút tận trời xanh, trên cả chiến có khắc hai chữ lớn hào hùng, Thiên Đình. Đại quân Thiên Đình. Khán giả kinh hoàng khiếp sợ, vội vàng rút lui để tránh bị ảnh hưởng. Ma vương Quỷ Vũ Cương cũng thế, ông ta di chuyển một bước tránh xa cả mấy nghìn trượng. Rớt, tiếng hô rớt hòa cùng uy lực của sấm sét chấn động đất trời, đại quân Thiên Đình vừa tới lập tức xoay chuyển tình thế. Lần này, chiến trường mở rộng gấp đôi, phạm vi chiến trường mở rộng ra mấy nghìn dặm. Một vài người đã ước tính, số lượng tu sĩ tham chiến cộng thêm Thiên Đình của Nam Sở, chư vương các triều đại, hậu duệ các hoàng đế, Thị Huyết Điện của Bắc Sở và các thế lực lớn khác. Tổng cộng là hơn 90 triệu người, thế trận này rầm rộ hơn cả lúc các hoàng đế thống nhất đại sở năm xưa. Phụt, chính giữa chiến trường, Diệp Thành lại một lần nữa rớt được một vị đại thần tướng của huyết tộc. Rớt, năm đại thần tướng còn lại gào thét, hợp lực thi triển thần thông vô song, phóng ra một đạo huyết mang khoáng thế với triển văn màu đen bao quanh, cực kỳ bá đạo. Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn lấy thân mình tay không chống lại, mạnh mẽ phóng tới trước mặt thần tướng thứ hai, một trường đánh cho ông ta máu me đầm đìa, loạng choạng lùi về phía sau. Diệp Thành đuổi theo như hồng hoang dã thú, cường thế chớm đầu ông ta. Chết đi, thần tướng thứ nhất của huyết tộc gầm thét dữ dội, chớm ra một kiếm kinh thiên động địa, suýt nữa chớm được Diệp Thành từ phía sau. Cút, Diệp Thành đột ngột xoay người, một chưởng hất văng ông ta. Thần tướng thứ tư xông đến, ngự động gương đồng màu máu, quét ra huyết quang không gì sánh bằng, chớm vào thánh thể của Diệp Thành làm gãy xương ức trước ngực hắn. Thần thương, Diệp Thành khẽ hô một tiếng, thi triển thần thông cường đại nhắm vào linh hồn, một đạo thần mang màu vàng được sấm sét bao quanh bắn ra từ giữa chân mày của hắn. Phụt, đầu mày thần tướng thứ tư của huyết tộc bị đâm xuyên ngay tức khắc, thần hải bị thương nặng sau đó rơi xuống hư thiên. Diệp Thành ném ra một cây chiến mâu màu đen, ông ta còn chưa rơi xuống đất đã bị chiến mâu của Diệp Thành ghim chất trên hư thiên. Bây giờ, 9 đại thần tướng dưới trướng huyết vương huyết tộc đã chất 5-4. Người còn lại không dám tiến lên, ai cũng sợ hãi nhìn Diệp Thành, bọn họ đều từng theo huyết vương chinh phục thiên hạ, bây giờ lại sợ một hậu bối. Chiến, Diệp Thành hét lớn chấn động bầu trời, một bước thúc địa thành thốn vụt tới trước mặt thần tướng thứ 8. Kiếm xích tiêu rung lên, dứt khoát chặt đầu ông ta xuống. Thần tướng thứ nhất, thần tướng thứ 7 và thần tướng thứ 5 của huyết tộc phát điên, thiêu đốt thọ nguyên để đổi lấy sức chiến đấu ngang với huyết vương, bọn họ muốn liều chất chiến đấu với Diệp Thành. Thần đao, lại đây. Diệp Thành vung tay nắm lấy huyết linh thần đao, chớm ra 9 đạo bát hoang trảm, thần tướng thứ 7 vừa bay lên đã bị chớm chất, thần tướng thứ 5 vung một chưởng như đao, chớm mất một cánh tay Diệp Thành. Diệp Thành đột nhiên quay người, chớm ra một đao, thần tướng thứ 5 thoáng chốc bị chớm đôi người. Cơ thể rơi xuống hóa thành cho bay. Thấy thế, thần tướng thứ nhất của huyết tộc vô thức dừng bước, lảo đảo lùi lại. Diệp Thành cầm huyết linh thần đao từng bước đến gần, cánh tay bị chớm nứt dần dần mọc ra dưới tác dụng của Tiên Luân Thiên Sinh. Ông có thể trốn được đi đâu? Diệp Thành vượt qua hư thiên, vung một đao xuống, chớm thần tướng thứ nhất của huyết tộc quỳ gối dưới đất. Thần tướng thứ nhất hét lên, chống lại huyết linh thần đao nhưng đã muộn, một chưởng của Diệp Thành giáng xuống, đường đường là thần tướng thứ nhất của huyết tộc mà lại bị một chưởng của Diệp Thành nghiền nát đẫm máu. Đến giờ phút này, cửu đại thần tướng của huyết tộc đều đã bị tiêu diệt, liên thủ với nhau rồi mà vẫn bị một mình Diệp Thành chấm hết. Sau khi rớt được thần tướng thứ nhất của huyết tộc, Diệp Thành thở phào một hơi, nhìn sang phía Cơ Tuyết Băng và Hoắc Tôn. Hai người đã đại chiến trên hư thiên, Cơ Tuyết Băng như nữ vương cái thế phong hoa tuyệt đại, sử dụng bí pháp huyền linh thông thiên. Hoắc Tôn thì như một vị thần vương với khí thế nuốt chửng núi sông, sử dụng bí thuật thái âm huyền diệu, hai người chiến đấu long trời lở đất. Diệp Thành không tới giúp đỡ, hắn hiểu rõ sức chiến đấu của Cơ Tuyết Băng hơn ai hết. Bây giờ ở thế hệ thanh tự của đại sở, hắn dám xưng mình đứng thứ nhất thì Cơ Tuyết Băng hoàn toàn xứng đáng đứng thứ hai. Tuy Hoắc Tôn mạnh, huyết mạch cũng hơn Cơ Tuyết Băng nhưng xét về sức chiến đấu thì hắn ta lại kém hơn cô khá nhiều. Diệp Thành rời mắt khỏi hư thiên, lại nhìn tới những vòng chiến đấu khác.
hậu duệ các hoàng đế như Tiêu Thần, Long Đằng đấu với thần tướng dưới trướng Liệt Đại Chư Vương và lão tổ các thế lực lớn, về cơ bản đều chiếm ưu thế. Lại nhìn về phía Chư Vương các triều, người dũng mãnh nhất là Thái Hư Cổ Long, đánh cho U Minh Diêm La Vương liên tục lùi về phía sau, tiếp đến là Đao Hoàng, có thể gọi là vô cùng xuất sắc, tuy không ở trạng thái đỉnh phong nhưng cũng khiến Huyết Vương phải cực khổ chống chọi. Còn phía Đại Sở Hoàng Huyền, Mạc Uyên, Âu Dương Vương và Thiên Tông lão tổ tuy không chiếm ưu thế ổn định như Thái Hư Cổ Long nhưng cũng chặn được mấy vị vương khác ở trên hư thiên. Nhìn toàn bộ chiến trường rộng lớn, vì đại quân Thiên Đình tới nên họ vẫn chiếm ưu thế hơn. "Rớt, rớt cho ta." Đang quan sát, Diệp Thành chợt nghe thấy tiếng gầm thét dữ dội, lập tức thu hút sự chú ý của hắn về phía đó. Nhìn từ xa thì thấy đó là một phong tướng đài khổng lồ có khắc đầy phù văn cổ, là một trận đài cổ xưa. Trên phong tướng đài, Thị Huyết Diêm La tay cầm sát kiếm không ngừng chỉ khắp các hướng, theo mệnh lệnh của ông ta, mấy trăm hư thiên tuyệt sát trận đều phóng ra thần mang, hậu duệ các hoàng đế, đại quân Thiên Đình lần lượt hóa thành huyết vụ. Thị Huyết Diêm La, Diệp Thành cầm huyết linh thần đao xông vào chiến trường đẫm máu, lao thẳng về một phía như một tia thần mang màu vàng. Thứ có lực sát thương lớn nhất trong cuộc chiến giữa các tu sĩ là hư thiên tuyệt sát trận, uy lực của nó lớn đến mức Diệp Thành cũng không dám tay không chống lại, mỗi lần hắn đều dùng thân pháp huyền diệu để né tránh, nhưng không phải ai cũng có thể tránh được tuyệt sát của hư thiên sát trận như hắn. Hửm, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Thị Huyết Diêm La vô thức quay đầu lại. Khi nhìn thấy Diệp Thành đang phóng tới như một tia kinh mang màu vàng thì người ông ta run rẩy kịch liệt, nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm hồn dâng lên. Nhắm vào Diệp Thành, rớt cho ta. Ông ta điên cuồng gào thét, sát kiếm huyết sắc chỉ thẳng vào Diệp Thành, ông ta quá rõ sức chiến đấu của hắn, khi hắn tới trước mặt thì chẳng ai có thể ngăn được bước chân của hắn, năm xưa giữa đại quân mấy triệu tu sĩ mà hắn vẫn rớt được huyết tôn chứ nói gì bây giờ. Hàng trăm hư thiên tuyệt sát trận đồng loạt xoay chuyển, quét ra thần mang hủy diệt thiên địa. Diệp Thành cười khẩy, một bước thúc địa thành thốn tránh được tuyệt sát của hư thiên sát trận, đi thêm vài bước nữa rồi hắn biến mất. Thấy Diệp Thành biến mất, hai chân Thị Huyết Diêm La không khỏi run lên, ông ta đã bị Diệp Thành để mắt tới, bây giờ lại không thấy bóng dáng hắn đâu, nguy hiểm không biết rõ này khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Về phần Diệp Thành, lúc này hắn đang di chuyển trong hố đen không gian. Sau khi tìm chuẩn vị trí, tính xong khoảng cách, hắn lại xông ra, một tu sĩ điều khiển hư thiên sát trận đã bị một đao của hắn chớm chớt. "Rớt, rớt cho ta." Thấy Diệp Thành xuất hiện, Thị Huyết Diêm La vội vàng giơ sát kiếm chỉ vào hắn. "Kẻ nào cản ta, kẻ đó phải chết." Diệp Thành cầm huyết linh thần đao trong tay, bước đi trên ác sát huyết hải, bầu trời sao lơ lửng trên đầu, hắn lao thẳng về phía phong tướng đài. Phụt, 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 tay giơ lên đao hạ xuống, mỗi lần hắn vung huyết linh thần đao lên đều sẽ có từng nhóm người hóa thành huyết vụ, phong tướng đài cao gần nghìn trượng, mỗi bước một bậc thang, Diệp Thành đi một bước vung một đao, sau lưng hắn chất đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả phong tướng đài khổng lồ. Thánh chủ Thiên Đình với uy thế không thể ngăn cản, mạnh mẽ xông lên phong tướng đài. "A!" Thị Huyết Diêm La kinh hãi gào thét, lùi mãi rồi quay người nhảy khỏi phong tướng đài, đường đường là điện chủ của Thị Huyết Điện mà lại bỏ chạy. "Đi đâu?" Diệp Thành sử dụng thúc địa thành thốn thoáng chốc tới sau lưng Thị Huyết Diêm La, hắn giơ đao lên rồi chớm. Phụt, sống lưng Thị Huyết Diêm La bị chớm một đường sâu hõm. Người ông ta bay ra ngoài cả trăm trượng khiến khoảng hư thiên đó sụp đổ. "Cứu ta, cứu ta." Đến khi đứng dậy, ông ta điên cuồng kêu gào, lảo đảo loạng choạng, không còn chút uy nghiêm nào của điện chủ Thị Huyết Điện. Nghe thấy âm thanh, các cao thủ của Thị Huyết Điện đồng loạt từ mọi hướng đổ về. Nhưng cao thủ của hậu duệ các hoàng đế và cao thủ của Thiên Đình biết mục đích của Diệp Thành, sao có thể cho chúng cơ hội giải cứu, đám cao thủ Thị Huyết Điện đang lao tới còn chưa đến nơi đã bị họ chặn lại hết. Vạn kiếm quy nhất, Diệp Thành sử dụng bí thuật Thị Huyết Diêm La đang chạy trốn bị một kiếm đâm xuyên từ trước ngực ra sau lưng, người rơi xuống khỏi hư thiên. Thị Huyết Diêm La đường đường là điện chủ của Thị Huyết Điện, tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong hàng thật giá thật lại không đánh mà chạy khiến người theo dõi trận chiến líu lưỡi, ông ta quá sợ Diệp Thành, đến đánh còn không dám đánh cùng hắn. Ông có thể trốn được tới đâu? Nhìn Thị Huyết Diêm La chạy trốn trên hư thiên, Diệp Thành không đuổi theo mà dương cung tên, nhắm chuẩn vào ông ta. Lần này hắn không có thiên hỏa và thiên lôi, thần tiễn do chiến mâu viêm hoàng hóa ra, thần cung do sức mạnh huyết mạch biến hóa, thần tiễn được đạo tắc sấm sét bao quanh, thần cung được thánh thể bản nguyên bao quanh, một mũi tên bắn thẳng vào hư. Thiên, cảm nhận được sống lưng lạnh lẽo, Thị Huyết Diêm La run lên, đột ngột quay người lại thì thấy thần tiễn bắn tới, không ngừng phóng to trước mắt khiến con người ông ta lồi lên, đồng tử co rút. Không không không, Thị Huyết Diêm La lùi lại, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, còn chưa bị bắn trúng mà ông ta đã như rơi vào địa ngục cửu u. Phập, máu tươi rực rỡ, đường đường là điện chủ Thị Huyết Điện nhưng lại bị Diệp Thành bắn xuyên qua đầu, thần hải sụp đổ, linh hồn mất hẳn, một tiễn tuyệt sát xuyên qua đầu, ông ta còn chưa kịp hét lên đã ngất xỉu. Nhìn thi thể đẫm máu rơi khỏi hư thiên, người xem há hốc miệng, thật lâu không nói nên lời. Đó là điện chủ của Thị Huyết Điện, người có quyền lực lớn nhất Bắc Sở trăm nghìn năm nay. Trong tay nắm giữ sự sống chết của mấy triệu người, bây giờ bị tuyệt sát khiến người ta có cảm giác vô cùng không chân thực. Lại nhìn đến đại quân Thị Huyết Điện, bọn họ cũng nhìn vào khoảng hư thiên ấy gần như cùng một lúc.
Điện chủ thị huyết điện của bọn họ bị một mũi tên tuyệt sát, đó là thống soái của họ, ông ta chất khiến họ cảm thấy tương lai thật mờ mịt. Bên này, Diệp Thành đã bước lên trước, lấy đi túi đựng đồ của điện chủ thị huyết điện, lấy nửa còn lại của Cửu Châu thần đồ ra. Lập tức, hai nửa của Cửu Châu thần đồ hợp nhất thành một trên hư thiên, giống như giải ngân hà treo lơ lửng giữa trời, khí thế khoáng đạt, ồ ạt, núi sông khắc trên đó hiện rõ trước mặt, tựa như thế giới thực. Người của Tam Tông đều xúc động rớt nước mắt, đó là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, là thần đồ mà thủy tổ Tam Tông Huyền Thần đích thân tế luyện. Trong quá khứ, Tam Tông hỗn chiến, đại sở Huyền Tông tan rã, thì huyết điện mạnh mẽ trỗi dậy, cướp đi một nửa Cửu Châu thần đồ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay của Tam Tông, pháp khí của thủy tổ bị cướp mất là nỗi hận vĩnh hằng của họ. Bây giờ sau hàng nghìn năm, Cửu Châu thần đồ lại một lần nữa hợp nhất, cảnh tượng này khiến người ta kích động muốn khóc. Cửu Châu thần đồ rung lên, bùng phát ra uy áp kinh hoàng, từng làn khí tức tản ra từ nó đều nặng như núi cao 8000 trượng. Đây là pháp khí cảnh giới thiên đáng sợ do thần hoàng đích thân luyện chế, lạc ấn đạo tắc của ông ấy và đại sở bản nguyên, không phải pháp khí cảnh giới thiên bình thường có thể so sánh được, uy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa. Phụt, 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 trên hư thiên, dưới đại địa, từng nhóm người hóa thành huyết vụ. Cửu Châu thần đồ được Diệp Thành đích thân điều khiển càng thêm có uy lực, dưới cảnh giới chuẩn thiên không có ai may mắn thoát khỏi. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Diệp Thành như quân lâm cửu thiên, tiếng hét chấn động đất trời mang theo sức mạnh của sấm sét uy nghiêm vô cùng, vang vọng cả bầu trời. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Diệp Thành vừa dứt lời đã có lão tổ của một thế gia giơ hai tay lên. Đó là lão tổ của một gia tộc hạng ba ở Bắc Sở, vốn là người giữ thái độ trung lập nhưng bị ép tới đây tham chiến. Bây giờ thì huyết Diêm La đã chết thì còn đánh cái gì nữa? Nếu tiếp tục ngoan cố phản kháng thì sẽ bị tiêu diệt ngay, chỉ bằng gia nhập thiên đình, so với thị huyết Diêm La đã chết thì Diệp Thành mạnh hơn nhiều. Không đánh nữa, chúng ta không đánh nữa. Sau khi lão tổ của gia tộc hạng ba kia đầu hàng thì như hình thành phản ứng dây chuyền, chiến trường rộng lớn lần lượt vang lên những tiếng nói như vậy, đều là các lão tổ dẫn đầu đầu hàng, chiến tranh phi nghĩa thì những thế lực nhỏ như họ mãi mãi chỉ là bia đỡ đạn, vì sao phải điên cuồng cùng chúng chứ? Lúc này Bắc Sở vốn đã ở thế bất lợi, vì các gia tộc đầu hàng nên hoàn toàn bị hậu duệ Cửu Hoàng và đại quân Thiên Đình áp chế. Khốn kiếp, Huyết Vương đang chiến đấu với Đao Hoàng nổi giận đùng đùng. Trận chiến hôm nay chưa chắc bọn họ sẽ thua, nhưng vì những gia tộc này đầu hàng nên bọn họ đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Diệp Thành rất thông minh, sử dụng đòn đánh tâm lý. Chiến tranh phi nghĩa cũng không phải ngươi sống ta chết, nếu Bắc Sở ngoan cố chống cự thì không chỉ hậu duệ Cửu Hoàng mà đại quân Thiên Đình cũng sẽ thương vong nặng nề, mà kết cục như hiện tại không phải điều ông ta muốn thấy. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, vẫn còn lão tổ của gia tộc khác tiếp tục giơ tay đầu hàng. Nhìn tổng thể cả chiến trường đã có rất nhiều vòng chiến ngừng chiến, cũng có rất nhiều người quỳ xuống đất, giao nộp vũ khí. Đáng chết, Yêu Vương cũng phẫn nộ, phun ra một ngụm máu, không biết là do tức giận hay do đại sở Hoàng Huyền đánh bị thương. Rút, Vu Chú Vương quát lên giận dữ, lập tức quay người rút lui, đại quân Vu Chú tộc cũng lập tức ngừng chiến rồi theo vương của mình rút lui khỏi chiến trường. Rút, Huyết Vương giống to rung chuyển đất trời rồi cũng rút lui. Rút lui, Yêu Vương, Phệ Hồn Vương, U Minh Diêm La Vương, Quỷ Vương cũng đồng thời rút khỏi chiến trường rộng lớn. Nếu tiếp tục chiến thì bọn họ cũng sẽ bị quét sạch toàn bộ gia tộc, đây là sức chiến đấu áp đảo tuyệt đối, không phải một hai người là có thể đảo ngược tình thế, trận đại hỗn chiến giữa 90 triệu tu sĩ, hoàng đế tới thì thế nào? Họ rút lui trong sự không cam lòng, bởi vì giờ phút này họ lại thất bại một cách thảm hại. Chư vương các đời có ai không vì tránh sự trấn áp của hoàng đế mà lựa chọn tự phong ấn toàn tộc, bọn họ cứ nghĩ giải phong ấn ở thời đại này có thể hoàn thành tâm nguyện ấp ủ muôn đời, thống nhất vùng đất này rồi trở thành hoàng đế chân chính. Ai có thể ngờ rằng thời đại này còn kinh khủng hơn xưa, cho dù hoàng đế không còn sống thì bọn họ vẫn bại trận. Đây không còn là thời đại của chúng ta nữa, bên ngoài chiến trường, Quỷ Vũ Cương lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt đầy dấu vết thăng trầm của cuộc đời. Trong trận chiến này, ma vực của ông ta không tham chiến nhưng dù tham chiến thì thế nào, cũng vẫn sẽ thua thảm hại thôi. Ông ta cười, nụ cười có vẻ mệt mỏi và tự giễu. Ông ta cũng như Yêu Vương và những vị vương khác, chính vì năm xưa bị Viêm Hoàng đánh bại nên không dám, thời đó ông ta đấu không lại Viêm Hoàng. Ma vực cũng đấu không lại Viêm Hoàng. Vì vậy sự kiêu ngạo của bậc đế vương mà ông ta luôn hướng tới cũng không hạ màn huy hoàng trong đại chiến mà lại yên lặng ngủ say. Ông ta tự phong ấn ma vực, bản thân ông ta cũng chìm vào giấc ngủ dài suốt nhiều năm tháng vô tận. Bọn họ đã tỉnh lại vào thời Nguyệt Hoàng, cứ nghĩ rằng không có hoàng đế thì ông ta sẽ có cơ hội thống nhất đại sở, trở thành hoàng đế của thế gian. Nhưng ông ta đã bị đánh bại trong thời đại đó, lại một lần nữa buông bỏ sự kiêu ngạo, lựa chọn tự phong ấn. Sau khi Nguyệt Hoàng qua đời, ông ta lại giải trừ phong ấn. Nhưng Thái Vương lại xuất thế, sự kinh khủng và xuất sắc từ hậu bối khiến ông ta không dám tranh đấu, lần thứ ba phải buông bỏ sự kiêu ngạo. Sau đó tới thời đại của Thiên Táng Hoàng, Đông Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng và gần đây nhất là thời đại của Thần Hoàng, ông ta và ma vực của ông ta không chỉ một lần giải trừ phong ấn, muốn tiếp tục tâm nguyện ấp ủ đã lâu, nhưng lại thất bại thảm hại hết lần này đến lần khác. Thất bại hết lần này đến lần khác, tự phong ấn hết lần này đến lần khác,
tỉnh lại hết lần này đến lần khác rồi lại tiếp tục thất bại hết lần này đến lần khác. Sự kiêu ngạo của ông ta đã bị mài mòn dần theo năm tháng. Ký ức của ông ta đã bị bào mòn bởi những thăng trầm của cuộc sống. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, ông ta và đối thủ cũ của ông ta đã bỏ lỡ cả mấy chục nghìn năm, thăng trầm của cuộc sống khiến ma thể của ông ta cũng đã trở nên già nua. Chúng ta đã bị năm tháng đào thải từ lâu rồi, Quỷ Vũ Cương lẩm bẩm tự nói, giọng nói rất khàn. Nhìn nhóm yêu vương, huyết vương chật vật chạy trốn, ông ta nở nụ cười thê lương, đều là đế vương cái thế, ông ta hiểu bọn họ hơn ai hết, cũng hiểu tâm trạng của bọn họ. Ông ta buồn cho chính mình, cũng buồn cho họ. Trước kia chỉ thiếu một bước mà bọn họ vẫn thua hoàng đế đại sở, chỉ một bước nhỏ nhưng lại như rãnh trời khiến cả đời họ cũng không vượt qua được, một bước nhỏ cuối cùng cũng bị thăng trầm của cuộc đời đánh bại. Đột nhiên ông ta quay người, dần biến mất trong huyết phong thét gào, ma thể cao lớn vô cùng tiêu điều. Lần này ông ta sẽ không lựa chọn tự phong ấn nữa, cũng không muốn xóa sạch dấu vết những ký ức còn sót lại trong những giấc ngủ dài triền miên. Ông ta nhớ những năm tháng huy hoàng khi chiến đấu giành thiên hạ với Viêm Hoàng năm xưa, nếu xảy ra một lần nữa, ông ta thả chết trong tay Viêm Hoàng chứ không muốn sống như chóa trong những năm tàn nhẫn này. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Trên chiến trường đẫm máu, lời nói của Diệp Thành vang lên như tiếng sấm, hư ảo mà uy nghiêm. Chư vương các triều đều đã rút lui nhưng họ không đuổi theo, vì trên chiến trường rộng lớn vẫn còn các thế lực Bắc Sở đang ngoan cường chống cự. A, à, sau một tiếng gào thét không cam, trên hư thiên có một bóng người đẫm máu rơi xuống. Nhìn kỹ lại thì là Hoắc Tôn Thái M chân thể. Hắn ta đã thua, thua trong tay Cơ Tuyết Băng, cuộc chiến tiếp diễn từ quá khứ, Thái M chân thể vẫn thua Huyền Linh chi thể. A, à, Hoắc Tôn gào thét điên cuồng, cười điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo méo mó. Hắn ta dũng cảm hơn Thị Huyết Diêm La một chút, không trốn tránh mà điên cuồng cười rộ. Hắn ta tự nổ thân thể, mấu Thái M giải khắp hư thiên, đến từ thiên địa rồi lại trở về với thiên địa. Điện chủ Thị Huyết Điện đã chết, Thánh tử Thị Huyết Điện tự nổ, đại quân chư vương đã rút lui, đại quân Thị Huyết Điện và các thế lực lớn ở Bắc Sở còn đang ngoan cường chống cự không còn niềm tin tái chiến nữa mà điên cuồng chạy trốn. Đuổi theo, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo đầu tiên, đại quân Thiên Đình và hậu duệ Cửu Hoàng cũng lấy Đông Lăng Cổ Uyên là trung tâm rồi tản. Ra tứ phía, Mộ Vân Thế ra dưới sự lãnh đạo của Mộ Vân Ngạo, hợp lực với phân điện thứ nhất của Thiên Đình, đánh vào Nam Yến Đại Trạch. Hạo Thiên Thế ra dưới sự lãnh đạo của Hạo Thiên Huyền Chấn và Thiền Nguyên Chân Nhân hợp lực với phân điện thứ hai và thứ bảy của Thiên Đình tiến thẳng đến Bắc Chấn Thương Nguyên. Viêm Hoàng dưới sự chỉ huy của Trung Giang và Trung Quy hợp lực cùng phân điện thứ ba của Thiên Đình, sát phạt về hướng Tây Lăng U Cốc. Ngô Tam Pháo dẫn dắt phân điện thứ tư của Thiên Đình lao đến đảo Hắc Long. Ngưu Thập Tam dẫn phân điện thứ năm của Thiên Đình đến Bàn Long Hải vực. U Dương Thế ra dẫn dắt phân điện thứ sáu tới Sở Hải. Lão Tổ nhà họ Tô dẫn phân điện thứ 8, thứ 9 xông thẳng về phía thành cổ Xuân Thu, họ không chỉ cần tìm nhà họ Dương tính sổ mà còn phải thống nhất vùng đất đó. Họ là những thế lực năm xưa bị áp bức phải lui về Nam Sở. Mà sau khi họ rút lui, phạm vi địa bàn và thế lực của họ đều bị chia cho các thế lực lớn khác của Bắc Sở. Bây giờ họ muốn đường đường chính chính đánh về. Tiếp theo là Diệp Thành, hắn dẫn dắt Tam Tông của Thiên Đình hợp lực với hậu duệ Cửu Hoàng tấn công vào Trung Thông Đại Địa. Ngọn lửa chiến tranh ngay lập tức bao trùm toàn bộ đại sở, ba tông chín điện 81 môn của Thiên Đình đều ra khỏi Nam Sở, tấn công tất cả các vùng của Bắc Sở. Thuận ta thì sống, phản ta thì chết, lời nói như vậy trở thành lời duy nhất giữa đất trời. Đây là định thống nhất đại sở sao? Những người xem chiến trước đó đang chạy trốn, chợt kinh hãi nhìn những bóng người di chuyển dập trời. Đại sở hỗn loạn cũng nên được thống nhất rồi. Các lão bối tu sĩ nhìn thấu hết tất cả những điều này, Thiên Đình quật khởi ai cũng không thể ngăn cản, chư vương các triều đại đều đã rút lui. Bắc Sở rộng lớn đã là một vùng hỗn loạn, làm sao có thể ngăn được đợt tấn công áp đảo này. Tại đây, Diệp Thành đã dẫn đại quân Tam Tông tới trụ sở chính của Thị Huyết Điện. Nhìn Thị Huyết Điện khổng lồ, các thái thượng trưởng lão của Tam Tông lệ nóng đảo quanh hốc mắt, khóc không thành tiếng. Thị Huyết Điện trước mặt họ là Đại Sở Huyền Tông năm xưa, Tam Tông nội chiến, Thị Huyết Điện nhân cơ hội trỗi dậy, chiếm mất Đại Sở Huyền Tông, ép Tam Tông phải rời đến Nam Sở, rút lui như rùa rụt cổ đến biên giới đại sở. Bây giờ, mấy nghìn năm sau đại quân Tam Tông đã tới đây, chuẩn bị giành lại vùng đất thủy tổ đã tạo dựng năm xưa, làm sao họ không kích động cho được. Thuận ta thì sống, phản ta thì chết. Diệp Thành như quân lâm cửu thiên, giọng nói vang dội mà uy nghiêm, vang vọng vô hạn giữa đất trời. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đại quân Thị Huyết Điện vừa trốn về đều đồng loạt giơ tay đầu hàng. Điện chủ Thị Huyết Điện của bọn họ đã bị tiêu diệt, trận chiến ở Đông Lăng Cổ Uyên, các thái thượng trưởng lão đã chết 7-8 phần, mấy điện chủ còn lại hầu như cũng đều chôn thân ở đó. Bây giờ thì Huyết Điện đã là rắn mất đầu, họ làm gì còn niềm tin chiến đấu nữa. Ở nơi khác, hậu duệ các hoàng đế đã càn quét rất nhiều thế lực ở Trung Thông Đại Địa, thế trận khủng bố này ai dám ngăn cản. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Huyền Chấn và những người khác tấn công Bắc Chấn Thương Nguyên, càn quét nhà họ Viên và nhà M Dương, Mộ Vân Ngạo đánh vào Nam Yến Đại Trạch, đại quân Viêm Hoàng tấn công Tây Lăng U Cốc của Bắc Sở, càn quét thế lực ở đó. Đại quân Thiên Đình và hậu duệ Cửu Hoàng như gió cuốn mây tan, họ đi đến đâu kẻ thuận thì sống, kẻ phản thì chết. Đây là một con đường trải đầy xương máu,
đại quân Thiên Đình và hậu duệ Cửu Hoàng không một chút thương hại, kẻ nào phản kháng đều bị tiêu diệt ngay, đất trời rộng lớn trải đầy huyết vụ. Hoàng đế các triều đại thống nhất đại sở đều như vậy, đằng sau sự quang vinh của họ đều là núi thây và biển máu. Đất trời bao la, huyết vụ mịt mờ, vùng đất rộng lớn này đã nhuốm đẫm máu, thị huyết điện đầu hàng, các thế gia ở Bắc Sở như Thôn Nguyên thế gia cũng đầu hàng. Những thế gia hạng 2, hạng 3 còn lại hầu như cũng không còn ngoan cố phản kháng nữa, việc thống nhất đại sở nhanh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều, chỉ mất 9 ngày đã xong. Có ai ngờ trận quyết chiến giữa Thánh chủ Thiên Đình và Thánh tử Thần Triều lại dẫn đến một trận đại quyết chiến lớn thế này. Chư vương các triều đứng trên các đỉnh núi, từ xa nhìn về vùng đất này. Tổ địa của họ là một thế giới có không gian rộng lớn, đại quân Thiên Đình và hậu duệ Cửu Hoàng hoàn toàn không thể tìm ra vị trí và địa điểm của nó. Cửu Hoàng của đại sở có sự thấu hiểu sâu sắc trước điều này. Hoàng đế năm xưa cũng từng dùng thủ đoạn cứng rắn để trấn áp họ, nhưng chư vương vẫn có thể duy trì được tới thời đại này, có thể thấy thủ đoạn ẩn náu của họ nghịch thiên cỡ nào, đến hoàng đế còn không tìm ra được. Đại sở đã thống nhất, cờ chiến của Thiên Đình được cắm khắp nơi. Nhìn cảnh này, ai cũng bùi ngùi xúc động, thiên hạ hỗn loạn một lần nữa được thống nhất, phồn vinh thịnh thế đang đến, ánh nắng ban mai của thời đại mới chiếu sáng khắp vùng đất này. Ánh sáng của thời đại mới rực rỡ chiếu sáng khắp cả đại sở, cho người ta hy vọng tốt đẹp về tương lai. Mặc dù đại sở đã thống nhất nhưng sự thực thì còn nhiều việc vẫn chưa trọn vẹn, việc phân chia lại thế lực mới, thành lập vương triều mới khiến cho Thiên Đình ngày ngày bận rộn. Rất nhiều thế lực ở Nam Sở đã chuyển đến Bắc Sở, bắt đầu xây dựng gia viên nhưng vẫn dưới sự giám sát của Thiên Đình, từ hôm nay trở đi, mảnh đất này không còn được gọi với cái tên Nam Sở nữa. Đêm đến, Diệp Thành đứng trên một đỉnh núi cao nhất của đại sở, hắn ngắm nhìn vùng đất rộng lớn này từ trên cao xuống. Trong chốc lát, hắn như nhìn thấy rất nhiều bóng hình, đang di chuyển về phía xa, đó là Ngô Trường Thanh, Thánh Chủ, Thông Huyền Chân Nhân, Doãn Chí Bình, Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân, Linh Chân Thượng Nhân, Thị Huyết Diêm La. Đó là những kẻ địch của hắn trong suốt chặng đường, phải bước qua bọn họ mới có thể từng bước đi đến đỉnh cao ngày hôm nay. Bên cạnh Diệp Thành là hậu duệ các vị hoàng, còn có rất nhiều tu sĩ lão bối cũng đang tĩnh lặng ngắm nhìn vùng đất này. Đại sở thống nhất rồi. Đại sở Hoàng Yên khẽ mỉm cười phá vỡ bầu không khí im ắng đó, trong đôi mắt của cô chợt hoang hoải, đôi dòng lệ tuôn trào. Đúng vậy, đại sở thống nhất rồi. Thiên Thương Nguyệt mỉm cười có phần mỏi mệt, những hậu duệ của các vị hoàng khác cũng như vậy. Năm xưa, bọn họ cũng từng đứng trên đỉnh núi này nhìn ngắm mảnh đất này. Năm tháng trôi qua, thế sự xoay vần, thời đại đỉnh cao giống như mới hôm qua vậy. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mạc Uyên ngồi trên nền đất, ông ta nhận lấy vỏ rượu của đại sở Hoàng Huyền đưa cho. Trên khuôn mặt bọn họ rõ vẻ mỏi mệt, cả hai người cứ thế uống mãi rồi đem rượu rắc giữa thiên địa. Vùng đất này đã chôn vùi biết bao xương cốt anh hồn, trong đó còn có rất nhiều người là chiến hữu năm xưa của bọn họ đã qua đời lâu rồi, đã không còn nhớ trải qua bao năm tháng bể dâu rồi. Thế nhưng vùng đất này vẫn như xưa, còn người xưa đã hóa về với cát bụi. Đi thôi, cuối cùng, Diệp Thành nhìn đất trời mênh mang này lần cuối sau đó quay người. Phía sau hắn, hậu duệ các vị Ha Ong cũng đi theo. Đêm nay bọn họ phải tới Thập Vạn Đại Sơn, ai cũng có mục đích riêng của mình. Nam Minh Ngọc Thu muốn tìm lại phần hồn đã mất, những hậu duệ khác muốn tới Thập Vạn Đại Sơn tìm tung tích của các hoàng đế. Còn Diệp Thành, lần này hắn tới đây cũng có mục đích riêng. Sau trận đại chiến, hắn và Đan Thần đã lục tung túi đồ của Thị Huyết Điện nhưng không hề tìm thấy một nửa viên thiên tịch đan còn lại, không có nửa viên thiên tịch đan kia nên hắn chỉ có thể tới Thập Vạn Đại Sơn tìm Sừng Kỳ Lân làm nguyên liệu luyện chế thiên tịch đan. Đêm khuya, cả dặng núi trải dài miên man xuất hiện ở vị trí tiếp giáp giữa đất trời, cả dặng núi đều được sương mù bao phủ, nhìn không rõ cảnh tượng nhưng có thể nghe thấy được tiếng lệ quỷ đang thét gào. Sau khi vào trong đường chạy loạn, Diệp Thành đã trông thấy Thập Vạn Đại Sơn từ xa, hắn truyền âm cho tất cả mọi người. Đó là vùng đất vô cùng nguy hiểm, Nam Minh Ngọc Thu trầm ngâm rồi cũng lên tiếng. Chúng ta biết rồi, hậu duệ của các vị hoàng lần lượt hít vào một hơi thật sâu, hung danh của Thập Vạn Đại Sơn không hề kém so với năm cấm địa của đại sở. Về điểm này thì phụ hoàng, mẫu hậu của bọn họ khi còn tại thế đã từng cảnh cáo với bọn họ rồi. Dừng, phía trước, Thái Hư Cổ Long lãnh đạm lên tiếng, hắn là người đầu tiên dừng chân. Từ xa, mọi người có thể trông thấy một bóng hình xinh đẹp, trong màn đêm, bóng hình đó như mộng ảo, xung quanh có thần quang màu tím, mái tóc suôn dài như thác nước đổ, không có gió cũng tự tung bay, trông người này không khác gì vị tiên tử. Cô ta đứng bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn tĩnh lặng nhìn Thập Vạn Đại Sơn giống như một pho tượng bằng băng bất động. Nữ đế Nguyệt Thương, Thái Hư Cổ Long trầm ngâm. Tử Huyên, Diệp Thành cũng lẩm bẩm, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vẫn nhận ra đó là ai. Khí tức không rõ ràng, hậu duệ của các vị hoàng đều tỏ ra khó hiểu, trong đôi mắt rõ vẻ kiêng dè. Tiền bối cũng muốn vào đó, Diệp Thành tiến lên trước nhìn Thập Vạn Đại Sơn rồi lại quay sang nhìn Tử Huyên, nhìn Tử Huyên lúc này, hắn chợt có cảm giác không chân thực, năm xưa hắn mới chỉ là một tiểu tu sĩ, Tử Huyên giúp hắn rất nhiều, hết lần này tới lần khác cứu hắn khỏi nguy nan, ấy vậy mà không ngờ thân phận của cô lại đáng kinh ngạc như vậy. Tìm thứ ta cần tìm, nghe Diệp Thành hỏi vậy, Tử Huyên khẽ giọng lên tiếng, giọng nói dễ nghe như âm thanh của tự nhiên lay động lòng người.
vậy chúng ta cùng đi. Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn là người đầu tiên bước chân vào trong, lục đạo tiên luân nhãn lập tức mở ra. Thái hư cổ long cũng đi theo, hắn nhìn Tử Huyên một lát, có thể nhận ra được ánh mắt kiêng dè của hắn lúc này. Cả hai người rất giống nhau, hắn là một phần tàn hồn của Thái hư cổ long đế, cô là một phần tàn hồn của Đông Hoa nữ đế, cả hai đều từng liên quan đến đại đế, có lẽ đến tâm cảnh cũng giống nhau. Tất cả mọi người phía sau cũng tiến vào theo. Trong chốc lát, khung cảnh trước mặt chợt thay đổi, nơi này sương khói mịt mờ, nhìn không rõ con đường phía trước. Cho dù là Thái hư cổ long và Tử Huyên thì cũng vô thức cau mày. Bù, bù, phần trán Diệp Thành có hai đạo thần quang bay ra hóa thành Cửu Châu thần đồ và Huyết Linh thần đao, lúc này cả hai món pháp khí ở cảnh giới thiên đều đang bảo vệ bọn họ lúc nguy nan. Phía sau, Chu Thiên Giật tế gọi ra chuông Đông Hoàng, Nam Minh Ngọc Thu tế gọi ra thần kiếm Nguyên Hồng, Đại Sở Hoàng Yên tế gọi ra Thái A thần kiếm, Tiêu Thần tế gọi ra Chiến Vương kích, Long Đằng tế gọi ra Bảo Tháp. Chín món pháp khí ở cảnh giới thiên đều mang theo đạo tắc của tu sĩ cảnh giới thiên, cùng đan xen với nhau tạo thành một lớp bảo vệ. Đi, Diệp Thành nhìn xung quanh sau đó nhấc chân bước đi. Lần này và lần trước hắn đều vào đây từ cùng một cửa vào nhưng cảnh tượng lại khác nhau. Về điểm này thì Diệp Thành đã đoán được từ trước, Thập Vạn Đại Sơn chính là một chiến trường cổ xưa, khí tức chất chóc của kẻ mạnh vẫn còn rất rõ ràng, đan xen với nhau cho nên nơi này xảy ra những chuyện dị thường cũng là tất nhiên. Thế nhưng có một điểm không thay đổi, đó là với tu vi hiện tại ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, Diệp Thành vẫn cảm thấy vô cùng áp lực khi vào Thập Vạn Đại Sơn. Đúng là chiến trường cổ, Thái hư cổ long vừa đi vừa xoa cằm. Hắn nhìn thấy rất nhiều xương cốt chôn vùi trong lớp bùn đất, rất nhiều nơi còn có cả một vài binh khí cổ quái đã bị tàn phá bởi thời gian, xem ra đó đều là vật mà những kẻ mạnh thời xưa để lại sau khi bỏ mạng. Ngoài những điều này ra thì còn có rất nhiều thủ ấn hằn sâu trên mặt đất, những vết tích đó rất lớn, ngoài ra trên các vách đá còn để lại nhiều vết tích do đao kiếm để lại. Diệp Thành đứng đó mở tiên luân nhãn nhìn tứ phía, hắn không dám có bất cứ lơ là nào. Thập Vạn Đại Sơn vẫn dị thường như vậy, khắp nơi đều vô cùng hỗn loạn, có lúc hắn có thể trông thấy từng linh hồn thể hư ảo như ẩn như hiện, có lúc có thể trông thấy nào thú nào người kỳ quái, tất cả đều hiện lên không rõ ràng, có người còn đang gào thét, sắc mặt vô cùng tôi độc. Nguy cơ rình rập, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn thay đổi phương hướng vì phía trước chính là một biển máu toát lên khí tức mạnh mẽ, nếu tùy tiện lại gần thì mặc dù chỉ là sát khí nhưng có thể khiến hắn thành tàn tro. Người có nhận ra không, Tử Huyên cả chặng đường im lặng lần đầu tiên chủ động lên tiếng, không phải cô nói với phía Diệp Thành mà là nói với Thái hư cổ long. Cực đạo đế binh, Thái hư cổ long nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn. Cực đạo đế binh, Long Đằng và phía Tiêu Thần vừa nghe đã sững người không biết Thái hư cổ long và Tử Huyên đang nói về điều gì, bọn họ càng không biết cực đạo đế binh trong lời hai người kia rốt cục là gì. Bọn họ nghe không hiểu nhưng Diệp Thành lại hiểu, cái gọi là cực đạo đế binh chính là đế khí mà đại đế đích thân luyện tế ra. Giống như binh khí ở cảnh giới thiên mà người có cảnh giới thiên cao nhất của đại sở có thể luyện tế ra, đó chính là biểu tượng của chí cao. Long gia, người có biết về đế khí của đại đế không? Diệp Thành truyền âm cho Thái hư cổ long. Cô ta rõ hơn ai hết, Thái hư cổ long không nói rõ nhưng lại nhìn sang Tử Huyên ở bên. Nghe vậy, Diệp Thành liền cau mày, hắn nhìn Tử Huyên với vẻ mặt khó hiểu rồi lại nhìn sang Thái hư cổ long, thử hỏi thăm dò, không phải là đế khí của Đông Hoa nữ đế chứ? Phượng Hoàng Cầm, Thái hư cổ long lãnh đạm đáp lời. Phượng Hoàng Cầm, Diệp Thành lẩm bẩm, đã có Phượng Hoàng thì có lẽ là một đế khí có liên quan đến Phượng Hoàng. Nữ đế Nguyệt Thương chính là thần nữ của Phượng Hoàng tộc, Thái hư cổ long nói ra bí mật xưa kia, còn Phượng Hoàng Cầm được tạo bởi ngọc cốt của Phượng Hoàng, dùng thần huyết của Phượng Hoàng để tẩy luyện, dây đàn đó được đan xen bởi pháp tắc của bậc đế, tiếng đàn của cô ấy chính là tiên khúc cửu u, không phải là bậc đế quân thì không thể cân bằng. Chẳng trách, Diệp Thành vô thức nhìn Tử Huyên. Phượng Hoàng Cầm, vẻ mặt Tử Huyên vẫn rất thần bí, trong đôi mắt còn mang theo ánh nhìn xa xăm. Cô thẫn nhờ nhìn vào một hướng như thể có thể trông thấy một cây đàn tố cầm với thần quang màu tím đang lững lờ ở đó dù cách rất xa. Đi thôi, Diệp Thành thu lại ánh mắt lập tức lên đường. Nhìn gì vậy, phía Tiêu Thần lần lượt nhìn Tử Huyên mà mặt mày khó hiểu sau đó sải bước đi theo Diệp Thành. Ta đã không còn là bậc chí tôn xưa kia nữa, khi Thái hư cổ long bước qua thì bất giác truyền âm cho Tử Huyên. Thế sự xoay vần rồi, Tử Huyên cười tự giễu, cô thu lại ánh mắt, cô cũng là một phần tàn hồn của đại đế, ký ức cũng giống như Thái hư cổ long không hề hoàn chỉnh. Trong đầu cũng không có ký ức về đại sở, càng không biết đế khí Phượng Hoàng Cầm vì sao lại xuất hiện ở đây. Long gia, ngươi để ý cho ta xem có thấy sừng kỳ lân không, phía này Diệp Thành đã truyền âm cho Thái hư cổ long. Yên tâm, ta sẽ để ý, ta vẫn luôn có cảm giác có cặp mắt lạnh lùng đang theo dõi chúng ta, Long Đằng nhìn tứ phương với ánh mắt cảnh giác. Đừng để lạc nhau, có phải tiền bối từng gặp Hồng Trần không, Diệp Thành vừa nhìn tứ phương vừa truyền âm cho Tử Huyên. Ta từng gặp, Tử Huyên lãnh đạm đáp, tiền bối có biết lai lịch của ông ấy không, Diệp Thành nhìn sang Tử Huyên. Không biết, vậy tiền bối có từng chạm diệt kẻ mặc y phục tím không, Diệp Thành lại lần. Nữa nhìn về khoảng không mờ mịt phía trước, ta để hắn chạy thoát rồi, Tử Huyên khẽ giọng lên tiếng, tu vi của hắn ít nhất cũng phải ở cảnh giới chuẩn đế, ta chỉ khiến hắn bị thương chứ chưa thể chạm diệt hắn, sự dị thường của hắn vượt qua dự liệu của ta.
tiền bối có thể nói cho vãn bối biết tiền bối và tiền bối Hồng Trần vì sao lại truy sát kẻ đó không? Ký ức của ta không hoàn chỉnh, ta chỉ biết trên người hẳn có một loại khí tức khiến ta vô cùng căm ghét và sợ hãi, căm ghét và sợ hãi. Diệp Thành nheo mắt nhìn sang Thái Hư Cổ Long ở bên, cách nói này sao lại giống như cách nói mà Thái Hư Cổ Long nói trước đó khiến hắn có phần bất ngờ. Đó là gì? Khi cả hai người truyền âm cho nhau thì Long Đằng kinh ngạc lên tiếng. Nghe vậy, tất cả đều đổ dồn ánh mắt qua nhìn. Ở đó xuất hiện một cảnh tượng vụn vỡ, thần quỷ đang huyết chiến dập trời, linh thú gào thét, chiến xa chấn áp hư thiên, liên tục có người ngã nhào giữa hư không, cũng có không ít người đang nghịch thiên sát phạt vào cửu tiêu, cả thiên địa như chìm trong biển mấu. Tĩnh tâm, Thái Hư Cổ Long trầm giọng lên tiếng, đây chính là thần niệm còn sót lại của những người đã chết, có thể mê hoặc tâm trí con người. Nghe vậy, phía Long Đằng và Tiêu Thần đều tặc lưỡi cố gắng tỉnh táo lại và thu lại ánh mắt. Phía trước có hung vật, tránh ra. Diệp Thành dẫn đường, từ xa hắn đã trông thấy một thanh đoạn kiếm bị tàn phá, bên trên còn có khí tức màu đen bao quanh, đó chính là sát khí bên ngoài đan xen oán niệm, không phải là thứ mà những người như bọn họ có thể lại gần. Tất cả di chuyển vào sâu bên trong và lại càng vào trong càng cảm thấy rợn người, tiếng gào thét như ma chú không dứt. Bất giác, bọn họ bước vào khu rừng u ám màu đỏ như máu. Hồn của ta, vừa bước vào, Nam Minh Ngọc Thu nãy giờ vẫn giữ trạng thái trầm ngâm mà lúc này đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người đều giật mình. Và lại vẻ mặt của Nam Minh Ngọc Thu lúc này đã tái nhợt, cơ thể bất giác run lên, cô nhìn về hướng đó với vẻ mặt sợ hãi như thể có thể trông thấy chuyện gì đáng sợ lắm. Ngọc Thu, Thiên Thương Nguyệt và Đại Sở Hoàng Yên nắm tay cô. Diệp Thành cau mày, Nam Minh Ngọc Thu hiện giờ lại bắt đầu rơi vào trạng thái dị thường giống năm đó. Phụ Hoàng, phía này, Long Đằng cũng lên tiếng khiến cho phía Tiêu Thần ở bên vô thức xoay người nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Đừng có kinh động thế chứ, Tiêu Thần lên tiếng. Ta thật sự đã thấy Phụ Hoàng rồi, khí tức của Long Đằng gấp gáp hơn và đang nhìn về hướng đó. Không phải ta không lấy gì cả, ta không lấy gì cả, còn chưa xong thì Nam Minh Ngọc Thu đã lại bắt đầu điên loạn giống như một đứa trẻ sợ hãi nép vào người Thiên Thương Nguyệt. Phong, Thái Hư Cổ Long lập tức phong ấn tu vi của cô ta để tránh cô ta phát điên làm kinh động đến hung vật ở đây. Phụ Hoàng, Long Đằng lại lần nữa gọi, nói rồi bước ra khỏi lớp bảo vệ. Phong, Tử Huyên ra tay phong ấn tu vi của ông ta lại. Giờ thì hay rồi, đồ còn chưa tìm thấy mà hai hậu duệ của các hoàng đế đã phát điên. Quán niệm của những người đã chết quá mạnh, Thái Hư Cổ Long lên tiếng. Phượng Hoàng cầm trấn áp nơi này mà cũng không thể rửa được oán niệm ở đây sao, Tử Huyên lên tiếng. Trông chừng bọn họ, Diệp Thành nhìn Long Đằng và Nam Minh Ngọc Thu rồi lại nhìn về nơi sâu thẳm. Không biết mất bao lâu tất cả mới ra khỏi khu rừng u ám dị thường này. Trên đường đi, Nam Minh Ngọc Thu và Long Đằng đều khuấy động không gian, một người điên loạn, một người lẩm bẩm, cũng may có Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên phong ấn tu vi của bọn họ nếu không thì nói không chừng hai người này sẽ làm náo loạn cả thập vạn đại sơn mất. Phía trước chính là vùng đất tối tăm, cây cỏ không sinh sôi phát triển, vừa đưa mắt nhìn là có thể thấy từng bóng quỷ hồn như ẩn như hiện lướt qua với vẻ mặt ác độc. Diệp Thành cứ thế bước đi về phía trước rồi đột nhiên dừng chân, hắn nheo mắt nhìn, tiên luân nhãn rẽ từng lớp mây và sương, hắn có thể trông thấy một bóng hình vững chãi đứng ở đó, quay lưng về phía bọn họ giống như pho tượng bất động. Phụ Hoàng, bên cạnh Diệp Thành, Tiêu Thần trầm tĩnh đột nhiên lên tiếng và lại còn bước ra khỏi lớp bảo vệ, không ai có thể rõ hơn ông ta bóng hình đó là ai, bóng hình đó đã lạc ấn trong linh hồn ông ta từ lâu. Quay lại, Thái Hư Cổ Long và Diệp Thành lập tức giơ tay ra kéo ông ta lại. Lần này không phải là oán niệm ăn mòn tâm trí nữa, Tử Huyên khẽ giọng nói, cô cũng nhìn vào bóng người đang quay lưng lại phía mình, người này là một sự tồn tại thực thụ. Đó là Phụ Hoàng của ta, trong mắt Tiêu Thần chợt nhòa nước mắt, dù đã trải qua bao năm tháng nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy, ông ta vẫn nghẹn ngào. Cẩn thận xung quanh, Diệp Thành nhắc nhở, hắn là người đầu tiên sải bước thận trọng bước qua từng quỷ hồn đang lướt tới. Không lâu sau, tất cả mọi người mới thực sự tới phía sau người kia. Tiêu Thần không thể kiềm chế hơn được nữa, đôi tay run rẩy giơ ra khẽ chạm vào cơ thể người này. Thế nhưng ông ta vừa chạm vào người đó thì người đó đã hóa thành tàn cho bay đi. Phụ Hoàng, Tiêu Thần dứt khoát bước ra khỏi vòng bảo vệ muốn đuổi theo lớp tàn cho. Thấy vậy, Diệp Thành giơ một tay ra kéo ông ta lại. Cẩn thận, phía này, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên đã ra tay đánh ra thần quang khiến hai quỷ hồn hóa thành hư vô. Càng lúc càng dị thường, Diệp Thành cảnh giác nhìn từ phía, Tiêu Thần được hắn cứu lại lúc này thần trí đã không còn bình thường, lúc mê man lúc sợ hãi, cơ thể liên tục run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Vì bất lực nên hắn cùng đành phong ấn tu vi của Tiêu Thần. Dầm, đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên khiến tất cả mọi người đều căng thẳng và đổ dồn ánh mắt về một phía. Dầm, đoàng, nếu nghe kỹ thì âm thanh này vang lên không dứt như thể có ai đó đang đại chiến và lại động tĩnh còn không hề vừa. Còn có người sống, Thái Hư Cổ Long và phía Diệp Thành đưa mắt nhìn nhau. Đi xem, tiên luân nhãn của Diệp Thành hiện lên thần quang, không ngừng nhìn thấu từng màn sương mờ, bọn họ từ từ lại gần một hướng, cho tới khi một sơn cốc thâm sâu hiện ra mới dừng lại. Đó là, Đế Phạn và Đại Sở Hoàng Yên run rẩy thẫn thờ nhìn sơn cốc đó. Nơi đó có hai người đang đại chiến, thể phách mạnh mẽ, có phong thái của bậc hoàng đế. Phụ Hoàng,
Phụ hoàng, Đế Phạn và Đại Sở Hoàng Yên đều đồng loạt lên tiếng. Quả thực đó là Thiên Táng Hoàng và Sở Hoàng. Diệp Thành lẩm bẩm vì khi độ thiên kiếp, hắn từng gặp lạc ấn về đạo của Sở Hoàng và Thiên Táng Hoàng, còn hai bóng hình đang đại chiến bên trong sơn cốc kia thì lại có dung mạo giống hệt với Sở Hoàng và Thiên Táng Hoàng. Có điều Thiên Táng Hoàng và Sở Hoàng của Đại Sở lại là hai người hư ảo. Hoặc có thể nói đó là một loại lạc ấn, cả hai người từng đại chiến ở đây và được Thập Vạn Đại Sơn ghi lại. Không phải là hoàng đế của một thời đại thì tại sao lại tương ngộ, lại còn đại chiến trong Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Thành thắc mắc. Dị thường đến mức vượt ra khỏi nhận thức của ta, Thái Hư Cổ Long nãy giờ trầm ngâm thì lúc này cũng cau mày, hai vị hoàng cách nhau cả hàng vạn năm mà lại đại chiến ở đây, hắn nghĩ mãi không ra nguyên do. Còn nữa, Tử Huyên lãnh đạm lên tiếng. Thái Hư Cổ Long và Diệp Thành lại lần nữa đưa mắt nhìn và phát hiện không phải chỉ có Thiên Táng Hoàng và Sở Hoàng mà còn có thêm hai người gia nhập vào, đó là Hoàng đế, một người là Viêm Hoàng, một người là Thủy Tổ Tam Tông Thần Hoàng. Cả bốn người đang hỗn chiến, mặc dù cảnh tượng hư ảo nhưng lại chiến đến mức kinh động đất trời khiến phía Thái Hư Cổ Long nhìn mà tim như muốn nhảy lên đến tận cổ họng. Phụ Hoàng, đó là Phụ Hoàng, lúc này, vẻ mặt của Đại Sở Hoàng Yên và Đế Phạn đều không hề bình thường, bọn họ lẩm bẩm như kẻ thần kinh, và lại còn liên tục đi ra khỏi lớp bảo. Vệ, vì bất lực nên Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên lại phải ra tay cứ thế phong ấn tu vi của hai người này. Trông chừng bọn họ, Diệp Thành ho hắng, hắn nhìn Chu Thiên Giật và Thiên Thương Nguyệt vẫn còn chút tỉnh táo ở bên. Bảy vị hậu duệ của các hoàng đế tới đây đã có 5 người thần trí không bình thường. Vẻ mặt của Diệp Thành có phần kỳ quái, nếu như đến cả Chu Thiên Giật và Thiên Thương Nguyệt cũng giống như phía Nam Minh Ngọc Thu thì sau khi ra khỏi đây, liệu các lão bối của các vị hoàng ở Đại Sở liệu có tập hợp lại mà tính sổ với bọn họ không nữa? Rời khỏi đây, Diệp Thành thu lại ánh mắt lập tức quay người, hắn không thể để mọi người ở đây lâu hơn, nếu như Đông Hoàng và Nguyệt Hoàng cũng xuất hiện thì hắn không chắc Chu Thiên Giật và Thiên Thương Nguyệt sẽ khác Nam Minh Ngọc Thu. Lại đi sâu vào trong, có tiên luân nhãn của Diệp Thành mở đường, có thể tránh được hiểm nguy nhưng phía Nam Minh Ngọc Thu vẫn phát điên, Chu Thiên Giật và Thiên Thương Nguyệt vẫn còn tỉnh táo hơn nên lập tức đi theo, cảnh giác nhìn tứ phương. Ta đã từng tới đây, sau nửa canh giờ, Diệp Thành mới dừng chân nhìn về phía xa, hắn có thể thấy nơi đó có tà linh đang bay qua bay lại. Năm đó, hắn và Nam Minh Ngọc Thu đi lạc nhau ở đây, cũng chính ở nơi này mà hắn vô tình gặp được Viêm Hoàng Thánh chủ đời thứ 98 Trung Viêm và được thừa hưởng thánh vật của Viêm Hoàng là Huyền Thương Ngọc Giới. Tà linh mạnh quá, Thái Hư Cổ Long cau mày. Tất cả đều là những kẻ mạnh cái thế mang theo oán niệm, tà niệm và ác niệm, không phải là thứ mà người thường có thể địch lại được. Tử Huyên khẽ giọng lên tiếng, niệm lực ở nơi này quá mạnh, tà linh đương nhiên sẽ rất mạnh. Phủ thêm lớp tử khí có thể thoát khỏi nguy hiểm, Diệp Thành phất tay để tử khí của người chất phủ lên lớp bảo vệ. Vài người lại lần nữa rời đi, bọn họ đi qua khu tập hợp tà linh rồi bước lên con đường nhỏ u tịch. Hai bên con đường nhỏ có cây cối nhưng lại tối tăm với lớp tử khí màu xám xịt, có lẽ đã quá lâu rồi, cây cối đều ngả rạp trên mặt đất. Chốc chốc có thể thấy vài cái cây, bên trên có mấu chưa khô. Đi mất cả một canh giờ bọn họ mới bước ra khỏi con đường u tịch đó. Vừa ra ngoài, tất cả đều thẫn thờ vì bọn họ lại gặp một người đang ngồi như pho tượng dưới một gốc cây thật to. Phụ Hoàng, lần này đến Chu Thiên Giật, ông ta run rẩy, đôi mắt nhòa lệ. Được rồi, ta phải phong ấn hắn ta cái đã. Thái Hư Cổ Long lên tiếng, một đạo phong ấn vỗ lên lưng Chu Thiên Giật. Cũng giống như Nam Minh Ngọc Thu, khi nhìn thấy bóng hình của Phụ Hoàng mình, Chu Thiên Giật cũng hóa điên. Diệp Thành xoa mũi. Hắn nhìn sang người duy nhất vẫn còn tỉnh táo lúc này là Thiên Thương Nguyệt. Thiên Thương Nguyệt mỉm cười, nếu như ta cũng giống bọn họ thì nhanh chóng phong ấn ta. Có lời này của tiền bối thì ta yên tâm rồi, Diệp Thành ho hắng. Đúng là một cây đại kích mạnh mẽ, khi hai người đang nói chuyện thì Thái Hư Cổ Long đã trầm trồ, hắn ta chăm chú nhìn vách đá đen kịt, trên vách đá còn có một cây chiến kích đang cắm ở đó. Đừng đụng vào mọi thứ ở đây, Diệp Thành vỗ vai Thái Hư Cổ Long sau đó bước đi. Thế nhưng hắn vừa đi được một bước thì vô thức quay đầu lại và cũng giống với Thái Hư Cổ Long, cả hai nhìn chăm chú cây đại kích kia. Sao trông cây đại kích này lại quen thế nhỉ, Diệp Thành lẩm bẩm, hình như mình từng gặp nó ở đâu. Có bảo bối nào ngươi thấy không quen đâu, Thái Hư Cổ Long lườm Diệp Thành. Không, ta thật sự đã nhìn thấy nó, Diệp Thành nhìn chằm chằm cây đại kích đó. Trong lúc thất thần, đầu hắn như hiện lên từng hình ảnh ký ức không hoàn chỉnh, đó là vị chiến thần bát hoang, trong tay cầm cây chiến kích giống hệt thế này, dùng chính cây chiến kích đó chớm chất một ma thần cái thế. Nhìn mãi, thân hải của Diệp Thành đột nhiên ong lên khiến hắn vô thức ôm đầu. Hự, cơn đau dữ dội khiến hắn không nhịn, được rên lên, thần trí và ký ức của hắn hơi loạn, bóng lưng chiến thần bát hoang đó trở nên lúc rõ ràng lúc mờ ảo trong thần hải của hắn. Ký ức duy nhất mà hắn nhìn thấy rõ là chiến thần bát hoang ấy cõng trên lưng một nữ tử vô cùng mệt mỏi, từng bước đi xa hư thiên, bóng lưng vô cùng cô đơn. Hai mắt Diệp Thành đỏ như máu, hắn cố hết sức để nhìn rõ cảnh ấy, và rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt nữ tử đang được cõng trên lưng. Đông Hoàng Thái Tâm, Diệp Thành quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt càng thêm đau đớn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Ta nói rồi mà, người đừng cố quá, thấy Diệp Thành như vậy, Thái Hư Cổ Long không khỏi mắng. Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm rình rập,
họ còn cần lục đạo tiên luân nhãn của Diệp Thành dẫn đường, nếu Diệp Thành cũng trở nên điên cuồng thì con đường phía trước sẽ cực kỳ đáng lo ngại, có nguy cơ phải chôn thân ở đây bất cứ lúc nào. Tử Huyên vươn tay, chỉ vào đầu mày của Diệp Thành. Lúc này Diệp Thành mới dần dần tỉnh táo lại, vẻ đau đớn trên mặt từ từ biến mất. Phù, sau khi khôi phục tỉnh táo, Diệp Thành thở hổn hển, hình ảnh vụn vỡ lại biến mất, hắn cố gắng thế nào cũng không nhớ lại được. Bảo bối đó không phải thứ chúng ta có thể lấy, Thái Hư Cổ Long lại mắng rồi kéo Diệp Thành đi, không thể để Diệp Thành nhìn cây chiến kích đó nữa, nếu không hắn sẽ thật sự điên mất. Chắc chắn ta đã từng nhìn thấy, dù bị kéo đi nhưng Diệp Thành vẫn nhìn chằm chằm cây chiến kích ấy. Hế, Sừng Kỳ Lân kìa, đang nghĩ thì Thái Hư Cổ Long chợt lên tiếng. Sừng Kỳ Lân, ở đâu? Diệp Thành vội vàng rời mắt, nhìn theo hướng ánh mắt Thái Hư Cổ Long. Nhìn thấy chưa, đó chính là Sừng Kỳ Lân, Thái Hư Cổ Long chỉ về phía xa, đó là một đống xương khô, trong đống xương khô có một thứ giống như cành cây, đến giờ phút này vẫn ánh lên tia sáng yếu ớt. Thật sự là Sừng Kỳ Lân sao? Hai mắt Diệp Thành sáng lên. Ta khẳng định, Thái Hư Cổ Long ung dung nói nhưng rồi lại tặc lưỡi cảm thán, còn là xương và Sừng Kỳ Lân hoàng tộc nữa kìa. Năm xưa rốt cuộc nơi này đã trải qua trận hỗn chiến mức độ nào mà đến Kỳ Lân hoàng tộc cũng bỏ mạng chứ, có đại đế tham gia sao? Đúng là may mắn, hai mắt Diệp Thành sáng rỡ, hắn đã bắt đầu cất bước. Có tà linh ở xung quanh, Tử Huyên ngăn hắn lại. Diệp Thành đột ngột dừng bước, lúc này mới nhìn thấy quanh Sừng Kỳ Lân có một tà linh hình dạng méo mó bay qua bay lại. Keng, Thái Hư Cổ Long trở tay lấy sát kiếm ra, cắm dưới chân mình. Sau đó một tay hắn ta tạo kết ấn, thi triển bí thuật. Dịch Thiên Hoán Địa, ngay lập tức, sát kiếm dưới chân và Sừng Kỳ Lân cách đó không xa đổi chỗ cho nhau. Bí thuật này thật tuyệt, Diệp Thành mỉm cười, đang định đưa tay chạm vào thì Tử Huyên đã cầm lấy trước. Thân pháp của Tử Huyên cực nhanh, cô vung tay phất ra một khoảng thần quang, xóa đi khí màu xám lưu lại quanh Sừng Kỳ Lân rồi mới đưa cho Diệp Thành. Đa tạ, Diệp Thành nhận lấy, trên Sừng Kỳ Lân vẫn còn hơi ấm, có ánh sáng mờ ảo bao quanh, có lẽ là quá lâu nên phong hóa không ít, bên trong chỉ còn lại một chút huyết mạch của Kỳ Lân. Đủ rồi, đủ rồi, Diệp Thành hít sâu một hơi, nguyên liệu luyện chế Thiên Tịch Đan cần có Sừng Kỳ Lân nữa là đủ, sau khi ra ngoài hắn có thể luyện chế Thiên Tịch Đan cùng đan thần rồi. Lấy Sừng Kỳ Lân xong mọi người lại lên đường, tiếp theo là một quãng đường rất dài, xương khô chất thành từng núi nhưng không phải xương của tu sĩ, những bộ xương này có kích thước rất lớn, nhìn hình dáng thì trong đó có không ít xương rồng, số lượng cũng cực kỳ nhiều. Thái Hư Cổ Long liên tục đưa tay cất những bộ xương đó vào túi đựng đồ. Là tàn hồn của Thái Hư Cổ Long Chí Tôn, hắn ta có cảm giác khá thân thiết với xương rồng. Lúc này mọi người dừng lại trước một bức tường đá khô nứt, bên trên có khắc chữ, nếu nhìn kỹ thì thấy đó là một bài thơ, hơn nữa còn là một bài thơ buồn. Bài thơ này có thể Thái Hư Cổ Long không biết, có thể Tử Huyên không biết, có thể Thiên Thương Nguyệt không biết, nhưng Diệp Thành lại rất quen thuộc với nó, bởi vì hắn đã thấy không chỉ một lần, bài thơ này được viết bởi Hồng Trần. Hồng Trần, quả nhiên ông từng tới Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Thành lẩm bẩm, hắn không biết vì sao Hồng Trần lại khắc bài thơ này ở rất nhiều nơi, nhưng một điều có thể khẳng định là bài thơ này cất giấu một câu chuyện buồn. Mẫu Hoàng, khi Diệp Thành, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên đang nhìn bức tường đá thì một mình Hậu Duệ Cửu Hoàng Thiên Thương Nguyệt còn tỉnh táo, cô ta đột nhiên hét lên, đôi mắt đẹp đẫm lệ nhìn về một hướng. Nghe vậy ba người cùng rời mắt khỏi tường đá, nhìn về nơi Thiên Thương Nguyệt đang nhìn. Nhìn xong, cả ba đều nheo mắt, trong làn sương mù màu xám mờ mịt có một bóng người duyên dáng đứng thẳng tắp, tuy là hư ảo nhưng dung mạo vô song, tư thái tuyệt thế tựa tiên nữ giáng trần, đó chính là Hoàng đế Nguyệt Hoàng của Đại Sở. Đối với điều này, phía Diệp Thành cũng không thấy kỳ lạ, vì trước đây họ đã từng thấy ảo ảnh của rất nhiều hoàng đế. Nhưng Nguyệt Hoàng lần này thì khác, bà ấy đang mỉm cười với họ, ồ không, chính xác hơn là đang cười với Thiên Thương Nguyệt. Đôi mắt đẹp nhìn cô ta không hề mang theo sự uy nghiêm mà chỉ có sự hòa nhã dễ gần của một người mẹ. Không phải hồn phách, nhưng tại sao, Diệp Thành nhìn mà ngây người. Đó là linh hồn lạc ấn, Thái Hư Cổ Long trầm giọng giải thích, đúng là năm xưa Nguyệt Hoàng từng tới đây, chắc bà ấy cũng tính tới việc con gái sẽ tới đây tìm mình nên mới để lại linh hồn lạc ấn. Các hoàng đế đại sở đều đã từng đến đây, đúng là khó tin, Tử Huyên vừa phong ấn Thiên Thương Nguyệt vừa thì thầm. Không phải các hoàng đế năm xưa cũng tham gia vào trận đại chiến ngày đó đấy chứ? Không phải, Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt đáp, trước thời đại của Sở Hoàng đã có Thập Vạn Đại Sơn này rồi. Vậy thì ta đúng là không đoán ra được, trong mắt Diệp Thành đầy vẻ nghi hoặc, 9 vị hoàng đế của Đại Sở đều từng tới đây, lẽ nào đây là nơi chôn thân của họ? Những người khác thì ta không biết, nhưng chắc chắn huyền thần không chôn thân ở đây, Thái Hư Cổ Long lại lên tiếng, ta tận mắt nhìn thấy ông ấy tọa hóa, như vậy thì sao có thể tới Thập Vạn Đại Sơn được nữa? Có người, là sinh vật sống, khi hai người đang nói chuyện thì Tử Huyên chợt hô lên. Nghe vậy, Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long đều nhìn sang, một người mặc áo choàng tím cùng với bảo tháp huyết sắc lơ lửng trên đầu dò đường đi tới. Có lẽ là sương mù xám xịt lại thêm oán niệm của những người chất trận ngăn cách nên chỉ cách nhau vài chục trượng mà người áo tím không phát hiện ra họ, hắn ta nhìn xung quanh rất cảnh giác, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Là hắn ta, đôi mắt đẹp của Tử Huyên lóe lên tia sáng. Nhìn vẻ mặt cô chắc đó là người mà cô và Hồng Trần cùng đuổi rớt, Diệp Thành cũng nhìn về hướng đó.
không có Thiên Luân nhãn dẫn đường mà cũng tới được đây, Thái Hư Cổ Long hơi nhíu mày. Hắn ta có hỗn độn nhãn, Tử Huyên tiết lộ một bí mật, nhưng chỉ là một chút bản nguyên của hỗn độn nhãn thôi chứ không phải hỗn độn nhãn thật sự. Điểm này có phần giống với người áo đen giáng xuống Nam Sở hôm đó, Thái Hư Cổ Long trầm ngâm suy nghĩ, vậy xem ra trên đời đã có người thức tỉnh được đôi mắt nghịch thiên ấy, dù là người áo đen giáng xuống Nam Sở hay là người áo tím giáng xuống Bắc Sở thì đều có bản nguyên của hỗn độn nhãn, đều được truyền lại từ người đánh thức hỗn độn nhãn. Hắn ta đến đây làm gì? Diệp Thành hơi híp mắt. Bất kể đến đây làm gì, hắn ta đều phải chết, giọng Tử Huyên lạnh như băng, có lẽ cảm nhận được khí tức khiến mình ghét của người áo tím nên cô mới bộc lộ sát khí. Lần đầu tiên phối hợp cùng đánh nhau, không biết có ăn ý không, Thái Hư Cổ Long lãnh đạm nói, cắm sát kiếm ở nơi cách đó một trượng. Sự ăn ý giữa chí tôn là, bẩm sinh, Tử Huyên nói xong một tay tạo thủ ấn, dịch thiên hoán địa. Không gian lập tức rung chuyển, sát kiếm cách đó một trượng lập tức biến mất, mà người áo tím cách đó vài chục trượng lập tức bị đổi chỗ, xuất hiện ở nơi sát kiếm biến mất trước đó, chỉ cách Thái Hư Cổ Long một trượng mà thôi. Các ngươi, bị thay đổi vị trí một cách bất chợt không hề báo trước, người áo tím giật mình, đột ngột bỏ chạy. Nhưng hắn ta vẫn chậm chân, bị kiếm của Thái Hư Cổ Long chớm một nhát đứt đôi người rồi lại bị một kiếm của Diệp Thành đâm xuyên qua ngực. Chết tiệt, bị đánh trở tay không kịp, người áo tím phẫn nộ rồi lại dịch chuyển, nhưng tình cờ đụng phải sát kiếm đang cắm nghiêng trên đất, sát kiếm rung lên, khí màu đen bao quanh thân kiếm tản ra, cơ thể hắn ta nhuốm khí đen rồi chợt nổ tung. SSS, nhìn thấy cảnh này, da đầu Diệp Thành tê dại, không biết thanh kiếm đó đã cắm trên mặt đất bao lâu nhưng sát khí trên thân kiếm quá mạnh, mới bị quấn một chút mà người áo tím đã trọng thương. Khi hắn đang sững sờ thì Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên đã gọi pháp khí cảnh giới thiên ra rồi xông tới. Hai tàn hồn của chí tôn phối hợp rất ăn ý, người áo tím trước đó đã suýt chết nhưng lại cực kỳ thông thiên, dù hai người hợp lực và thêm một nhát kiếm của Diệp Thành mà vẫn không dứt được hắn ta. Tử Huyên và Hồng Trần liên thủ cũng không hạ gục được người này, đúng là không đơn giản như nói suông. Bùm, rầm, ầm, trận đại chiến nổ ra, người áo tím ba lần bị thương nặng nhưng vẫn rất đáng sợ, nửa người bị chớm rời đã khôi phục, một mình chiến đấu với Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long. Tuy ở thế yếu nhưng vẫn khiến Diệp Thành cực kỳ kinh hoàng. Phải biết rằng sức chiến đấu của Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên có thể coi là hạng một hạng hai ở đại sở ngày nay, dù người áo tím có chất thì cũng có thể tự hào. Diệp Thành yên lặng theo dõi chứ không rời đi, vì hắn cần bảo vệ các hậu duệ của hoàng đế, hiện tại bọn họ đang người thì thích tự nói một mình, người thì điên điên khùng khùng, nếu hắn tham chiến ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm như thập vạn đại sơn này thì họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Là các ngươi ép ta đấy. Người áo tím bị đánh không thể trở mình giận dữ gầm lên, lập tức phun ra một luồng huyết khí màu đen. Đột nhiên sương mù xám xịt ở đây rung chuyển, bắt đầu dâng trào. Mở kiếp, Diệp Thành không nhịn được bật thốt tiếng chửi thề, vì huyết khí màu đen của người áo tím quá kỳ quái, gọi được tà linh ở xung quanh tới, hơn nữa số lượng nhiều đến mức da đầu hắn tê dại. Đáng chết, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên đồng thời rút lui, với sức của một mình Diệp Thành thì dù có chín pháp khí cảnh giới thiên hộ thể cũng khó chống được lại nhiều tà linh cường đại thế này. Đi, Diệp Thành đi trước dẫn đường. Tay cầm kiếm xích tiêu chớm một tà linh đang nhào tới. Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên cũng đồng loạt lấy sát kiếm ra, chớm chất tà linh xông tới, không dám dừng lại dù chỉ là trong giây lát. Lại nhìn đến người áo tím cách đó không xa cũng đang bị tà linh vây rớt, cho dù sức chiến đấu và thần thông nghịch thiên của hắn ta thì cũng rất chật vật, hắn ta cũng đang cố gắng xông ra, liên tục thi triển các loại thần thông, rớt hết từng nhóm tà linh. Ầm, rầm, bùm, thập vạn đại sơn tĩnh mịch vì họ mà trở nên vô cùng ồn ào, tiếng than khóc ai oán nối tiếp nhau. Càng lúc càng có nhiều tà linh xuất hiện, vây quanh từ tứ phía, với những hình dạng khác nhau cùng khuôn mặt hung dữ. Dịch thiên hoán địa, Tử Huyên sử dụng bí thuật, di chuyển vị trí của mọi người và tảng đá lớn đối diện với nhau, tránh được một nhóm tà linh đang bao vây xông tới. Dịch thiên hoán địa, Thái Hư Cổ Long tiếp tục sử dụng bí thuật, dẫn mọi người dịch chuyển không gian một lần nữa. Dừng, Diệp Thành hét lớn nhưng đã muộn, dịch thiên hoán địa của Thái Hư Cổ Long lần này đã đặt họ vào nơi nguy. Hiểm, đó là một vùng đất khô cằn tối đen, trên đó toàn là binh khí cổ và xương người chất chất, oán niệm, tà niệm, ác niệm và sát khí của họ ngưng tụ thành luồng uy áp cực mạnh, mọi người vừa bước vào đã lảo đảo một hồi. Hu hu hu, tà linh liên tục biến hóa ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một số trông giống hình dạng người lúc còn sống, một số thì trong hình dạng méo mó bất thường, nhưng tất cả cùng chung một đặc điểm là cường đại vô song. Thái Hư Long Cấm, một tay Thái Hư Cổ Long kết ấn tụ thành một chiếc lồng Thái Hư, nhưng không phải để đối phó với kẻ địch mà là để bảo vệ mọi người bên trong. Nhưng tà linh rất kỳ lạ, chúng đi qua được lồng cấm Thái Hư, cứ thế xông vào bên trong. Tử Huyên muốn dùng dịch thiên hoán địa để thay thế không gian nhưng không thành công, vì uy áp ở vùng đất này quá mạnh khiến cho không gian trở thành một nơi hỗn loạn, nếu tùy tiện thay đổi không gian, mọi người rất có thể sẽ bị không gian hỗn loạn nghiền chết tại chỗ. Xông vào, Thái Hư Cổ Long với khí thế thôn thiên, tay cầm long kiếm Thái Hư chặn lại tà linh bên trái. Tử Huyên cầm thần kiếm màu tím chặn tà linh bên phải, còn Diệp Thành thì bảo vệ nhóm hậu duệ cửu hoàng thần chí không rõ ràng.
Đến khi ra được ngoài thì dù với sức chiến đấu của Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên mà cơ thể vẫn đẫm máu, cả hai đều bị thương nặng. Nhưng đây vẫn chưa phải điều khó giải quyết nhất, điều khó khăn nhất là họ vừa ra khỏi vùng đất nguy hiểm thì trong vùng đất ấy liền có hắc khí tụ lại thành hai bóng người, một người không có đầu, tay cầm diều chiến, bóng dáng còn lại là quái vật tay cầm chiến mâu, so với tà linh thì hai người họ mạnh hơn rất nhiều. Dẫn họ đi, Thái Hư Cổ Long ngăn người không đầu cầm diều chiến, Tử Huyên ngăn quái vật cầm chiến mâu. Đại chiến lập tức nổ ra, mạnh như Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long mà vẫn bị hai người quái dị kia áp chế. Chết tiệt, Diệp Thành thầm mắng nhưng không bước ra tham chiến mà phất tay cuốn hậu duệ cửu hoàng đi thẳng ra khỏi núi. Chẳng mấy chốc tà linh lại xông tới, hơn nữa số lượng còn không ít. Cút, Diệp Thành quát lạnh một tiếng, một kiếm chấm bay đầu một tà linh, một chưởng nghiền nát tà linh thứ hai. Chân áp, có quá nhiều tà linh, hơn nữa con nào cũng vô cùng mạnh, đến nỗi Diệp Thành buộc phải ngự động pháp khí cảnh giới thiên quét ra thần mang. Từng nhóm tà linh hóa thành cho bay, nhưng rồi lại có từng tốp tà linh xông đến. Phụt, Diệp Thành bị thương, trong lúc vô tình hắn va phải một bộ xương, sát khí lưu lại trên đó cứa vào thánh thể của hắn tạo thành một vết thương sâu hóm, sát khí màu đen ấy nhanh chóng hòa tan tinh khí của hắn khiến vết thương không thể lành lại. Hu hu hu, tà linh lại tấn công, tiếng than khóc như ma chú khiến thần hải Diệp Thành ong ong, nếu không có đan tổ long hồn trấn áp oán niệm thì có thể Diệp Thành sẽ ngã xuống ngay lập tức. Phía sau hắn, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên vừa chiến vừa chạy, người không đầu cầm diều chiến và quái vật cầm chiến mâu bị đánh tan, nhưng chỉ trong chốc lát đã lại ngưng tụ nên hai người xua đuổi rất vất vả. Thấy thế Diệp Thành chợt nảy ra một ý tưởng, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn chợt dừng lại, miệng đọc Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Om Mani Padme Hum, Phật âm uy nghiêm mà cổ xưa vang lên, hòa cùng sức mạnh tu vi và sức mạnh linh hồn của Diệp Thành khiến cho đám tà linh đang nhào tới phải ôm đầu, tiếng gào khóc càng lớn hơn, đau đớn đến mức cơ thể vặn vẹo. Tốt lắm, hai mắt Diệp Thành sáng rực. Hắn vừa niệm Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú vừa không ngừng lao ra ngoài. Thái Hư Cổ Long thấy thế thì cũng sử dụng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, thần thông Phật gia này là hắn ta truyền cho Diệp Thành nên đương nhiên hắn ta cũng biết. Nhưng điều khiến hắn ta đau đầu là Tịnh Thế Chú này có tác dụng với tà linh chứ hoàn toàn không có tác dụng với người. Không đầu cầm diều chiến và quái vật cầm chiến mâu, ngược lại còn kích thích sự hung dữ trong họ, cuộc tấn công còn khốc liệt hơn. Mở kiếp, Thái Hư Cổ Long vội ngừng niệm Phật, phối hợp với Tử Huyên thi triển bí thuật Dịch Thiên Hoán Địa, cố gắng kéo dài thời gian cho Diệp Thành. Tại đây, người áo tím cũng gặp cảnh ngộ như vậy, sát khí màu đen, oán niệm, ác niệm và tà niệm cũng ngưng tụ ra một tu sĩ cổ cầm chiến mác, đánh cho hắn ta chật vật thảm hại. Om Mani Padme Hum, phía trước, Diệp Thành niệm Phật xông thẳng ra ngoài, tránh được rất nhiều hiểm nguy khiến cho tà linh không dám tiến lên nữa. Sự ngang tàng của hắn dường như đã chọc giận nơi cấm kỵ của Thập Vạn Đại Sơn. Vùng đất chất chóc ngập tràn hắc khí, ngưng tụ thành một tu sĩ cổ tay cầm sát kiếm, một kiếm suýt thì chớm vỡ lớp phòng hộ, Diệp Thành gặp phản phệ, lập tức nôn ra máu. Bát hoang, Diệp Thành cầm huyết linh thần đao, chín đạo bát hoang chảm thoáng chốc hợp thành một, chớm chớt lão tu sĩ cổ ấy. Nhưng ngay giây sau lão tu sĩ cổ đã lại biến thành hình người với tốc độ cực nhanh khiến Diệp Thành kinh hãi. Thiên chiếu, Diệp Thành không nghĩ gì nhiều, lập tức mở thiên chiếu. Trong tích tắc, phía trên lão tu sĩ cổ cháy lên một ngọn lửa đen, nhưng cháy một lúc ngọn lửa thiên chiếu cũng dập tắt. Diệp Thành cũng đau đầu, né được một kiếm cận kề gang tấc của lão tu sĩ, dẫn mọi người đi ra thì bị tà linh bao vây, hắn chớm ra một kiếm tạo thành khoảng trống để xông ra ngoài. Lão tu sĩ cầm sát kiếm chạy tới, một kiếm mang theo uy lực hủy diệt thiên địa, chớm nứt lớp phòng hộ, thần quang của rất nhiều pháp khí cảnh giới thiên đều tối đi. Ép ta, Diệp Thành lau vết máu nơi khóe miệng, ấn ký tiên luân xoay chuyển, hắn muốn thi triển thiên đạo để đưa mọi người vào hố đen không gian tạm thời trốn thoát. Nhưng điều khiến hắn bực bội là thiên đạo trước nay luôn lợi hại mà lần này lại vô hiệu, bị sức mạnh bí ẩn trong Thập Vạn Đại Sơn áp chế, chẳng những không thành công mà ngược lại còn khiến Diệp Thành gặp phản phệ nôn ra máu. Keng, tu sĩ cổ chớm ra một kiếm, lớp phòng hộ vỡ tan, Diệp Thành bay ra ngoài. Dịch Thiên Hoán Địa, vào thời khắc mấu chốt, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên đang cách xa mấy trăm trượng đồng loạt sử dụng bí thuật Dịch Thiên Hoán Địa, di chuyển lão tu sĩ đang đuổi rất Diệp Thành tới nơi khác. Đi, Thái Hư Cổ Long hét lên. Diệp Thành vội vàng đứng dậy, một lần nữa điều khiển rất nhiều pháp khí cảnh giới thiên cùng hậu duệ cửu hoàng điên cuồng chạy trốn. Phía sau hắn, lão tu sĩ cổ vừa bị dịch chuyển kia một bước xông tới, cũng may hắn ta không biết thi triển bí thuật thần thông. Nếu không với sức chiến đấu của Diệp Thành thì rất có thể sẽ phải chôn thân ở Thập Vạn Đại Sơn này. Bùm, dầm, Thập Vạn Đại Sơn trở nên rất không yên bình, Diệp Thành bị truy sát. Thái Hư Cổ Long bị truy sát, Tử Huyên bị truy sát, người áo tím cũng bị truy sát. Đầu đầu cũng có thể nhìn thấy tà linh, tà niệm, oán niệm và ác niệm của người chất trận như tìm được chỗ chút, muốn nuốt chửng nhóm người Diệp Thành ở đây, tất cả sinh vật đều không được sống. Trong màn đêm đen, gió lạnh thét gào, trong Thập Vạn Đại Sơn âm u quỷ dị, Diệp Thành lảo đảo loạng choạng chạy ra ngoài. Hắn bị thương cực nặng, một cánh tay bị chớm mất, trước ngực rách toạc lộ ra trái tim đang đập, từng khớp xương màu vàng hiện rõ, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương nhuốm sát khí, trên người không chỗ nào lành lặn. Phụt, hắn phụt ra một ngụm máu rồi nửa quỳ trên đất, bên cạnh hắn,
bảy hậu duệ hoàng đế cũng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển dữ dội. Họ bình an vô sự, không ai bị thương, chính vì bảo vệ họ nên Diệp Thành mới bị đánh thê thảm như thế, nếu chỉ có một mình Diệp Thành thì tình huống chắc chắn sẽ đỡ hơn bây giờ nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Thần tỉnh táo lại, day mạnh đầu mày. Giống như mơ một giấc mơ vậy. Đây, là đâu, chẳng phải chúng ta đang ở Thập Vạn Đại Sơn sao? Phần hồn đã mất của ta quay về rồi, Nam Minh Ngọc Thu ngây người, ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Chừng 5 giây sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn sang Diệp Thành đang nửa quỳ dưới đất, họ bình an vô sự nhưng Diệp Thành lại chẳng còn lành lặn chỗ nào. Chuyện này, mọi người há hốc mồm, nhìn Diệp Thành thê thảm như thế dường như họ có thể tưởng tượng được trong Thập Vạn Đại Sơn đã xảy ra chuyện gì. Ngạc nhiên chưa, Diệp Thành lau vết máu bên khóe miệng, vừa nhìn mọi người vừa dùng đạo tắc và sức mạnh huyết mạch để áp chế sát khí đang hoành hành trong cơ thể. Ngạc nhiên, vẻ mặt mọi người đều trở nên quái lạ, đã nghĩ ra được trong Thập Vạn Đại Sơn xảy ra chuyện, đương nhiên họ cũng có thể nghĩ ra được mình ra ngoài bằng cách nào, nếu không có Diệp Thành cố hết sức bảo vệ thì có lẽ họ đã chôn thân trong Thập Vạn Đại Sơn từ lâu rồi. Đường đường là hậu duệ của hoàng đế mà sau khi vào Thập Vạn Đại Sơn lại trở thành gánh nặng lớn cho người khác, có thể không xấu hổ được không? Mọi người giúp đi chứ. Diệp Thành nhìn nhóm hậu duệ cửu hoàng với vẻ không vui. Ồ, tất cả cùng bước lên trước, đặt tay lên vai Diệp Thành, dùng sức mạnh huyết mạch thuần túy và đạo tắc của mình giúp Diệp Thành áp chế sát khí trong cơ thể. 3 canh giờ sau họ mới rút tay về, Diệp Thành ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tiết hơi thở. Mà ánh mắt mọi người lại rời tới Thập Vạn Đại Sơn. Cảnh tượng trong Thập Vạn Đại Sơn lúc này trở nên rất rõ ràng, họ nhìn thấy rất nhiều điều khó tin, còn được thấy phụ hoàng hoặc mẫu hoàng của mình, nhưng chỉ là linh hồn lạc ấn mà thôi. Mọi người im lặng, nhìn linh hồn lạc ấn của các hoàng đế để lại, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Phù, Diệp Thành thở ra một hơi khí đục, hắn bật người nhảy lên, lấy cửu châu thần đồ ra nhìn xung quanh. Lệch hơn 800.000 dặm so với lối vào ban đầu, Diệp Thành trầm ngâm. 800.000 dặm, mọi người đều sửng sốt, Thập Vạn Đại Sơn vô cùng kỳ quái, sát khí, oán niệm, tà niệm, ác niệm cường đại đan xen với nhau, sinh ra một loại sức mạnh khiến không gian sai lệch. Diệp Thành mơ hồ giải thích, lần trước khi ta và Nam Minh Ngọc Thu đi vào lần đầu, cùng một lối ra nhưng lại lệch mấy trăm nghìn dặm. Lần này còn kinh khủng hơn, Nam Minh Ngọc Thu cau mày. Nữ tiền bối kia và Thái Hư Cổ Long đâu? Chờ họ vậy, Diệp Thành hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn hiện lên một tia lo lắng. Mặc dù hắn rất tin tưởng sức chiến đấu của Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long, họ là tàn hồn của Chí Tôn khi xưa, có rất nhiều cách để tự bảo vệ tính mạng, nhưng Thập Vạn Đại Sơn rất hiểm nguy, bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra. Hắn biết rất rõ tà linh mạnh nhường nào, hơn nữa số lượng còn lớn đến mức khiến da đầu người ta tê dại, dưới tình huống đó, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên sẽ ra sao? Có người ra, khi mọi người đang chờ thì Tiêu Thần chợt hô lên. Còn chưa dứt lời, mọi người đã thấy một tia thần mang màu tím bắn ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Là hắn ta, Diệp Thành nhìn thoáng qua đã biết là ai, đó chẳng phải người áo bào tím sao? Mặc dù hắn ta lao ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn nhưng cũng rất chật vật, không khá hơn Diệp Thành lúc trước là bao. Toàn thân có sát khí màu đen bao quanh, chớm khắp cơ thể hắn ta. Đi đâu, Diệp Thành một bước bay lên trời, người áo tím còn chưa đứng vững thì Bát Hoang Trảm Chín Hợp thành một đã lăng thiên giáng xuống. Người áo bào tím lại bị đánh trở tay không kịp, vội vàng giơ tay chặn lại nhưng bị một đao của Diệp Thành làm cho lảo đảo, suýt nữa rơi khỏi hư thiên. Tự tìm cái chết, người áo bào tím khuôn mặt hung dữ, một bên mắt là hỗn độn nhãn, một bên mắt trống rỗng không có nhãn cầu, cùng với khuôn mặt nhơ nhuốc máu kia, dưới màn đêm trông hắn ta thật sự rất giống ác ma. Người mặc áo bào tím ra tay, một trường, che trời, chấn áp về phía Diệp Thành, mở, Diệp Thành lại vung đao, chớm trưởng ấn che phủ bầu trời đó đi. Hậu duệ cửu hoàng tiến lên, trên đầu mỗi người đều lơ lửng pháp khí cảnh giới thiên, phóng ra thần uy cảnh giới thiên rực rỡ, người áo tím suýt chút nữa bị nổ tung tại chỗ. Cút, người áo bào tím phẫn nộ, tung trưởng áp chế như một thần quang xẹt qua bầu trời, bây giờ hắn ta đang bị thương, đối mặt với 8 người phía Diệp Thành và 9 pháp khí cảnh giới thiên, với sức chiến đấu của hắn ta cũng không thể chiếm lợi thế. Đứng lại, Diệp Thành thi triển thúc địa thành thốn đuổi theo, hắn rất hiểu đạo lý thừa nước đục thả câu. Người áo tím còn kỳ quái hơn cả người áo đen giáng xuống Nam Sở lần trước, bị Tử Huyên và Hồng Trần đuổi rất không chỉ một lần mà vẫn sống yên ổn, trong Thập Vạn Đại Sơn lại tránh được tuyệt sát khi Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long liên thủ, sức chiến đấu này dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn ta không phải người bình thường. Kẻ thù như vậy tựa như ma, bây giờ không tiêu diệt hắn ta thì sớm muộn gì Đại Sở cũng gặp họa. Bùm, rầm, ầm, màn đêm tĩnh lặng giấy lên từng làn sóng huyên náo không nhỏ. Thân pháp của người áo tím rất kỳ quái, Diệp Thành theo sát phía sau hắn ta, tiếp nữa là hậu duệ cửu hoàng. Người đuổi người chạy, chạy vào vùng biển vô tận, vì họ tiến vào mà mặt nước đang tĩnh lặng bỗng nổi lên sóng gió. Không biết tự lượng sức mình, ở phía trước, người áo bào tím liếc nhìn ra sau, khuôn mặt lộ ra vẻ gớm ghiếc, nếu không phải đang bị thương nặng thì sao hắn ta lại chật vật đến mức này. Phía sau, Diệp Thành đốt cháy tinh nguyên, điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn nhưng dù vậy hắn vẫn cách người áo tím một khoảng rất xa. Khi mọi người đang hết đường xoay sở thì phía trước có tiếng gầm thét vang lên,
ngàn vạn sóng gió dâng trào, cuốn theo sát khí hoành hành khắp đất trời khiến mặt nước đông thành băng. Sát khí mạnh quá, Diệp Thành và những người khác đột nhiên dừng lại, kinh hãi nhìn phía trước. Phụt, trong tích tắc, người mặc áo bào tím chạy phía trước bay ngược ra xa, cánh tay bị chặt đứt, liên tục hộc máu. Rầm, 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 hư thiên rung chuyển, chậm rãi mà nhịp nhàng, lắng nghe kỹ mới nhận ra âm thanh đó là tiếng bước chân người đi lại, vì thân hình nặng như núi nên mới khiến hư thiên phát ra từng tiếng động lớn như thế. Thoáng chốc, một bóng người mơ hồ đập vào mắt mọi người, nhưng cũng chỉ là một bóng dáng mơ hồ. Thần Huyền Phong, nhóm Diệp Thành ngây người rồi mới biết người đánh trọng thương người áo tím là thần vương Thần Huyền Phong, điều này khiến họ rất bất ngờ. Lại là ngươi, người áo bào tím nghiến răng nhìn Thần Huyền Phong, nghe ý trong lời nói thì hắn ta từng gặp Thần Huyền Phong, hơn nữa còn có khúc mắc không nhỏ với ông ấy, điều này khiến nhóm Diệp Thành càng thêm mờ mịt khó hiểu. Keng, tiếng kiếm rung vang lên, Thần Huyền Phong đột nhiên biến mất. Người mặc áo tím biến sắc, lập tức di chuyển nhưng sống lưng vẫn bị Thần Huyền Phong dùng một kiếm chớm thật sâu, Phi Lôi Thần Quyết trong tay thần vương mới là bá đạo vô song thật sự. Nhưng dường như người áo tím cũng biết sự bá đạo của thần thông này nên né được tuyệt sát của thần vương, chỉ riêng điều này đã khiến nhóm Diệp Thành giật mình kinh hãi. Ngươi thật sự không chết không thôi sao, người áo tím nổi giận đùng đùng, chạy trốn khắp nơi nôn ra máu liên tục, không biết do bị thương hay là do tức quá. Từ lúc hắn ta đến Bắc Sở, hầu hết thời gian đều ở trạng thái chật vật thảm hại, bị Hồng Trần đuổi rớt, bị Tử Huyên đuổi rớt, bị Thái Hư Cổ Long đuổi rớt, bây giờ lại bị thần vương Thần Huyền Phong đuổi rớt. Có vẻ như trời sinh hắn ta đã là một đứa trẻ không may mắn. Kết thù oán với cửu đại cao thủ đỉnh phong ở đại sở, hễ người nào nhìn thấy hắn ta, dù là Hồng Trần, Tử Huyên hay Thái Hư Cổ Long và Thần Vương thì đều ra tay luôn mà không nói một lời, nhưng trước tiếng gầm thét giận dữ của người áo tím, Thần Huyền Phong không nói lời nào, thân hình tựa như bóng ma khiến người ta không thấy được bóng dáng. Có điều mỗi lần ông xuất hiện, người áo bào tím đều sẽ bị thương. Diệp Thành lại được thấy sự bá đạo của Phi Lôi Thần Quyết một lần nữa, nhưng sự phản kháng của người áo tím cũng là đáng sợ nhất trong số những người hắn thấy. Nhưng không biết vì sao, nhìn thần vương Thần Huyền Phong lúc ẩn lúc hiện, Diệp Thành lại chợt có cảm giác quen thuộc lạ thường. Có nên giúp không, nhìn thần vương và người áo tím đang chiến đấu kinh thiên động địa, Tiêu Thần nhìn mọi người xung quanh. Phong ấn chư thiên bốn hướng, Diệp Thành thấp giọng lên tiếng, lời nói của hắn khiến hậu duệ cửu hoàng đều nheo mắt, dường như họ đã hiểu ý hắn, hắn đang muốn để người áo tím và thần vương Thần Huyền Phong ở lại đây. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tuy họ không biết thần vương và người áo tím có ân oán gì nhưng biết hai người họ là kẻ thù không đội trời chung. Chín pháp khí cảnh giới thiên lần lượt bay lên trời, chấn giữ chín phương trời, tạo thành một cái lồng cực lớn nhốt người áo tím và thần vương bên trong. Nhưng ngay khi chiếc lồng khổng lồ được hình thành thì một đạo thần quang bảy màu bay vào, hóa thành một bóng dáng xinh đẹp. Đó là một nữ tử áo trắng tóc trắng, toàn thân được thần hà bảy màu bao quanh, mặt nạ màu trắng quỷ dị che đi khuôn mặt cô ta, trong tay cô ta cầm thần kiếm bảy màu, tựa như thần nữ giáng trần, phong hoa tuyệt đại. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Thành hơi nheo mắt, áo trắng, tóc trắng, mặt nạ trắng, tay cầm thần kiếm bảy màu, không biết vì sao nhìn cô, hắn cũng có cảm giác quen thuộc không giải thích được. Tiền bối đã từng thấy cô ta chưa? Diệp Thành nhìn Đế Phạn bên cạnh. Nữ tử tóc trắng mà ta thấy ở cổ thành Thiên Táng chính là cô ta, Đế Phạn khẽ gật đầu. Con mới chỉ nghe tiền bối nói, hôm nay mới được thấy người thật, Diệp Thành lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm nữ tử tóc trắng cầm thần kiếm bảy màu, chính cô ta là người đã rớt đạo thân nhất khí hóa tam thanh của hắn, thậm chí hắn còn nghi ngờ tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân của mình cũng là do cô ta rớt. Thần vương một đấu hai rồi, Long Đằng lên tiếng, nữ tử kia có lại lịch gì vậy, cô ta mạnh quá, Thiên Thương Nguyệt lẩm bẩm, đôi tay siết chặt lo lắng nhìn thần vương Thần Huyền Phong. Diệp Thành giật mình hoàn hồn, nhìn về nơi cách đó không xa thì thấy nữ tử tóc trắng cầm thần kiếm bảy màu và người áo tím đứng cùng một phe, vừa vào đã xóa ẩn kỳ thời không mà thần vương lạc ẩn trong thiên địa. Rầm, đoàng, tiếng động dữ dội chấn động đất trời, bên trong cái lồng mà pháp khí cảnh giới thiên ngưng tụ, Thần Huyền Phong lấy sức một mình địch lại hai người. Một người cái thế như ông ta vẫn bị nữ tử tóc bạc và kẻ mặc y phục tím chấn áp. Nữ tử tóc bạc có vẻ như rất hiểu thần vương, cũng biết được mệnh môn của Phi Lôi Thần Quyết cho nên sau khi sát phạt vào trong thì liền xóa đi ấn ký thời không của thiên địa khiến cho thần vương bị áp chế. Và lại thần kiếm bảy màu trong tay cô ta quả là một món thần binh cái thế, thần vương sau khi bị chạm trúng thì vết thương không thể liền lại, và lại thần vương còn vì thế mà nôn ra máu. Đó là Chu Tiên Kiếm trong lời của Long Gia kể sao, Diệp Thành chăm chú quan sát Chu Tiên Kiếm. Lục đạo tiên luân nhãn lần đầu tiên không được triệu gọi mà tự khai mở bản nguyên, rung lên dữ dội như thể gặp phải đại địch. Xoẹt, bên trong túi đựng đồ của Diệp Thành, đế giác vụn vỡ cũng không được triệu gọi mà bay a ngoài rung lên vù vù, còn có pháp tắc của đế đạo xoay vần. Phần đế giác kia chính là cổ ngọc được khảm nạm trên đế binh, và lại đế binh kia còn bị Chu Tiên Kiếm chảm lìa, đây có lẽ chính là nguyên nhân vì sao mà đế giác kích động như vậy, nó muốn đối đầu với Chu Tiên Kiếm. Cho dù là Chu Tiên Kiếm hay là đế giác thì nhất định đã chịu sự chèn ép của một sức mạnh thần bí ở đại sở. Diệp Thành lẩm bẩm, nếu không thể chạm diệt Chu Tiên Kiếm của đế binh thì một kiếm đủ để có thể chạm diệt Thần Huyền Phong. Cũng may bị sức mạnh của đại sở trấn áp,
nếu không thì cô ta với thanh Chu Tiên kiếm kia sẽ trở thành vô địch của đại sở, không ai có thể ngăn lại. Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu. Vẻ mặt của thần vương có phần kỳ lạ, khi Diệp Thành còn đang trầm ngâm thì Long Đằng đã lên tiếng. Quả thực có phần kỳ lạ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Mọi người có nhận ra khi đối mặt với nữ tử tóc bạc kia, đôi mắt của thần vương mang theo ánh nhìn mênh mang bất định không? Những thứ đó không quan trọng, Chu Thiên giật lên tiếng, quan trọng đó là vì sao thần vương lại xuất hiện ở đây, vì sao ông ta lại đối đầu với kẻ mặc y phục tím, và nữ tử tóc bạc kia là ai, có mối quan hệ gì với kẻ mặc y phục tím? Quả thực, mọi nghi ngờ của Chu Thiên giật cũng chính là thắc mắc của mọi người. Lão đại, khi tất cả đang chìm vào suy nghĩ riêng thì một giọng nói thăm dò vang lên từ phía sau, một người nam một người nữ bay tới, nếu nhìn kỹ thì chính là đạo thân tinh thần và thánh nữ tinh nguyệt. Ta nói mà, nơi náo nhiệt thế này chắc chắn sẽ có mặt lão đại, đạo thân tinh thần bay từ trên trời xuống, hắn không quên tuét miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Sao ngươi lại ở đây, Diệp Thành nhìn thánh nữ tinh nguyệt sau đó lại nhìn sang đạo thân của mình. Đi trăng mật thôi mà, đạo thân tinh thần nói ý tứ, nghe nói thập vạn đại sơn phong cảnh đẹp. Chúng ta tới đây thăm thú thì nghe thấy động tĩnh như đánh nhau bên trong, ta nhanh trí nên đã vào đây. Đi gọi cứu binh đi, Diệp Thành trầm giọng, lôi hết những người có tu vi chuẩn thiên của thiên đình đến đây cho ta. Đấy đấy, lão đại lại đánh giá thấp ta rồi, đạo thân tinh thần tuét miệng cười, ta đã truyền lời về rồi. Vậy thì nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng mà, hiếm khi mới gặp cảnh này, ta không đi đâu, đạo thân tinh thần lắc đầu nhìn về phía vòng chiến đấu, đó chính là thần vương thần huyền phong thì phải. Nếu không thì sao người ta có thể gọi là thần vương được? Đúng là uy phong lẫm liệt, ta nói rồi, mình và ông ấy có duyên với nhau mà, nếu không thì sao ta lại có thể mở thấy ông ấy chứ? Nói thì cũng thật là, tên này cứ mặt dày đứng đó làm nhảm khiến hậu duệ của các hoàng đế đều phải nhìn hắn. Có điều nhìn thôi thì cũng không sao, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người lại nheo lại. Cắt đứt mối quan hệ với bản thể, là người tự do, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thành, trong lòng hết sức kinh ngạc, bản thể có thể để cho đạo thân tự do, đây là việc cần đến phách lực lớn mạnh thế nào? Không đúng, không đúng, phía này. Đạo thân tinh thần đã xoa cằm nhìn thần huyền phong với ánh mắt do dự. Cái gì không đúng, thánh nữ tinh nguyệt hỏi. Không biết vì sao nhìn thần huyền phong ta luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Thật trùng hợp là muội cũng thế, thánh nữ tinh nguyệt khẽ giọng lên tiếng. Muội cũng vậy sao, đạo thân tinh thần sững người, đó là cảm giác gì? Rất khó tả, thánh nữ nhìn thần vương, muội luôn có cảm giác hình như đã từng gặp ông ấy ở đâu. Ta cũng thế, cả hai người cứ thế trò chuyện rồi nhìn về phía cách đó không xa, bọn họ nhìn thần huyền phong với ánh mắt kỳ quái. Cũng đúng lúc này, thần huyền phong đưa mắt nhìn qua bên này và nhìn thấy ánh mắt của đạo thân tinh thần và thánh nữ tinh nguyệt. Ngay sau đó, ánh mắt thần huyền phong chợt lóe sáng, đến cả sát kiếm giơ lên cũng khựng lại trong giây lát. Thế nhưng trong giây phút đó, kẻ mặc y phục tím lại chỉ ra nhất chỉ u mang đâm xuyên vào phần ngực của ông ta, nữ tử tóc bạc phất kiếm chạm một vết thương sâu trào mấu vào phần lưng của ông ta, để lộ ra từng đoạn xương trắng hếu. Huyền phong, điều khiến tất cả ngỡ ngàng đó là thiên. Thương Nguyệt đứng bên cạnh bọn họ là người lập tức bước vào cái lồng đó và cùng thần huyền phong đối kháng với kẻ mặc y phục tím và nữ tử tóc bạc. Chuyện gì vậy, cảnh này khiến hậu duệ của các vị hoàng đế đều hết sức kinh ngạc, đến cả chữ thần còn không gọi mà cứ thế gọi huyền phong, cảm giác này sao lạ thế nhỉ? Có điều bọn họ sao biết được Thiên Thương Nguyệt đã khắc sâu bóng hình của thần vương vào linh hồn của mình từ thời vạn cổ, bao nhiêu năm tháng trôi qua, bóng hình ấy vẫn không hề phai nhòa. Có lẽ cho tới lúc này phía Diệp Thành mới thực sự hiểu được bí mật động trời trong lòng Thiên Thương Nguyệt. Người mà Thiên Thương Nguyệt yêu thương chính là thần huyền phong năm xưa suýt chút nữa tuyệt sát mẫu hoàng của mình. Bí mật này nghe có vẻ rất hoang đường nhưng lại là sự thực, cái gọi là tình đã vượt qua giới hạn của thế gian, cho dù là đại địch không chết không nghỉ thì cũng không thể nào ngăn lại nổi thứ tình cảm ấy. Dầm, đoàng, Thiên Thương Nguyệt sát phạt vào trong thay thần huyền phong chặn lại kẻ mặc y phục tím. Mặc dù khả năng chiến đấu của Thiên Thương Nguyệt chênh lệch với kẻ qua không vừa nhưng quả thực đã có thể giảm bớt được áp lực cho thần huyền phong. Phong tỏa chư thiên, Diệp Thành để lại một câu cho phía Chu Thiên Giật sau đó cũng lấy ra kiếm xích tiêu và sát phạt vào trong vòng chiến đấu, hắn đối đầu với nữ tử tóc bạc kia. Cảnh tượng này khiến hậu duệ của các hoàng đế chợt thẫn thờ. Thánh chủ thiên đình, thần vương thần triều chính là đại địch của kiếp này, lúc này bọn họ đang kề vai chiến đấu với nữ tử tóc bạc, cảnh tượng này khiến người ta phải cảm khái. Ông rốt cục là ai? Diệp Thành chạm ra một kiếm kinh thế và truyền âm cho thần huyền phong, đây là thắc mắc từ trước tới giờ của hắn. Có người trông giống y hệt mình, sự trùng hợp này nói ra đến kẻ ngốc cũng không thể tin. Thế nhưng nghe Diệp Thành hỏi vậy, thần huyền phong lại không hề trả lời. Vẻ mặt của ông ta đờ đẫn, hai mắt vô hồn, về điểm này thì lại cực giống Hồng Trần. Còn cô rốt cục là ai, không có được đáp án mình cần, Diệp Thành lại nhìn nữ tử tóc bạc, vì sao lại chạm đạo thân của ta. Thế nhưng nữ tử kia cũng giống như thần huyền phong, không hề trả lời hắn. Cô ta liên tiếp vung Chu Tiên kiếm trong tay chạm ra kiếm mang bảy màu hủy thiên diệt địa khiến Diệp Thành và thần huyền phong không dám đối kháng. Điều đáng nói là trong thần sắc của nữ tử kia cũng hiện ra vẻ hoang mang, đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Không thể phủ nhận cho dù là nữ tử tóc bạc hay thần huyền phong hoặc là Hồng Trần năm xưa thì đều khiến Diệp Thành có cảm giác vô cùng quen thuộc khó nói thành lời.
không có được đáp án, Diệp Thành càng tấn công mạnh mẽ hơn, hắn ghét cái cảm giác không rõ ràng. Thế nhưng nữ tử tóc bạc lại không đáp lời hắn, thanh thần kiếm bảy màu trong tay cứ thế vung ra, một kiếm chảm lìa tinh hà. Thần thương, Diệp Thành hắng giọng lạnh lùng, phần trán có thần mang bắn ra, hắn muốn chảm diệt chân thân linh hồn của nữ tử tóc bạc kia. Vẻ mặt của nữ tử tóc bạc hết sức lạnh lùng, phần trán có hà quang bay ra với bảy màu rực rỡ giống như cầu vồng. Một đòn thần thương của Diệp Thành bị hà quang của thanh kiếm bảy màu kia phá tan. Vút, thần huyền phong sát phạt tới, phi lôi thần quyết bá đạo vô song chảm ra một kiếm chí mạng. Nữ tử tóc bạc như đã có dự đoán từ trước, cô ta nhẹ nhàng né qua sau đó bàn tay giơ lên, trong lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần huyễn hóa ra, một trường đó khiến cho thần huyền phong bị đánh ra cả trăm trượng, thần vương cái thế mà cơ thể đều bị chảm lìa. SSSS, phía Tiêu Thần thấy vậy thì đều hít vào một hơi khí lạnh, thần huyền phong là bậc thông thiên mà bị một trường của nữ tử kia đánh tới mức ói ra máu, bọn họ không tưởng tượng được nổi nữ tử kia rốt cục mạnh tới mức nào, và là thần thánh phương nào. Vạn kiếm phong thần, Diệp Thành lại sát phạt tới. Vạn kiếm quy nhất hợp với phong thần quyết tạo thành một kiếm, uy lực đâm xuyên mạnh mẽ, có thể đâm thấu mọi thứ trên thế gian. Nữ tử tóc bạc dùng một tay kết thủ ấn, phía trước cơ thể có hà quang bảy màu bay ra, hóa thành một tấm thần gương rực rỡ. Một kiếm của Diệp Thành ở trạng thái đỉnh phong đâm lên thần gương kia tóe ra từng đốm lửa nhưng vẫn không thể khiến nó vỡ tan. Nữ tử tóc bạc kia giơ tay lên chỉ vào Diệp Thành, nhất chỉ u mang bảy màu bay vút ra. Diệp Thành khựng người, tiên luân thiên đạo chợt vận chuyển, vòng xoáy màu đen xuất hiện thôn tính u quang bảy màu kia. Trong lúc này, nữ tử kia đã vung chu tiên kiếm chảm ra một lớp tiên hà, còn Diệp Thành thì nhanh chóng bị chảm thê thảm đến mức bay đi. Thần vương sát phạt đến, nhanh đến mức vô ảnh, một kiếm mạnh mẽ vô song chớm về phía nữ tử tóc bạc khiến cơ thể cô ta để lại vết thương đẫm máu, thế nhưng vết thương kia lại nhanh chóng hồi phục khiến phía Tiêu Thần lại lần nữa ngỡ ngàng. Bát hoang, Diệp Thành sử dụng thúc địa thành thốn, chín đạo bát hoang quyền nhanh chóng hợp thành một đánh vào hư thiên. Nữ tử kia vung tay đánh ra một chưởng dung hợp cả hàng trăm bí thuật. Trông thì rất bình thường nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ và Diệp Thành tiếp tục bị đánh lùi về sau, xương cốt gãy rời. Nữ tử tóc bạc thân pháp dị thường như thực như ảo, cô ta đánh lùi thần vương, chớm một kiếm về phía Diệp Thành. Diệp Thành biến sắc, đó là một kiếm nhắm trúng vào hắn ta, chưa nói tới uy lực của thanh kiếm, chỉ nói về áp lực thôi cũng đủ khiến hắn bị gò bó ràng buộc rồi, tới khi hắn dịch chuyển rồi mà vẫn bị chu tiên kiếm chảm trúng. Phụt, ngay sau đó, trên cơ thể những tu sĩ mạnh đều xuất hiện một vết thương đẫm máu, nơi vết thương kia còn có u quang bảy màu hiển hiện. Hóa giải tinh khí trong cơ thể hắn khiến vết thương không thể lành lại, còn sát khí thì thâm nhập vào trong cơ thể, tàn phá đạo căn của hắn. Lúc này, Diệp Thành mới thực sự xác định nữ tử tóc bạc kia chính là người đã chảm đi ba đạo thân của mình. Vì mỗi một đạo thân bị chảm diệt thì bản thể của hắn đều gặp phản vệ, sức mạnh dị thường và thần bí đó giống hệt với hiện tại. Phụt, phụt, thần vương ra tay, lại là khiến cơ thể nữ tử kia có thêm vết thương đẫm máu, nhưng ông ta cũng phải trả cái giá tương ứng. Phần xương vai bị một trưởng của nữ tử kia đánh tới mức gãy rời, cả cánh tay suýt chút nữa bị tàn phế. Trận đại chiến lại nổ ra, đấu đến mức trời long đất lở. Thần vương thần huyền phong và thánh chủ thiên đình Diệp Thành cùng hợp sức mà vẫn bị chấn áp. Lại nhìn về một hướng khác, thiên thương nguyệt mở ra huyết mạch thần tàng giống như nguyệt hoàng hiện thế đang đại chiến với người mặc y phục tím trên hư thiên. Phía long đằng nhìn mà khí huyết sục sôi, nhưng ngặt nỗi phải kiểm soát binh khí cảnh giới thiên ngưng tụ lồng cấm, không thể trợ chiến. Còn đạo thân tinh thần và thánh nữ tinh nguyệt lúc này cũng bất lực. Trận đại chiến cấp bậc như vậy không phải bọn họ nói tham gia là tham gia được, nếu mạo hiểm xông vào thì sẽ khiến Diệp Thành và Thiên Thương Nguyệt càng bị liên lụy hơn. Người chắc chắn đã gọi tu sĩ mạnh của Thiên Đình rồi chứ, Đại Sở Hoàng Yên liếc nhìn đạo thân tinh thần. Muốn tới đây cũng cần thời gian, nghe câu hỏi của Đại Sở Hoàng Yên, đạo thân tinh thần tỏ ra không mấy vui vẻ. Đó là gì, khi hai người đang nói chuyện thì Thánh Nữ Tinh Nguyệt chợt che miệng. Nghe vậy, cả hai đều đưa mắt nhìn sau đó nhận ra phía sau nữ tử tóc bạc kia có một người khổng lồ đang lơ lửng trên trời. Người này cũng phải to lớn chừng cả trăm trượng. Người khổng lồ đó là hư ảo, chính là một nữ tử với thần hà bảy màu bao quanh, cô ta như hiện ra trong giấc mộng, trông thì giống như đang đứng ở đây nhưng lại cho người ta một cảm giác cách xa vời vợi, giống như một nữ vương cái thế uy lực trấn áp chư. Thiên, ngoại đạo pháp tướng, đôi mắt Diệp Thành rưng rưng, trong ánh mắt còn rõ vẻ ngỡ ngàng. Ngay sau đó, hắn cũng mở ra thế giới pháp tướng hỗn độn. Thần Huyền Phong ở cách đó không xa chợt hiện lên ánh nhìn kinh ngạc trong đôi mắt vô hồn, ông ta cũng gọi ra ngoại đạo pháp tướng của mình. Đó là một vùng đất màu mấu, thây chất thành núi, mấu chảy thành sông, bên trong đó còn có bầu trời tịch diệt. Nữ tử tóc bạc dùng một tay kết ấn, cự ảnh khổng lồ phía sau cô ta cũng di chuyển, một trường che trời đánh về phía Diệp Thành. Bàn tay kia với hà quang vạn đạo rực rỡ chợt chiếu xuống, hư thiên nứt lìa từng tấc như thể trường đánh này muốn dẹp bằng trần thế, chỉ cần là sinh linh thì đều bị tiêu diệt. Rắc, rắc, thế giới hỗn độn của Diệp Thành và vùng đất tịch diệt của thần vương dưới trường đánh đó cũng bị tàn phá nặng nề. Phụt, phụt, cả hai người lần lượt ói ra máu và lùi về sau, mỗi một bước lùi về sau đều dẫm lên một phần hư thiên. Cấm, chỉ nghe thấy nữ tử tóc bạc kia hé miệng nói ra một từ, đây là lời nói đầu tiên của cô ta từ khi xuất hiện đến giờ.
Mặc dù chỉ là một từ hết sức lạnh lùng nhưng lại khiến người nghe động lòng, nó giống như âm phù kiều diệu từ Cửu U Tiên Khúc, mang theo uy lực vô thượng khiến sinh linh của bát hoang đều phải quy phục. Cảnh tượng kinh người xuất hiện, trời đất mênh mang này vì một lời nói của cô ta mà trở nên tĩnh lặng. Từng làn sóng thôi không cuộn trào, huyết vụ không bay mù mịt, không khí như ngưng động, Diệp Thành và Thần Huyền Phong khựng lại, Thiên Thương Nguyệt và kẻ mặc y phục tím đang đại chiến cũng dừng tay, mọi thứ trên thế gian đều trở nên tĩnh mịch trong giây lát. Đây là thần thông gì? Mặc dù bị chôn chân tại chỗ nhưng Diệp Thành vẫn có cảm giác, trong mắt hắn rõ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng nữ tử tóc bạc kia lại không hề bị ràng buộc bởi thần thông nghịch thiên này, cô ta sải từng bước về phía Thần Huyền Phong và Diệp Thành, hà quang bảy màu xung quanh chợt tối hơn một phần như thể sau khi thi triển thần thông cấm kỵ này, cô ta cũng hao tổn không hề ít sức lực. Vút, vút, thần kiếm bảy màu vang lên từng âm thanh sắc lạnh, trở thành âm thanh duy nhất trên thế gian, bên trên còn có thần hà rực rỡ bao quanh nhưng lại mang theo khí tức lạnh băng. Mở cho ta, mở cho ta, trong lòng Diệp Thành đang gào thét. Hắn bị hóa đá ở đây, còn những người xung quanh cũng không khác gì, tất cả như con cá trên thớt mặc người ta chạm diệt. Có điều cho dù hắn có muốn cử động nhưng lại không thể phá được vòng vây này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử kia đâm một kiếm về phía mình. Thần Huyền Phong ở bên cũng vậy, đôi mắt vô hồn càng trở nên mênh mang, chốc chốc lại nheo lại với ánh sáng lóe lên, ông ta là vị vương cái thế, vậy mà cũng phải bất lực trước thần thông cái thế này. Bù, đúng vào giây phút này, tiên luân nhãn bên mắt trái của Diệp Thành rung lên. Lại một lần nữa nó không được triệu gọi mà tự mở ra, ấn ký tiên luân trên đồng tử tự vận chuyển. Ngay sau đó, từ trung tâm là mắt trái của Diệp Thành hình thành nên từng làn sóng tản ra ngoài, tiếp xúc với vị trí đang trói buộc Diệp Thành khiến nó di chuyển, chạm tới không khí lại lưu chuyển, chạm tới Thần Huyền Phong khiến Thần Huyền Phong không bị trói buộc nữa. Mở ra rồi, đôi mắt Diệp Thành lóe sáng, hắn nhanh chóng lùi về sau. Vút, một kiếm của nữ tử tóc bạc kia đã đâm tới, mũi kiếm chỉ còn cách hắn 5 thốn, sát khí lạnh băng đã chớm rách thánh thể của Diệp Thành. Nhanh hơn một chút nữa, đôi mắt Diệp Thành đỏ ngầu, hắn nhanh chóng lùi về sau như một đạo kinh mang. Nữ tử tóc bạc cũng di chuyển theo, tốc độ của cả hai người mặc dù không chênh lệch nhau quá nhiều nhưng Diệp Thành lại yếu hơn một chút, đầu mũi kiếm Chu Tiên kiếm cách Diệp Thành từ 5 tấc rút xuống còn 4 tấc, 3 tấc, rồi lại 2 tấc. Trong lòng Diệp Thành vẫn đang gào thét, nhưng hắn lại bất lực vì Chu Tiên kiếm đã trấn áp mọi thứ mà hắn có, đến cả thời gian thi triển bí thuật cũng không thể, một khi buông lơi thì lập tức bị đâm xuyên cơ thể, một khi trúng chiêu thì sẽ mất mạng. Thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm, một bóng hình ma quỷ trong chốc lát hiển hiện chắn trước người hắn. Vút, máu tươi bắn ra, bóng hình đó bị Chu Tiên kiếm đâm xuyên, cho dù là Diệp Thành được che chắn thì cũng bị ảnh hưởng không vừa. Vù, thiên địa trong chốc lát chìm vào im ắng, còn cảnh tượng bóng hình người kia bị đâm xuyên lại hiện lên choán mắt người nhìn. Đây, phía Tiêu Thần khôi phục lại hành động thì kinh ngạc nhìn người đang chắn trước người Diệp Thành kia. Đó không phải ai khác mà chính là Thần Huyền Phong. Đây, nhìn Thần Huyền Phong bị một kiếm đâm xuyên, phía Tiêu Thần như hóa đá. Thần Vương Thần Huyền Phong lại vì Diệp Thành mà chịu bị đâm, hành động này vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Diệp Thành cũng thẫn thờ, Thần Huyền Phong trước mặt hắn đứng đó vững chãi như ngọn núi, hắn không thể hiểu vì sao Thần Huyền Phong lại cứu mình, mọi thứ đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trong chốc lát, Diệp Thành nhìn thấy một đạo ấn ký cổ xưa trên cánh tay mình, đó là ấn ký thời không, chính là do Thần Huyền Phong khắc họa. Hắn không biết vì sao Thần Huyền Phong lại khắc họa ấn ký thời không lên cánh tay hắn nhưng chắc chắn vì đạo ấn ký này nên Thần Huyền Phong mới xả thân cứu hắn, giúp hắn chặn lại nhát Chu Tiên kiếm kia. Phụt, bầu không khí yên tĩnh của trời đất vì tiếng phun ra máu của Thần Huyền Phong mà bị phá vỡ. Tiếng phun ra máu này như được vang vọng lại nhưng nếu nghe kỹ thì đó không phải là âm thanh vang vọng mà là có thêm người khác phun ra máu. Và người đó không phải ai khác chính là đạo thân Tinh Thần, lúc này sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Tinh Thần, thánh nữ Tinh Nguyệt vội tiến lên trước, đạo thân Tinh Thần che đi phần ngực. Vẻ mặt đau đớn tột cùng như thể hắn cũng bị đâm xuyên vào ngực vậy. Vút, nữ tử tóc bạc rút thanh Chu Tiên kiếm ra khỏi cơ thể Thần Huyền Phong sau đó dịch chuyển ra cả trăm trượng. Vút, cô ta vừa lùi về sau, một đạo kiếm mang cái thế liền chạm vào vị trí mà cô ta đứng ban nãy. Người ra tay chính là một người mặc y phục đen, đeo mặt nạ đen với sức mạnh kinh người. Hồng Trần, Diệp Thành nhận ra người này, đây chẳng phải là sư phụ của Hồng Trần Tuyết, Viêm Hoàng Thánh chủ đời thứ 97 sao? Dầm, dầm, Hồng Trần hiện thân. Ông ta nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc bạc, ông ta là người tường tận nhiều bí thuật, mỗi lần ra tay đều tung ra tân thông cái thế liên tiếp khiến nữ tử tóc bạc lùi về sau. Phụt, Thần Huyền Phong lại lần nữa phun ra máu sau đó lập tức ngã nhào ra và được Diệp Thành đỡ lấy. Huyền Phong, Thiên Thương Nguyệt đang đại chiến với kẻ mặc y phục tím cũng di chuyển ôm Thần Huyền Phong vào lòng. Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn cầm chắc thanh kiếm cùng Hồng Trần sát phạt về phía nữ tử tóc bạc trấn áp cô ta. Thấy vậy, kẻ mặc y phục tím không bị Thiên Thương Nguyệt kiểm soát nhưng cũng trong trạng thái thê thảm sát phạt tới. Hắn ta cũng cùng với Diệp Thành và Hồng Trần đối đầu với nữ tử tóc bạc kia. Có điều hắn ta còn chưa gia nhập vào vòng chiến đấu đã bị một bàn tay lôi ra ngoài, còn chưa đáp đất thì bị một kiếm cái thế chạm tới mức máu me nhơ nhuốc. Lại có người đến, chính là Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên. Bọn họ sát phạt ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, người nào người nấy thân hình thảm hại,
vốn dĩ định quay về dưỡng thương nhưng nghe nói ở đây có đại chiến nên lại quay lại, vừa hay đụng chúng kẻ mặc y phục tím kia. Lại là các ngươi, thấy Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên, kẻ mặc y phục tím nghiến răng, đây là lần thứ mấy hắn bị trọng thương rồi nên hắn vô cùng phẫn nộ. Chuyện gì thế này? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn kẻ mặc y phục tím rồi lại nhìn vòng chiến đấu, lúc này Diệp Thành và Hồng Trần đang đại chiến với nữ tử tóc bạc, Thần Huyền Phong trọng thương, Thiên Thương Nguyệt đang ôm lấy Thần Huyền Phong, cho dù với một kẻ nhanh trí như hắn thì lúc này cũng rơi vào trạng thái mơ hồ khó hiểu. Vút, khi hắn ta đang ngơ ngác thì Tử Huyên đã sát phạt về phía kẻ mặc y phục tím. Dầm, đoàng, trận đại chiến nổ ra, có Hồng Trần, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên trợ chiến nên chiến cục được xoay chuyển. Trận đại chiến nổ ra hết sức khốc liệt, đạo thân tinh thần đứng ngoài vòng chiến đấu cũng mơ hồ chạy vào trong. Tinh thần, thánh nữ Tinh Nguyệt cất tiếng gọi nhưng không thể khiến đạo thân tinh thần dừng chân, thế rồi cô cũng chạy vào theo sau hắn. Quay lại, bên ngoài vòng chiến đấu, phía Tiêu Thần lần lượt trầm giọng, đó không phải là nơi mà đạo thân tinh thần và thánh nữ Tinh Nguyệt có thể tùy tiện vào, cho dù là Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên, kẻ mặc y phục tím chiến tranh hay Hồng Trần, Diệp Thành và nữ tử tóc bạc chiến tranh thì bất cứ hành động nào thừa thãi đều có thể khiến bọn họ mất mạng. Long Đằng hắng giọng, ông ta vẫn dùng tới pháp khí ở cảnh giới thiên, ngưng tụ tạo ra cái lồng tránh kẻ mặc y phục tím và nữ tử tóc bạc kia trốn thoát. Đạo thân tinh thần như không hề nghe thấy tiếng gọi của phía Tiêu Thần, hắn và thánh nữ Tinh Nguyệt lần lượt tới phía này. Thần Huyền Phong nằm trong lòng Thiên Thương Nguyệt, miệng không ngừng trào máu. Trạng thái của ông ta hiện giờ rất kém, toàn thân nhơ nhuốc máu, bị nữ tử tóc bạc dùng một kiếm tuyệt sát đâm xuyên ngực, đạo tắc, linh hồn, cơ thể đều bị đánh tới mức mang tính hủy hoại, đó không phải là một kiếm bình thường. Thiên Thương Nguyệt điên cuồng đẩy tinh nguyên vào cơ thể ông ta nhưng vẫn không thể ngăn lại được thần quang tịch diệt đang hủy hoại dần cơ thể của Thần Huyền Phong. Thần Huyền Phong không nói lời nào, đôi mắt vô hồn, thần sắc đờ đẫn, cứ thế ôm Thiên Thương Nguyệt. Đến cả ông ta cũng không biết vì sao mình lại cứu Diệp Thành, còn thay Diệp Thành đỡ nhát kiếm tuyệt sát đó. Sao tim ta lại đau thế này, đạo thân tinh thần che đi phần ngực, hắn thẫn thờ nhìn Thần Huyền Phong. Muội cũng vậy, thánh nữ Tinh Nguyệt nói với vẻ mặt đau đớn có phần mê man. Diệp tinh thần, thần thần nhi, thiên thiên hoang địa lão, Thần Huyền Phong nhìn đạo thân tinh thần và thánh nữ Tinh Nguyệt, giọng nói ông ta khản đặc, lời nói không liền mạch, đôi mắt vô hồn trong chốc lát chợt mang theo ánh nhìn như tỏ tường, cũng chính vì sự tỏ tường trong chốc lát đó mà khiến đôi mắt ông ta chợt nhòa đi nước mắt. Thần Huyền Phong không nói hết được cả câu, còn thần sắc lại trở về đờ đẫn như ban đầu, đôi mắt vô hồn. Ông rốt cục là ai? Đạo thân tinh thần tiến lên trước nhìn Thần Huyền Phong với đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng vẻ mặt của Thần Huyền Phong lúc này càng mê man hơn, ông ta là ai đến ngay cả ông ta cũng không biết, thần trí không tỉnh táo khiến ông ta không phân biệt được hiện thực và hư ảo, ông ta chỉ biết thiên địa trong mắt mình đang dần trở nên mơ hồ. Dầm, đoàng, ở một hướng khác, trận đại chiến vẫn đang nổ ra làm thiên địa nứt lìa, sóng cả cuộn trào. Kẻ mặc y phục tím liên tục bị thương, máu me nhơ nhuốc, bị Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long đánh cho tới mức thê thảm. Nữ tử tóc bạc cũng không khá hơn là bao, cho dù cô ta biết nhiều thần thông nhưng cũng khó có thể địch lại được đòn công phá của hai người phía Diệp Thành và Hồng Trần. Trước đó cô ta liên tiếp dùng tới hai loại thần thông cấm kỵ nên thần hà xung quanh cơ thể đã nhạt đi nhiều. Và lại lần này người mà cô ta phải đối đầu là Hồng Trần và Diệp Thành. Với sức chiến đấu của Hồng Trần thì rõ ràng hơn cả Thần Huyền Phong, chỉ với sức một mình ông ta đã ngang hàng với nữ tử tóc bạc rồi, huống hồ còn có sự trợ chiến từ Diệp Thành. Huyết tiếp hạn giới. Diệp Thành chạm ra một biển tinh hà sau đó nhìn sang Hồng Trần ở bên với ánh mắt kinh. Ngạc, lần trước gặp ông ta ở Vân Nhược Cốc, lúc đó Hồng Trần ở trạng thái huyết tiếp hạn giới, qua bao lâu rồi mà ông ta vẫn ở trạng thái này được, điều này khiến Diệp Thành không khỏi bất ngờ. Nên biết rằng huyết tiếp hạn giới là trạng thái không chết cũng không bị thương, nó chỉ xuất hiện trong thời gian giới hạn và lại chỉ có thể mở ra một lần, chưa chắc đã có thể mở ra lần thứ hai. Lẽ nào ông ta có thể mở ra huyết tiếp hạn giới bất cứ lúc nào, trong lòng Diệp Thành chợt dấy lên thắc mắc. Trạng thái huyết tiếp hạn giới là sự bá đạo thế nào? Hắn rõ hơn ai hết, trước kia chính vì có trạng thái này nên hắn mới có thể dùng sức một mình mà địch lại cả hàng chục triệu tu sĩ, nếu như Hồng Trần có thể mở ra trạng thái này bất cứ lúc nào thì đại sở này còn ai có thể so với ông ta nữa. Ngoài huyết tiếp hạn giới, Diệp Thành còn thấy vẻ mặt của Hồng Trần hết sức dị thường, đôi mắt vô hồn đó giống như Thần Huyền Phong vậy. Nữ tử tóc bạc ở phía đối diện cũng đờ đẫn y hệt khiến Diệp Thành thắc mắc rốt cục cả ba người này đang rơi vào trạng thái thế nào, trần trí không bình thường sao? Không thấy bọn họ nói gì nhưng người nào người nấy đều rất khác lạ. Điều khiến Diệp Thành cảm thấy khó hiểu nhất đó là mối quan hệ giữa Hồng Trần và nữ tử tóc bạc kia, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau nhưng người nào người nấy đều tỏ rõ sự kiêng dè với đối phương. Suy nghĩ của Diệp Thành trở nên lộn xộn vì sự xuất hiện của Hồng Trần, vì Thần Huyền Phong giúp hắn đỡ một kiếm, tất cả khiến đầu óc hắn mơ hồ, càng nghĩ càng khó hiểu. Đùng, đoàng, khi trận chiến đang diễn ra ác liệt thì phương xa vang lên tiếng nổ ầm ĩ, chấn động cả đất trời. Nhìn từ xa, đó là từng đạo thần hồng lộng lẫy, từng bóng người vụt qua bầu trời với tốc độ rất nhanh. Cao thủ của thiên đình đã tới, đội hình rất khủng bố có tới hàng nghìn người, ai cũng là cảnh giới chuẩn thiên, ai cũng có khí thế nuốt chửng bầu trời.
Chết tiệt, cảm nhận được đông đảo cao thủ đang cấp tốc tới gần, người áo tím trở nên càng dữ tợn hơn. Đi, hắn ta quát lên, như thể đang nói với nữ tử tóc trắng. Dứt lời, hắn ta nhận một kiếm kinh thế của Thái Hư Cổ Long, sau đó một bước chạy cả trăm trượng, muốn chạy đi trước khi cao thủ của Thiên Đình tới, tránh hủy diệt vùng biển này. Dịch Thiên Hoán Địa, Tử Huyên hô lên, hoán đổi vị trí với người áo tím, hắn ta vừa chạy được trăm trượng đã lại bị đưa về. Dịch Thiên Hoán Địa, người áo tím cũng thi triển cùng một bí thuật, lại đổi vị trí cho Tử Huyên. Dịch Thiên Hoán Địa, Thái Hư Cổ Long cũng không nhàn rỗi, người áo tím vừa đổi chỗ với Tử Huyên đã bị hắn ta đổi lại. Thấy cảnh này, nhóm Tiêu Thần trố mắt nhìn, thần thông của cao thủ cái thế quả nhiên không đơn giản chút nào. Trong khoảnh khắc đó họ đã lần lượt ngự động pháp khí cảnh giới thiên, muốn cho người áo tím một đòn tuyệt sát, may mà chưa bắn ra, nếu không nhỡ đâu ngộ thương Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên thì lại thành trò cười. Hư Thiên gầm thét, sau khi đổi một vòng, người áo tím lại về chỗ cũ, suýt nữa đã bị một trưởng của Thái Hư Cổ Long chớm chất. Thập Nhị Thiên Tự Đại Minh Trận, một tay Tử Huyên tạo quyết ấn, thi triển thần thông vô song. Lập tức, 12 thần trụ chọc trời hiện ra không theo thứ tự cụ thể nào, ngang qua trời đất, trên mỗi thần trụ đều được khắc vân lộ cổ xưa, dây xích phù văn đan xen ngưng tụ thành một chiếc lồng khổng lồ. Đó không phải là một cái lồng bình thường, bên trong có rất nhiều cấm chế phong ấn, theo một khía cạnh nào đó nó còn vượt cả Thái Hư Long cấm của Thái Hư Cổ Long. Người áo tím bị nhốt bên trong, không thể di chuyển do bị cấm chế đáng sợ của chiếc lồng phong ấn. Mở, người áo tím hét to, muốn phá vỡ chân áp nhưng vô ích. Thấy người áo tím bị chân áp, nữ tử tóc trắng khẽ cau mày, một trường đẩy ra dòng sông bảy màu, đẩy lùi hồng trần rồi vung kiếm ra cả. Một vùng thần hải, chớm lui Diệp Thành, sau đó cô ta đột nhiên quay người, bước ra cả mấy trăm trượng. Đứng lại, phía Tiêu Thần đồng loạt điều khiển pháp khí cảnh giới thiên quét ra một khoảng thần mang, nghiền nát hư thiên. Vẻ mặt nữ tử tóc trắng lãnh đạm, cô ta vung mạnh kiếm chu tiên phá tan vùng thần mang ấy, đến pháp khí cảnh giới thiên cũng bị phản kích, rung lên kịch liệt, thần quang đạo tắc xoay quanh nó cũng tối đi rất nhiều. Dịch Thiên Hoán Địa, Tử Huyên tiến lên một bước, lại thi triển thần thông nghịch thiên hoán đổi không gian, đổi chỗ với nữ tử tóc bạc. Nhưng điều khiến cô giật mình là thần thông này vô hiệu với nữ tử tóc bạc. Thái Hư Long Cấm, Thái Hư Cổ Long đột nhiên tạo ấn quyết, thi triển Thái Hư Long Cấm, bao vây nữ tử tóc bạc bên trong. Nhưng giây tiếp theo lồng Thái Hư Cổ Long đã bị một kiếm của nữ tử tóc bạc chớm bật mở. Thiên chiếu, nữ tử tóc bạc vừa thoát thân, ấn ký tiên luân bên mắt trái của Diệp Thành chuyển động, nhắm thẳng vào cô ta, hắn hy sinh thọ nguyên để thi triển cấm thuật tiên luân. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là tuy ngọn lửa thiên chiếu bùng cháy nhưng lại bị thần hà bảy màu trên người nữ tử ấy dập tắt, cấm thuật tiên luân vô hiệu với cô ta. Ba loại thần thông của cao thủ vô song đều vô hiệu khiến nhóm Tiêu Thần ở ngoài chiến trường đều kinh hãi. Tiếp theo đó là Hồng Trần, trong chốc lát ông đã biến mất không thấy tăm hơi. Khi xuất hiện lần nữa thì ông đã ở trước mặt nữ tử tóc bạc, một kiếm của ông có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Nữ tử tóc bạc thoát cái làm cho thần hà bảy màu nở rộ hào quang, kiếm chu tiên lại rung lên, một kiếm kinh thế chớm ra, cũng mang theo uy lực diệt thế. Keng, hai thanh kiếm va vào nhau phát ra tia lửa, tiếng leng keng đinh tai nhức óc vang lên. Ở nơi hai thanh kiếm va vào nhau, một gợn sóng mở ra trước mắt, vùng biển giấy lên sóng gió, những nơi nó đi qua, không gian lần lượt sụp đổ, thậm chí phía Diệp Thành cũng bị ảnh hưởng. Hồng Trần bị đẩy lùi, khóe miệng nữ tử tóc bạc rỉ máu. Vòng xoáy bảy màu xuất hiện trước mặt cô ta, Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên chạy tới nhưng vẫn muộn, cô ta đã quay người đi vào vòng xoáy bảy màu, biến mất trong nháy mắt, trong thiên địa không còn tìm thấy bóng dáng cô ta nữa. Chết tiệt, Long Đằng hừ lạnh, biết trước lồng được ngưng tụ từ pháp khí cảnh giới thiên không có tác dụng với cô ta thì chúng ta đã nhập cuộc sớm hơn rồi. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, cô ta là thần thánh phương nào mà lợi hại quá vậy, nhìn vòng xoáy bảy màu tiêu tán, Thái Hư Cổ Long nhíu mày. Am hiểu cực đạo đế thuật, Tử Huyên trầm ngâm, thần kiếm bảy màu đó chắc là kiếm chu tiên trong truyền thuyết. Đúng như cô nghĩ đấy. Huyền Phong, khi hai người nói chuyện thì nơi không xa vang lên giọng của Thiên Thương Nguyệt, trong giọng nói có tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe vậy, Diệp Thành vội vàng xoay người bước tới chỗ thần Huyền Phong. Dáng vẻ thần Huyền Phong vô cùng chật vật, đạo tắc, căn cơ, linh hồn đều đã sụp đổ, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều tản ra sức mạnh hủy diệt, đó là sát khí từ kiếm chu tiên đang cướp đi cơ hội sống cuối cùng của thần vương. Diệp Thành ngồi xổm xuống, đặt tay lên người thần Huyền Phong, sức mạnh huyết mạch và thánh thể bản nguyên cùng được chút ra, hy vọng có thể kéo dài mạng sống cho thần Huyền Phong. Dù sao thần Huyền Phong rơi vào kết cục này cũng là do cứu hắn. Mặc dù hắn không biết tại sao thần Huyền Phong lại cứu mình, nhưng nếu gạt đi lập trường hai bên đối địch thì trong lòng hắn vẫn thấy áy náy. Nhưng sức mạnh huyết mạch và thánh thể bản nguyên của hắn cũng không thể ngăn sự sống đang không ngừng bị hủy diệt của thần Huyền Phong, sát khí của kiếm chu tiên có sức mạnh hủy diệt, dù là bí thuật tiên luân thiên sinh cũng vô hiệu. Căn cơ đạo tắc đã bị hủy, linh hồn bản mệnh đã bị diệt, Tử Huyên nói nhỏ. Dù Đại La Kim Tiên còn sống cũng không cứu được ông ấy, Thái Hư Cổ Long cũng thở dài. Hồng Trần cũng tới, nhìn thần Huyền Phong với vẻ mặt đờ đẫn, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Đột nhiên Hồng Trần cũng ngồi xổm xuống, cứng ngắc đưa tay ra ấn lên người thần Huyền Phong,
chút sức mạnh bản nguyên thần kỳ vào cơ thể ông ấy để sự sống của ông ấy tiêu tán chậm hơn. Nhưng Hồng Trần vừa ngồi xuống, giây trước Thần Huyền Phong còn đang đờ đẫn lúc này lại ngồi bật dậy, một tay cầm lấy tay Diệp Thành, tay kia cầm tay Hồng Trần. Vẻ mặt Thần Huyền Phong đau đớn, thần trí đang bên bờ sụp đổ, đôi mắt trống rỗng lúc hỗn loạn lúc rõ ràng, lúc mờ mịt lúc thẫn thờ. Mọi người nhíu mày, Diệp Thành cũng nhíu mày, không hiểu sao hắn lại thấy lòng nhói đau, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong lòng bàn tay Thần Huyền Phong, giống như ông lão sắp chất nắm tay con mình nói lời trăng trối cuối cùng. Lão đại, Thần Huyền Phong lên tiếng, giọng nói khàn đặc mà tang thương, vào thời khắc tỉnh táo, ông ấy nhìn chằm chằm Diệp Thành và Hồng Trần, đôi mắt đẫm lệ. Lão đại, Thần Huyền Phong nói rất nhỏ nhưng mọi người có mặt đều nghe thấy, vẻ mặt đồng thời trở nên vô cùng kinh ngạc. Hồng Trần khó hiểu mà Diệp Thành cũng ngờ vực, danh xưng lão đại này chỉ có đạo thân mới gọi hắn như vậy. Thần Huyền Phong thốt ra từ lão đại khiến hẳn ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Rớt, Thần Huyền Phong lại lên tiếng, lời nói ngắt quãng, ông nắm chặt tay Diệp Thành và Hồng Trần, vẻ mặt đau đớn như đang dùng hết chút sức lực cuối cùng, rớt nhược nhược. Rớt nhược nhược, dù Thần Vương đã dùng hết chút sức cuối cùng để nói câu này nhưng cuối cùng vẫn chưa thể nói hết. Linh hồn ông tiêu tán, đôi mắt mệt mỏi mất đi chút ánh sáng cuối cùng, chất không nhắm mắt, chỉ có hai hàng lệ mấu chảy dài trên khuôn mặt tang thương. Huyền Phong, Thiên Thương Nguyệt ôm chặt Thần Huyền Phong, khuôn mặt xinh đẹp thê lương đẫm nước mắt, năm tháng dài đằng đẵng, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, đây có lẽ là lần cô được ở gần Thần Huyền Phong nhất nhưng cũng là lần cuối cùng. Hai, nhìn Thần Vương quy tịch, những người có mặt đều thở dài. Thần Vương Vô Song là sát thần bóng đêm, Phi Lôi Thần Quyết nổi danh lẫy lừng, là người mà cửu hoàng của đại sở đều dè chừng, bây giờ ông chất mang lại cho người khác cảm giác không chân thực, dù địa vị đối lập nhưng một vị vương cái thế như vậy mất đi, trong lòng mọi người vẫn thấy buồn bã. Trên trời, các ngôi sao đều ảm đạm, chỉ có một ngôi sao là sáng nhất nhưng lúc này đã rơi xuống. Thần Vương cái thế đã ngã xuống, mang theo nỗi hoang mang và đau buồn, chất không nhắm mắt. Yêu Vương, Huyết Vương, Phệ Hồn Vương, Ma Vương, Phu Chú Vương, Quỷ Vương ở khắp các nơi trên đại sở ngây người nhìn ngôi sao rơi xuống đó, trong mắt đều hiện lên nỗi buồn và thương xót. Từ xưa đến nay, họ đấu với nhau không biết bao lâu, tuy là kẻ thù lớn nhưng cũng trân trọng, thương tiếc cho nhau. Phía trên vùng biển, Diệp Thành ngơ ngác nhìn Thần Vương cái thế, trước khi chết ông còn cầm chặt tay hắn, đôi mắt chưa nhắm lại vẫn đang nhìn hắn khiến hắn cảm thấy đau lòng không giải thích được. Vẻ mặt Hồng Trần đờ đẫn, hai mắt trống rỗng nhìn Thần Vương, ông cũng có cảm giác mờ mịt chưa từng có. Đột nhiên giữa đất trời như có khúc nhạc tiễn biệt vang vọng, tiễn đưa vị vương Vô Song. Thân thể Thần Huyền Phong cũng từng chút hóa thành mây khói theo tiếng nhạc thê lương buồn bã, bụi về với bụi, đất về với đất, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi đất trời, chỉ còn là thần thoại xa xôi. Phút, cao thủ đại sở đi tới, đứng khắp bốn phương trên trời. SSS, nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người nhất thời sửng sốt, Diệp Thành và Hồng Trần ngồi xổm trên đất, con gái Nguyệt Hoàng gục xuống bên cạnh, còn có một đám đông vây quanh, tình huống gì thế này? Tất cả mọi người đều im lặng khiến cho nhóm Thiên Tông lão tổ cực kỳ thảng thốt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết là thế nào. Sư tôn, Trung Quy, Trung Giang và Trung Ly đồng loạt tiến lên, thử thăm dò nhìn Hồng Trần. Hồng Trần cứng ngắc quay đầu, nhìn nhóm Trung Giang với vẻ mặt hoang mang. Nhìn thấy tiên luân nhãn bên mắt phải của ông ta, thân thể già nua của nhóm Trung Giang lại run lên, họ vội vàng quỳ xuống, đồ nhi bái kiến sư tôn. Sư tôn, mọi người lại sửng sốt một hồi sau đó đồng loạt nhìn sang Hồng Trần, người này được nhóm Trung Giang gọi là sư tôn, vậy ông ta là Hồng Trần. Phía Diệp Thành vẫn bình thường, họ đã sớm biết Hồng Trần còn sống, nhưng phía lão tổ nhà họ Tô thì lại hoàn toàn choáng váng, không phải Hồng Trần đã chết rồi sao? Không ngờ vẫn còn sống, chính là người đang đứng trước mặt họ sao? Vãn bối toại phong bái kiến tiền bối, khi mọi người đang ngỡ ngàng thì Đao Hoàng đã tiến tới, cung kính chắp tay hành lễ. Vãn bối bái kiến tiền bối, sau khi sửng sốt, phía lão tổ nhà họ Tô cũng đều hành lễ, vẻ mặt họ rất kỳ lạ, đến phía Trung Giang còn quỳ xuống, Đao Hoàng còn hành lễ, có thể thấy người trước mặt thật sự là thánh chủ Viêm Hoàng vô cùng bí ẩn trong truyền thuyết, Hồng Trần. Vẫn như năm xưa, Thiên Tông lão tổ nhìn Hồng Trần với vẻ mặt phức tạp, đây là phu quân của con gái ông khi xưa ở Phàm Trần, cũng là con rể của ông. Phong, khi Thiên Tông lão tổ đang thất thần, khi nhóm Trung Giang đang kích động thì Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên đã ra tay, còn là bí thuật phong ấn cấm kỵ, Hồng Trần đang trong trạng thái ngơ ngác lập tức bị phong cấm đan hải, thần hải và đạo tắc. Các ngươi, phía Trung Giang phẫn nộ nhìn Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên. Mang về nghiên cứu tí, Thái Hư Cổ Long ho khan, phất tay đưa Hồng Trần đi. Vút lên một tiếng rồi biến mất như một đạo thần quang. Mở kiếp, dù là nhóm Trung Giang cũng không kìm được thốt ra tiếng chửi thề, đám đông lập tức đuổi rớt. Đám đông rời đi khiến vùng biển này trở nên trống trải. Tử Huyên thầm thở dài, phong ấn người áo tím vẫn đang bị nhốt trong lồng, sau đó cô cũng biến mất. Hậu Duệ Hoàng đế đứng đó, lặng lẽ nhìn Thiên Thương Nguyệt vẫn đang ngồi trên mặt đất. Cô như phát điên, ngơ ngác ôm sát kiếm của Thần Huyền Phong như một bức tượng, nước mắt trong suốt lấp lánh như pha lê không ngừng chảy dài trên gò má xinh đẹp thê lương. Nhân duyên trên thế gian rất vi diệu, con gái Nguyệt Hoàng yêu một người không nên yêu,
chờ đợi biết bao nhiêu năm, chờ đến mức hoa cũng tàn, tình yêu giấu kín đến cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng. Thương Nguyệt, Nam Minh Ngọc Thu và Đại Sở Hoàng Yên tiến lên, đỡ Thiên Thương Nguyệt dậy. Ta đưa chàng về, Thiên Thương Nguyệt ôm sát kiếm của thần vương cười thê lương, từng bước đi về phương xa, bóng lưng xinh đẹp dưới ánh trăng trông rất cô đơn và tịch mịch, giống như một nữ tử yếu đuối. Hai, phía Đại Sở Hoàng Yên và Nam Minh Ngọc Thu đi theo phía sau từ xa, sợ Thiên Thương Nguyệt xảy ra chuyện gì. Phía trên vùng biển mênh mông chỉ còn lại Diệp Thành, đạo thân tinh thần và thánh nữ Tinh Nguyệt. Diệp Thành vẫn đang ngơ ngác, không dám tin mọi chuyện xảy ra đêm nay. Bên này, đạo thân tinh thần và thánh nữ Tinh Nguyệt bình tĩnh một cách lạ thường, tinh thần còn đờ đẫn hơn Diệp Thành, sắc mặt tái nhợt, trong lòng có cơn đau âm ỉ, không biết nỗi đau này từ đâu tới, chỉ biết là đau đớn khiến họ thẫn thờ. Đi thôi, Diệp Thành nhìn vùng biển này lần cuối rồi rời đi. Phía sau hắn, đạo thân tinh thần và thánh nữ Tinh Nguyệt lần lượt đi theo. Sau khi họ đi, vùng biển mênh mông mới thực sự được yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sóng lăn tăn. Đêm khuya không hề yên bình, Thái Hư Cổ Long đưa Hồng Trần về Nam Sở, nhưng ngay sau đó lại bị nhóm Trung Giang, Trung Quy đánh. Hồng Trần bị cướp về, tuy không nỡ nhưng nhóm Trung Giang vẫn không giúp ông. Giải trừ phong ấn của Thái Hư Cổ Long, bởi vì trạng thái của ông quá kỳ lạ, nếu tùy tiện giải trừ phong ấn sẽ xảy ra biến cố. Sư tôn, Hồng Trần Tuyết chạy đến, như đứa trẻ lạc nhà, cực kỳ kích động nhào vào lòng Hồng Trần, nước mắt thấm ướt quần áo ông. Bà đã không nhớ bao nhiêu năm trôi qua rồi, người mình nhớ thương ở ngay trước mắt khiến bà ngỡ như đang mơ, vòng tay ôm ông dùng hết sức bình sinh như sợ ông lại biến mất lần nữa. Hồng Trần ngơ ngác nhìn Hồng Trần Tuyết trong lòng, khuôn mặt ấy trong đôi mắt thẫn thờ của ông vừa lạ vừa quen, như đã từng gặp nhưng lại không nhớ, như từng nhớ mà lại chưa từng gặp, tất cả đều đang quấn lấy tâm trí ông. Con đưa người đi gặp sư nương, sau khi nghẹn ngào, Hồng Trần Tuyết lau nước mắt, kéo Hồng Trần còn đang ngờ ngẫn đi. Ông ấy chính là Hồng Trần, nhìn Hồng Trần và Hồng Trần Tuyết đi xa, nhóm Hằng Nhạc chân nhân quay sang nhìn phía Đao Hoàng. Chính là ông ấy, Đao Hoàng hít sâu một hơi, dường như cũng không kìm được nỗi kích động trong lòng. Không phải ông ấy đã chết rồi sao? Trời cao thương xót cho ông ấy được sống lại. Nam Sở bùng nổ, sục sôi. Sự xuất hiện của Hồng Trần giấy lên sóng gió kinh hoàng cho Đại Sở vừa mới yên tĩnh lại. Ông cũng là một truyền thuyết, thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng, từ khi Viêm Hoàng được thành lập đến nay, ngoài Viêm Hoàng ra thì thánh chủ mạnh nhất chính là Hồng Trần. Năm xưa khi Viêm Hoàng mà ông thống lĩnh có thể sánh vai với chư vương các đời, là một thế lực lớn hàng thật giá thật ở Bắc Sở. Người thông thiên như vậy, người từng được coi là thần thánh, đến Đao Hoàng cũng phải tôn kính sớm đã quy tịch, nhưng lúc này lại nghe nói ông vẫn còn sống, sao mọi người có thể không bàng hoàng choáng váng.